Một đầu như vậy yêu thú, thậm chí không sánh bằng hắn đối mặt một ít còn chân cảnh một tầng thiên võ người. Đám người thấy vậy, trong mắt vẻ khinh thường hơn nữa đậm đà, liền cái này. Đường cánh tay ngăn cản xe thôi, cái này phổ thông một quyền há có thể ngăn được lông vàng chó sói thanh thế ngập trời nhất kích. Cực kỳ buồn cười. Phỏng đoán, lập tức phải máu tươi văng tung tóe chứ. Ngay chớp mắt, một quyền kia cùng lông vàng chó sói móng chó xảy ra va chạm. Đúng như đám người dự đoán như vậy, máu tươi, văng tung tóe. Một hồi mưa máu, hắt xuống, cơ hồ đem toàn bộ Thương Huyền phủ cũng nhuộm thành liền màu đỏ. Đám người thấy vậy, cười, cũng cười, trong mắt cũng là hiện lên nồng nặc vẻ châm chọc. Có thể, ngay tại lúc này, bọn họ nụ cười nhưng là đột nhiên, đọng lại. Rất nhanh, vậy trong mắt châm chọc vậy biến thành rung động cùng không tin. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Chỉ gặp, mưa máu bên trong, một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên an tĩnh đứng, chậm rãi thu hồi mình quả đấm, quyền kia đầu đỏ tươi, nhưng, lại không có bị thương, càng không có chảy máu. Máu tươi quả thật phun ra. Có thể, đó cũng không phải là Diệp Thần máu tươi à. Máu tươi này đến từ đầu kia lông vàng chó sói, để cho tất cả người ra đầu đều phải nổ tung phải, cái này lông vàng chó sói, lại là liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra liền bị Diệp Thần nhìn như vô cùng tùy ý một quyền, trực tiếp đánh thành một hồi mưa máu. Trong chốc lát, bọn họ trong mắt run rẩy, điên cuồng run rẩy. Mặc dù, tại chỗ một nhóm người thực lực đều ở đây vậy lông vàng chó sói bên trên, nhưng, nhìn vậy đẫm máu thanh niên, đám người nhưng còn chưa do được cảm thấy một hồi phát ra từ con tim hàn. Tại sao? Bởi vì, đó là một loại nguyên thủy sợ hãi, đối với không biết sợ hãi. Thanh niên trước mắt thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cái gì gọi là vượt qua lẽ thường? Cái này kêu là vượt qua lẽ thường à? Càn khôn cảnh ba tầng thiên tồn tại, một quyền trực tiếp trong nháy mắt giết còn chân cảnh yêu thú. Trong chốc lát, toàn bộ Thương Huyền phủ tựa như cũng lâm vào hắc động chỗ sâu. Đám người liền ý thức đều phải ngưng. Liền liền Huyền Huyết Tâm đều là mặt đầy vẻ kinh ngạc, nàng dự đoán qua Diệp Thần có thể chiến thắng vậy lông vàng chó sói, nhưng, không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ thắng được như vậy ung dung à. Trên thực tế, liền liền Diệp Thần mình cũng không nhịn được nháy mắt một cái, trên thực tế, hắn chỉ là đem mình ở Thánh Huyền Đạo Cung bên trong thu hoạch, thông hiểu đạo lý liền một ít, có thể hiệu quả có chút ra hắn dự liệu. Hắn nhìn một cái Huyền Tần Thương, chỉ gặp mới vừa còn một bộ dữ tợn, vẻ châm chọc Huyền Tần Thương, giờ phút này đã phảng phất người gỗ vậy, hoàn toàn thử ra, tựa hồ còn không cách nào tiếp nhận mình mới vừa nhìn một màn. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, người nói đúng, con chó này quả thật không phải vô tội. Lời nói vang lên, tựa như mới đưa đám người ý thức của người, từ hắc động bên trong kéo trở lại vậy. Thương Huyền ra đám người, nhìn Diệp Thần ánh mắt, ngay tức thì sáng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Huyền Huyết Tâm nói lại là thật à. Hơn 20 tuổi, có vô địch tại còn chân cảnh sơ kỳ thực lực, cái này cái gì khái niệm? So Thánh Thiên yêu tộc, từ trước tới nay cực kỳ nhất nghịch thiên tồn tại còn muốn nghịch thiên 10 lần chứ. Trong chốc lát, liền liền Huyền Tần Thương ở Diệp Thần trước mặt đều có chút ảm đạm thất sắc à. Huyền Huyết Tâm nhìn về phía Huyền Tần Thương, mỉm cười nói, Huyền Tần Thương, hiện tại, ngươi còn cảm thấy phu quân ta là cái phế vật sao? Huyền Tần Thương ở Thánh Thiên yêu tộc có thể coi như ưu tú, nhưng, đụng phải Diệp Thần tên biến thái này bên trong biến thái, chỉ có thể nói hắn rất đáng thương. Huyền Tần Thương nghe vậy, cặp mắt ngay tức thì ứ máu, đều phải mất lý trí, hắn giận dữ hét, không, cái này không thể nào. Đây là một cái trò lừa bịp, ta Huyền Tần Thương là thiên chi kiêu tử, làm sao sẽ không bằng một cái ngoại tộc phế vật. Âm một tiếng, một đạo lôi cuốn cuộn cuộn uy áp nồng nặc yêu khí. Hóa thành gió lốc lớn, từ Huyền Tần Thương trong cơ thể xông ra, liền không gian đều có tan vỡ dấu hiệu, giờ phút này, Huyền Tần Thương thậm chí đều không quản cái gì danh tiếng, hắn trong đầu duy nhất ý tưởng chính là muốn Diệp Thần chết. Để cho cái này đoạt hắn người phụ nữ, làm hắn mặt mũi quét sân phế vật, từ thế gian biến mất. Trong chốc lát, Huyền Huyết Tâm mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nếu như Huyền Tần Thương thật không để ý hết thảy ra tay, liền nàng cũng chưa chắc có nắm chắc bảo vệ Diệp Thần. Có thể, ngay tại lúc này, một bóng người nhưng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, bóng người kia xuất hiện ngay tức thì, Huyền Tần Thương bộc phát ra uy áp, lại là ngay tức thì liền biến mất nhị vô hình. Huyền Tần Thương hơi sững sờ,
hướng người trước mắt nhìn, chỉ gặp, đứng ở trước người hắn là một tên mặc hồng bào anh tuấn nam tử, bất ngờ chính là Huyền Lục Nguyên. Huyền Lục Nguyên lại ngăn trở mình. Hắn thực lực mặc dù không yếu, nhưng, so với Huyền Lục Nguyên như vậy Thánh Thiên Yêu tộc đứng hàng thứ 9 gia tộc lớn bên trong tộc trưởng, vẫn là có chênh lệch thật lớn. Huyền Tần Thương có chút ngây ngốc nói, Lục Nguyên thúc, người đây là. Huyền Lục Nguyên mỉm cười nói, Hiền Chất, người ngày hôm nay phải có chút mệt không? Không bằng, về trước Lăng Huyền ra nghỉ ngơi, ngày khác, lại tới ta Thương Huyền Phủ làm khách, người thấy thế nào? Huyền Tần Thương nghe vậy, hơi biến sắc mặt, Huyền Lục Nguyên đây là trực tiếp hạ lệnh trục khách à? Trong chốc lát, Huyền Tần Thương cười, âm ngoan cười. Cái này đáng chết lão già kia, thấy thằng nhóc kia biểu hiện ra một chút tiềm lực liền trở mặt không nhận người. Huyền Tần Thương vô cùng hung ác nhìn mọi người ở đây nói, được, Thương Huyền gia, Diệp Thần, ta sẽ nhớ các ngươi, chuyện hôm nay, ta Huyền Tần Thương sớm muộn sẽ đòi lại. Dứt lời, thân hình hắn động một cái, liền lên lửa kia phượng, hỏa phượng ré dài một tiếng, liền dương cánh đi. Huyền Lục Nguyên ánh mắt hơi chớp, khẽ thở dài một hơi, xem ra là muốn cùng Lăng Huyền gia kết làm lương tử, hắn có chút hối hận, nếu như ban đầu chỉ tin tưởng liền Huyền Huyết Tâm mà nói, có lẽ cũng sẽ không phát triển đến bước này. Huyền Lục Nguyên quay đầu, nhìn Diệp Thần cùng Huyền Huyết Tâm một mắt, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng, hay là đối một tên trưởng lão phân phó nói, đem tin tức truyền đi, ta Thương Huyền gia thất tiểu thư Huyền Huyết Tâm sắp đám cưới, mở tiệc mời các vị người thân bạn tốt, tới tham gia tiệc cưới. Một gian buồng bên trong, giờ phút này, một mặt bất đắc dĩ Diệp Thần đã đổi lại cả người vui phục, mấy tên thị nữ trong mắt lóe lên ánh sáng, một bộ si mê thần sắc. Diệp Thần nhìn trong kính anh tuấn nam tử, sắc mặt nhưng là có chút phức tạp, mặc dù, cuộc hôn lễ này bất quá là gặp trận diễn trò, nhưng, lại để cho Diệp Thần có một loại cảm giác khác thường. Hắn người phụ nữ rất nhiều, bất quá, lại không có cử hành qua hôn lễ. Mình lần đầu tiên lập gia đình lại là theo một cái cơ hồ coi như nữ nhân xa lạ. Trên thực tế, hắn cùng Huyền Huyết Tâm biết thời gian không hề dài, hơn nữa, cũng không có gặp qua mấy lần. Không thể không nói, tạo hóa trêu người. Đây là lại có một tên thị nữ đi vào nói, cô ra, giờ lành đã đến. Diệp Thần gật đầu một cái, ở thị nữ kia dưới sự hướng dẫn hướng lễ đường đi tới. Bên kia, Huyền Huyết Tâm ở thị nữ quần áo trang sức hạ. Sơ trang lối ăn mặc trước, nguyên vốn dĩ là tuyệt đẹp nàng, phối hợp tinh xảo trang điểm, bộc phát xuất trần, bất kỳ người đàn ông thấy cái này dung nhan sợ rằng cũng sẽ ngay tức thì nghẹt thở. Liền liền những thị nữ kia nhìn thời khắc này Huyền Huyết Tâm đều có chút mục huyễn thần mê, đắm chìm trong cái này trên đời vô song xinh đẹp bên trong. Huyền Huyết Tâm hô hấp đột nhiên có chút dồn dập, nàng khẩn trương. Không chỉ là khẩn trương, thậm chí, có chút bất an, nguyên bản khuôn mặt trắng noãn đỏ bừng. Không biết tại sao, Huyền Huyết Tâm đầu óc bên trong luôn là nghĩ đến cùng Diệp Thần tiến vào động phòng sau sự việc. Đây là, một tên thị nữ đem đỏ khăn cô dâu đội đầu trùm lên Huyền Huyết Tâm trên đầu, nhẹ giọng nói tiểu thư, giờ lành đã đến. Vừa nói, liền dắt Huyền Huyết Tâm đi lễ đường bước đi. Lễ đường bên trong, đã sớm ngồi đầy tân khách, rất nhanh, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, chính là Diệp Thần cùng Huyền Huyết Tâm. Diệp Thần nhìn lướt qua bên cạnh Huyền Huyết Tâm, ánh mắt chớp mắt, chỉ gặp, cái này trong ngày thường vô cùng tùy tính cô gái, giờ phút này, bả vai nhưng là hơi có chút run rẩy. Hắn đột nhiên nắm Huyền Huyết Tâm tay trắng, Huyền Huyết Tâm thân thể mềm mại khẽ run một tí, có thể rất nhanh bả vai run rẩy, liền bình phục đi xuống. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần tay để cho nàng cảm thấy rất an tâm. Vậy một đám tân khách, phát hiện Diệp Thần chỉ có càn khôn cảnh ba tầng thiên tu vi lúc đó. Đều là mặt lộ vẻ cổ quái, nhưng, lại không có nói gì. Bọn họ rất rõ ràng, Huyền Huyết Tâm cùng Huyền Tần Thương vốn là quyết định hôn ước, có thể hôm nay, cũng không gặp Huyền Tần Thương tới. Một cái có thể để cho Huyền Tần Thương đều có nơi tránh lui người tuổi trẻ, tuyệt đối không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Đây là, Bích Di mặt mỉm cười, cao giọng nói, nhất bái thiên địa. Diệp Thần cùng Huyền Huyết Tâm, hướng về phía lễ đường ra thiên địa một bái. Nhị bái cao đường. Huyền Lục Nguyên cùng Huyền Thanh Thanh ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn bái xuống một đôi người mới, ánh mắt đều là dần dần nhu hòa xuống, Huyền Thanh Thanh mắt đẹp bên trong, lại là hơi nước hòa hợp. Bất kỳ phụ mẫu, thấy con cái của mình thành thân, đều là vừa vui vẻ yên tâm, lại có chút thương cảm. Phu thê giao bái.
Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn cô gái trước mặt, tim đập hơi có chút tăng tốc độ, chậm rãi bái hạ. Hắn cùng Huyền Huyết Tâm quan hệ, không thể nói có bao nhiêu thân mật, có thể cái này một tới bái sau đó, hai người tới giữa lại tựa hồ như nhiều một loại không nói được, không nói rõ liên lạc. Bái đường kết thúc, lễ đường bên trong, cũng là vang lên mọi người ăn mừng tiếng, mà Diệp Thần cùng Huyền Huyết Tâm cũng ở đây bọn thị nữ hùng thuốc dưới, tiến vào động phòng bên trong. Lách cách một tiếng, phòng cửa đóng, nguyên bản huyên náo thương huyền phủ tựa hồ trong phút chốc, yên tĩnh lại, hai người tựa như đi tới một cái chỉ có bọn họ tồn tại dị thế giới. Diệp Thần nhìn ngồi ở trên giường, hôm nay lộ vẻ được đặc biệt là nhàn tĩnh Huyền Huyết Tâm, lại là cảm thấy một hồi bức xúc. Hắn không khỏi rất đúng Huyền Hàn Ngọc hỏi, Huyền tiên tử, ta hiện tại phải làm sao? Huyền Hàn Ngọc có chút im lặng nói, thằng nhóc, người thành thân, hỏi ta làm gì? Dứt lời, lại là không để ý nữa Diệp Thần. Diệp Thần gãi đầu một cái, ho nhẹ một tiếng nói, Huyết Tâm cô nương, tháo xuống khăn cô dâu đội đầu đi, nơi này đã không người. Giao dịch của chúng ta cũng kém không nhiều hoàn thành, không cần phải tiếp tục giả bộ nữa. Có thể đây là, Huyền Huyết Tâm nhưng là mở miệng nói, Diệp Thần, mặc dù chỉ là gặp trận diễn trò, là giả, nhưng, đối với ta lại nói, đây cũng là cả đời chỉ có một lần hôn lễ, ta. Ta hy vọng, người có thể thay ta tung lên khăn cô dâu đội đầu. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi có chút ngu, tim đập vậy dần dần tăng tốc độ, hắn chậm rãi đi tới mép giường, nhẹ nhàng đem Huyền Huyết Tâm trên đầu khăn cô dâu đội đầu tung lên. Một tấm khó có thể dùng lời diễn tả được dung nhan tuyệt thế nhảy vào mi mắt, cho dù là bên người người đẹp như mây Diệp Thần, cũng không khỏi làm tươi đẹp, thậm chí, tim đều là ngay tức thì dừng lại một chụp. Huyền Huyết Tâm mặt đẹp nổi lên một hồi ánh nắng đỏ rực, khẽ cúi đầu nói, đẹp không? Diệp Thần có chút ngơ ngác gật đầu nói, xinh đẹp. Huyền Huyết Tâm mắt đẹp bên trong, lóe lên vẻ vui mừng, khóe miệng vậy dương lên một nụ cười, nàng khẽ nâng lên đầu, ánh mắt lóe lên nhìn Diệp Thần, giữa hai người bầu không khí dần dần mập mờ. Diệp Thần ánh mắt bộc phát rực cháy nóng lên, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói, như tạc đêm vậy, Huyết Tâm cô nương, người ngủ trên giường, ta, tự đi tu hành. Vừa nói, thì phải hướng cách xa giường lớn xó xỉnh đi tới. Có thể, ngay tại Diệp Thần sắp bước ngay tức thì, một cái ấm áp tay trắng nhưng là đột nhiên dắt chéo áo của hắn. Sau lưng, vang lên một cái nhỏ yếu mũi kêu vậy, nhưng vô cùng là êm tai giọng nữ nói, ngươi. Ngươi có phải hay không quên, hoàn chỉnh hôn lễ, còn có một cái trình tự. Diệp Thần nghe vậy cả người chấn động một cái, chợt xoay người lại. Ánh mắt vô cùng nóng bỏng ngưng mắt nhìn ngồi ở mép giường Huyền Huyết Tâm, người nói gì sao? Huyền Huyết Tâm gò má đỏ ửng, lắc đầu một cái, không việc gì, vẫn là như giống như hôm qua. Trong phòng ánh nến, kịch liệt lắc lư, đỏ thấm sáp dầu từ nến thân bên trên tuột xuống, ở ánh lửa nổi bật hạ, bộc phát thêm mỹ kiểu diễm. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần liền ở Huyền Huyết Tâm dưới sự hướng dẫn đi tới một tòa khí tượng trang nghiêm cung điện trước. Nơi này tên thành Thánh Thiên Phủ, chủ quản Thánh Thiên Thành bên trong sự vụ lớn nhỏ, muốn gia nhập Thánh Thiên yêu tộc, Diệp Thần liền cần ở chỗ này, làm thủ tục. Có Thương Huyền gia quan hệ, lấy được Thánh Thiên yêu tộc thân phận, cũng không phải là việc khó, rất nhanh Diệp Thần liền thuận lợi gia nhập Thánh Thiên yêu tộc. Nhưng, cùng lúc đó, Thương Huyền gia thất tiểu thư gả cho một tên ngoại tộc càn khôn cảnh tồn tại chuyện vậy truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ. Trong chốc lát, cơ hồ là Thánh Thiên Thành bên trong tất cả người đều đang nghị luận Diệp Thần lai lịch. Nhưng, rất nhanh, một cái hơn nữa kính bạo tin tức liền đốt toàn bộ Thánh Thiên Thành. Một tên quần áo trắng thiếu niên, đi nhanh nhập một nhà trong tửu lầu, thần sắc hưng phấn hướng về phía trên bàn mấy tên bằng hữu mở miệng nói, các ngươi nghe nói Diệp Thần chuyện sao? Đang uống rượu một tên áo xanh thanh niên cười nói, ngươi tin tức, quá lạc hậu, không phải là cái đó cưới liền Huyền Huyết Tâm càn khôn cảnh tồn tại sao? Liên quan tới Diệp Thần chúng ta đã thảo luận thật là nhiều lần, ta hoài nghi, cái này Diệp Thần rất có thể là Thiên Huyền nhà con riêng. Thiên Huyền nhà, chính là chủ quản Thánh Thiên Phủ gia tộc, đồng thời, cũng là Thánh Thiên Thành bên trong xếp hạng thứ nhất gia tộc. Vậy quần áo trắng thiếu niên ánh mắt chớp động, có chút kích động nói, không, không phải chuyện này. Ta tin tức mới vừa nhận được, ngày mai, Diệp Thần muốn tham gia yêu thiên đại điển tuyển chọn khảo hạch à? Cái gì? Mấy người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái này Diệp Thần, là điên rồi sao?
Càn khôn cảnh 3 tầng thiên tu vì vậy muốn tham gia tuyển chọn khảo hạch. Coi như thành công thông qua, tiến vào chiến trường thượng cổ cũng là đường chết một cái à. Bất quá, toàn bộ thánh thiên thành người đối với Diệp Thần ngày mai ở khảo hạch trên biểu hiện, như cũ tràn đầy mong đợi. Không biết, cái này vô cùng thần bí tồn tại, hay không còn có thể cho bọn họ mang đến càng nhiều hơn ngạc nhiên mừng rỡ. Giờ phút này, một tòa không khí có chút âm lãnh cung điện bên trong, đang có một tên thanh niên anh tuấn, đang mặt băng bó, hướng chánh điện đi tới. Người thanh niên này, chính là Vậy Huyền Tần Thương. Hắn sắc mặt thật không tốt xem, Diệp Thần cùng Huyền Huyết Tâm lập gia đình tin tức truyền ra sau đó, hắn Huyền Tần Thương liền trở thành một cái trò cười. Bất quá, đi đi, hắn khóe miệng chính là hiện lên lau một cái uy nghiêm nụ cười nói, ha ha, thằng nhóc, lấy là mình có chút thiên phú, liền có thể muốn làm gì thì làm. Một cái ngoại tộc phế vật, cũng muốn chấm mút Yêu Thiên Đại Điển. Nếu chính ngươi tìm chỗ chết, coi như không trách ta liền à. Rất nhanh, Huyền Tần Thương liền đi tới chánh điện bên trong, trên chủ tọa mơ hồ ngồi một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia tản ra hơi thở, mặc dù vô cùng là cường thịnh, nhưng, hắn tu vi hiển nhiên ở Huyền Tần Thương dưới. Có thể, quỷ dị chính là vô cùng kiêu ngạo Huyền Tần Thương, đối mặt cái này tu vi không bằng mình tồn tại, lại là biểu hiện được vô cùng là cung kính. Hắn đi tới tòa trước, hướng về phía chủ kia chỗ ngồi bóng người, khom người thi lễ nói, Lăng Huyền gia Huyền Tần Thương, gặp qua Thánh Tử Đại Nhân. Chủ kia chỗ ngồi bóng người, mở miệng nói, Huyền Tần Thương, người tìm ta có chuyện gì? Hắn thanh âm lại là khá là xanh trĩ. Huyền Tần Thương nói, bẩm báo Thánh Tử, sở dĩ lỗ mãng trước tới quấy rầy Thánh Tử tu hành, là bởi vì là, tại hạ nhận được tin tức, có người muốn ô nhục Yêu Thiên Đại Điển. Cái gì? Vậy đạo hơi có vẻ xanh trĩ thanh âm, bỗng nhiên lạnh lùng xuống nói, Yêu Thiên Đại Điển quan hệ tộc ta mạch máu, là ai gan lớn như vậy? Huyền Tần Thương khóe miệng gợi lên một nụ cười nói, một cái ngoại tộc càn khôn cảnh tiểu tử, trăm phương ngàn kế, cùng Thương Huyền tổ thất tiểu thư lập gia đình, ngày mai, lại là muốn tham gia Yêu Thiên Đại Điển khảo hạch nghi thức. Nếu như người này, cũng có thể tham gia Yêu Thiên Đại Điển, đối với tộc ta mà nói, có thể nói sỉ nhục. Thanh âm kia, yên lặng một lát sau, mới lần nữa mở miệng nói, Huyền Tần Thương, càn khôn cảnh thì như thế nào, chỉ cần hắn có thể thông qua khảo hạch, thì có tư cách tham gia đại điển, coi là cái gì tộc ta sỉ nhục. Huyền Tần Thương nghe vậy nhưng là chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị nói, nhưng mà, Thánh Tử Đại Nhân nếu như ta nói, người này có nhân tộc huyết thống đâu. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện ngay tức thì lâm vào một phiến tĩnh mịch. Huyền Tần Thương con người hơi co lại, có chút rung động nhìn vậy trên chủ tọa bóng người, giờ phút này, hắn linh hồn chỗ sâu lại là cảm thấy một hồi lạnh như băng. Mặc dù, vị này thánh tử hôm nay thực lực còn không bằng hắn, nhưng, cũng đã có thể làm hắn cảm giác được nguy hiểm hơi thở à. Hắn biết loại cảm giác này đến từ phương diện huyết mạch áp chế. Huyền Tần Thương thân là thánh thiên yêu tộc cao cấp yêu nghiệt một trong, huyết mạch lực đã vô cùng là mạnh mẽ. Có thể, như cũ bị thực lực không bằng mình tồn tại nơi áp chế, có thể gặp, cái này thánh tử thiên yêu huyết mạch khủng bố đến hạng tầng thứ. Vậy xanh trí thanh âm vang lên lần nữa, nhưng, lần này, nhưng là tản mát ra vô tận uy nghiêm nói, lời này, có thể thật không? Huyền Tần Thương ngưng tiếng nói, thật 100%. Bóng mở run lên, chỉ gặp vậy trên chủ tọa bóng người, từ hắc ám bên trong, đi ra, lạnh giọng nói, năm đó, tộc ta tiên hiền, chính là bởi vì những cái kia loài người hèn hạ mà hy sinh, hôm nay, cái này chiến trường thượng cổ, chính là các tiên hiền yên nghỉ thánh thổ, như thế nào có thể để cho vậy có bẩn thỉu huyết mạch người, ô nhục các tiên hiền an nghỉ chi địa. Giờ phút này, xuất hiện ở chủ tọa trước khi, lại là một tên tóc đen tròng mắt đen, vô cùng tuấn tú, nhưng lại lộ vẻ được dị thường yêu dị thiếu niên. Nhất là đặc biệt phải, thiếu niên này nơi mi tâm, sinh một đạo dấu vết, nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng rung động. Cái này dấu vết, lại là cùng thiên yêu dấu vết khá làm tướng tựa như. Huyền Tần Thương nghe vậy, mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, Thánh Tử Đại Nhân, nói cực phải. Hắn ở Thương Huyền gia bị Huyền Lục Nguyên bức lui sau đó, liền bắt đầu điều tra Diệp Thần lai lịch, rất nhanh, hắn liền tra được Diệp Thần ở bên ngoài tòa kia Thánh Thiên Thành bên trong đủ loại sự tích. Hôm nay Diệp Thần thiên yêu huyết mạch đã cực kỳ mạnh mẽ, tận lực thúc dục dưới, hắn yêu khí đủ để che giấu nhân tộc hơi thở. Những người khác tối đa cảm thấy,
huyết mạch hắn có chút hỗn tạp cũng không sẽ phát hiện Diệp Thần ủng có nhân tộc hơi thở. Có thể, ngày đó, Diệp Thần mới vào ngoại giới Thánh Thiên Thành lúc còn không có cường đại như vậy huyết mạch à. Lúc ấy, rất nhiều huyền yêu tộc người cũng có thể cảm nhận được Diệp Thần trên mình có cùng nhân loại tương tự hơi thở. Vốn là, sự phát hiện này cũng không có giá trị quá lớn, có thể, hết lần này tới lần khác, Diệp Thần vào lúc này lại là muốn tham gia Yêu Thiên Đại Điển khảo hạch. Yêu Thiên Đại Điển tiến hành chi địa nhưng mà thượng cổ nhân tộc cùng yêu tộc chiến trường à. Biết chuyện này sau đó, Huyền Tần Thương đầu tiên nghĩ tới người chính là Thánh Thiên yêu tộc Thánh Tử. Vì sao thành Thánh Tử? Truyền thuyết, làm huyền yêu nhất tộc huyết mạch lực đạt tới tầng thứ nhất định sau đó, liền sẽ ở lúc mới sinh ra ủng có một đạo thuộc về vậy yêu tộc thủy tổ dấu vết. Mà có cái này còn dấu tồn tại, liền bị Thánh Thiên yêu tộc gọi thành Thánh Tử. Thánh Tử thân phận, ở Thánh Thiên yêu tộc bên trong vô cùng cao quý. Cũng chính là vì vậy, cho dù hôm nay tên này Thánh Tử còn chưa chân chính lớn lên, nhưng, Huyền Tần Thương đối với hắn nhưng cũng không dám chút nào bất kính. Thánh Tử bất luận xuất thân như thế nào, thuở nhỏ liền do Thánh Thiên Phủ nơi đỡ nuôi, tiếp nhận giáo dục, tự nhiên đều là lấy thiên yêu huyết mạch phi tôn, lấy yêu tộc phi tôn. Hắn tự nhiên không thể nào dễ dàng tha thứ bất kỳ mạo phạm yêu tộc tiên hiền hành vi. Huyền Tần Thương cười lạnh một tiếng, hắn biết, Diệp Thần xong rồi. Diệp Thần thiên phú, quả thật rất khủng bố, nhưng, cho dù lại nghịch thiên, vậy tuyệt không thể nào là Thánh Thiên yêu tộc Thánh Tử đối thủ. Tên kia Thánh Tử nhàn nhạt nói, chuyện này, ta đã biết hết, lui ra đi, ngày mai, ta sẽ đích thân xử lý chuyện này. Huyền Tần Thương mừng rỡ nói, Hắn mục đích đạt tới. Ngày thứ hai, một nơi vô cùng là bao la quảng trường, bốn phía xây cất vô số chỗ ngồi, mà giờ khắc này, chỗ ngồi bên trên đã là đầy ắp cả người. Nơi này, là Thánh Thiên yêu tộc tiến hành huyết mạch khảo nghiệm địa phương. Giống vậy, cũng là Yêu Thiên Đại Điển chỗ khảo hạch. Hôm nay, cơ hồ toàn bộ Thánh Thiên thành dân trong thành đều tụ tập ở cái này chỗ khảo hạch, nguyên nhân, rất đơn giản. Bởi vì ngày hôm nay, truyền thuyết kia bên trong Diệp Thần liền muốn tiến hành Yêu Thiên Đại Điển khảo hạch. Trên quảng trường an trí trước một quả to lớn hình tròn thủy tinh. Thủy tinh vô cùng thông suốt, có trong suốt trạng thái, không có một chút tạp chất. Khảo hạch quy tắc rất đơn giản, đem một giọt máu tươi trong tim nhỏ vào thủy tinh bên trong, thiên yêu huyết mạch càng cường đại người, máu liền sẽ đem càng nhiều bộ phận thủy tinh, nhuộm thành đỏ tươi vẻ. Thủy tinh này bên trên, từ cho tới ba, khắc rõ 13 cái phù văn, đại biểu 13 tầng thứ. Màu đỏ tràn đầy qua cái nào phù văn, liền đại biểu tên này tộc nhân huyết mạch cường độ thuộc về kia một tầng thứ. Thông thường huyền yêu tộc người, huyết mạch độ dày, vậy ở cấp thứ nhất đến tầng thứ ba, một ít nổi tiếng tồn tại, có thể đạt tới tầng thứ tư đến thứ sáu cấp, vô cùng thiếu cực ít nghịch thiên tồn tại có đạt tới thứ cấp bảy có thể. Mà Thánh Thiên yêu tộc, có thể nói dị bẩm thiên phú, cho dù là nhất tộc nhân bình thường, huyết mạch độ dày cũng là từ cấp ba khởi bước. Thánh Thiên yêu tộc yêu nghiệt, huyết mạch độ dày, ít nhất cũng phải ở thứ cấp bảy trở lên. Mà muốn tham gia Yêu Thiên Đại Điển điều kiện nhưng càng nghịch thiên. Chỉ có huyết mạch độ dày, đạt tới cấp 9 trên tồn tại mới có thể có tham gia Yêu Thiên Đại Điển tư cách. Giờ phút này, thủy tinh trước ngồi ba tên ông già, cái này ba tên ông lão hơi thở đều là thâm sâu như biển, hai người so với Huyền Lục Nguyên, vậy không kém chút nào, ở giữa chủ tọa lên một vị kia ông già lông mày trắng, lại là so Huyền Lục Nguyên hơi thở mạnh hơn múc gấp mấy lần. Ông cụ này rất có thể chính là vượt qua còn chân cảnh tồn tại. Ba người đều là tới từ Thánh Thiên Phủ cường giả, phụ trách chủ trì chàng này khảo hạch. Không lâu lắm, một tên mặc áo bào đen thần sắc lãnh đạm thanh niên, chậm rãi bước vào trong sân, mọi người thấy thanh niên này ngay tức thì, đều là tròng mắt sáng lên, mặt hiện vô cùng hiếu kỳ thần sắc. Người này, chính là gần đây ở Thánh Thiên Thành bên trong, đầu ngọn gió quá mức sức lực Diệp Thần. Diệp Thần đi tới thủy tinh trước. Hướng về phía vậy mấy ông cụ, thì lễ một cái nói, vãn bối Diệp Thần, gặp qua các vị tiền bối. Ngồi ở chủ vị lên ông già lông mày trắng, thấy Diệp Thần tu vi lại thật sự là càn khôn cảnh ba tầng thiên lúc đó, không khỏi được khẽ cau mày, bất quá, hay là hỏi nói, chuẩn bị xong, tiếp nhận khảo hạch sao? Diệp Thần gật gật đầu nói, chuẩn bị xong, làm phiền tiền bối ra tay. Ba tên ông già hai mắt nhìn nhau một cái, một khắc sau, thân hình động một cái. Đồng thời xuất hiện ở Diệp Thần bên người, một người một chút Diệp Thần vùng đan điền,
một người một chút Diệp Thần nơi mi tâm, hai đạo vô cùng là mênh mông yêu lực, ngay tức thì tràn vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần con người có giúp một cái, chỉ cảm thấy được huyết dịch trong cơ thể, mơ hồ đều phải làm sôi trào, bên trong đan điền yêu lực cũng là điên cuồng náo động. Bất quá, hắn không có chống cự, hắn biết đây là thúc dục phát hắn huyết mạch bên trong yêu máu tinh hoa thủ đoạn. Rất nhanh, trong cơ thể yêu lực tựa hồ liền sao động đến trình độ cao nhất. Đây là, đứng ở Diệp Thần trước người nguyên bản không nhúc nhích ông già lông mày trắng, trong mắt tinh quang chớp mắt bỗng nhiên ra tay. Chỉ gặp, trong tay hắn nhiều hơn một cây thật dài ngân châm. Hắn thực trung nhị chỉ đem ngân châm kia kẹp lại, nhắm ngay Diệp Thần tim một kim đâm ra. Diệp Thần trong lòng chợt đau xót, chỉ gặp, một giọt nóng bỏng đỏ thẫm máu tươi theo ngân châm chảy xuống, ông già lông mày trắng thấy vậy, lấy ra một cái bình ngọc, đem vậy giọt máu tươi nhốt vào liền bình ngọc bên trong. Ngoài ra hai người ông già cũng là buông ra Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ thở một hơi, hướng vậy ông già lông mày trắng nhìn, chỉ gặp, hắn bưng bình ngọc, hướng về phía to lớn kia thủy tinh một bái, rồi sau đó, tay cầm bình ngọc hướng thủy tinh kia đi tới. Đám người ngưng mắt nhìn tên kia ông già lông mày trắng, tim đập càng lúc càng nhanh, trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ chờ mong, không biết, Diệp Thần sẽ có được thành tích như thế nào. Liền liền trên khán đài huyền huyết tâm, mặt đẹp bên trên cũng là lóe lên vẻ khẩn trương vẻ. Ông già lông mày trắng thần sắc trầm ngưng, vô cùng trịnh trọng cầm trong tay bình ngọc hướng thủy tinh ngã xuống, một giọt máu đỏ tươi giọt rơi vào vậy cái thủy tinh bên trên. Trong mắt mọi người ánh sáng khỏi bệnh phát sáng lên, tầm mắt mọi người cũng phong tỏa vậy cái thủy tinh. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh lại, thậm chí, ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe được. Có thể, rất nhanh, mặt mọi người trên liền hiện lên lau một cái vô cùng là kinh ngạc thần sắc, bọn họ mỗi một người đều là không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. Đừng nói là bọn họ, liền liền vậy ông già lông mày trắng thậm chí là Diệp Thần mình đều là hơi biến sắc mặt, trong mắt cũng thoáng qua vẻ khó tin. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Để cho đám người có như vậy phản ứng. Trên thực tế, không có gì phát sinh. Mà không có gì phát sinh, ngược lại là nhất một màn quỷ dị à. Giờ phút này, thủy tinh kia cầu đối với Diệp Thần máu trong tim, lại không có bất kỳ phản ứng. Điều này sao có thể? Loại chuyện này trừ phi là Diệp Thần không có đủ bất kỳ thiên yêu huyết mạch mới có thể xuất hiện à. Trong chốc lát, mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng có một ít biến hóa. Bọn họ là Thánh Thiên Yêu Tộc, nếu như nói là một tên huyền yêu tộc người gia nhập Thánh Thiên Yêu Tộc mà nói, đám người mặc dù trong lòng có thể có chút khinh thường, nhưng coi như có thể tiếp thụ. Nhưng mà, đổi thành một tên hoàn toàn không có đủ thiên yêu huyết mạch người, vậy tính chất liền hoàn toàn thay đổi à? Thánh Thiên Yêu Tộc tuyệt sẽ không tiếp nhận một cái chân chính dị loại. Nhưng là muốn tiến vào Thánh Thiên Thành, không có huyền yêu tộc huyết mạch thì không cách nào làm được mới đúng à? Diệp Thần kết quả là vào bằng cách nào? Toàn bộ quảng trường ngay tức thì hô náo loạn lên, không ít người, đều là sắc mặt bất thiện mở miệng nói, thằng nhóc này không phải là loài người phái tới gián điệp chứ? Ta đã sớm cảm thấy hắn hơi thở không được bình thường, chẳng lẽ là ngụy trang? Tại sao có thể để cho loại người này, đặt chân Thánh Thiên Thành? Đây là đối với ta Thánh Thiên Yêu Tộc làm nhục. Ta xem, Thánh Thiên Phủ hẳn ra tay, đem người này bắt lại thật tốt vặn hỏi vặn hỏi. Huyền Tần Thương ngồi ở trên khán đài, đã là mặt đầy cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, chuyện phát triển thật là so hắn dự liệu còn muốn tốt được hơn à. Tiếp tục như vậy, Diệp Thần ắt sẽ vạn kiếp bất phục. Ha ha, đáng chết tiểu tử cướp ta Huyền Tần Thương người phụ nữ, không nghĩ tới nhanh như vậy báo ứng sẽ tới đi. Vậy ông già lông mày trắng cũng là thần sắc âm trầm, vừa quay người, nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt lóe lên không chừng, tựa hồ đang do dự, muốn không nên ra tay. Huyền huyết tâm mặt đẹp bên trên đã tràn đầy vẻ khẩn trương. Diệp Thần ánh mắt giống vậy ngưng trọng, hắn bây giờ tuyệt không phải những thứ này cao cấp cường giả đối thủ. Thậm chí, rất có thể ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Mà lòng hắn để cũng là vô cùng nghi ngờ. Hắn không chỉ có thân cái thiên yêu huyết mạch, đồng thời còn có huyền yêu tinh máu à. Coi như không thể thắp sáng 13 cái phủ văn, nói thế nào đi nữa, thủy tinh này cầu cũng sẽ không phản ứng chút nào chứ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần không nhịn được đối với Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão hỏi, chẳng lẽ, thủy tinh này cầu bị người khác đánh cháo? Sóc Lão nói, đánh cháo không quá có thể,
Trước không nói, thủy tinh này cầu là thánh thiên yêu tộc chí bảo, đừng xem đặt ở quảng trường này trên thực tế, đều có cường giả đang chú ý, coi như thật bị đánh cháo, vậy ông già lông mày trắng cũng không khả năng không cách nào phát hiện dị thường mới đúng. Bỗng nhiên, Huyền Hàn Ngọc thanh âm ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, thằng nhóc, ta nghĩ tới một cái khả năng. Có thể, nàng lời còn chưa dứt, hiện trường chính là dị biến phát sinh. Không có bất kỳ một người nào dự liệu được, nguyên bản, còn không phản ứng chút nào thủy tinh cầu, đột nhiên nhưng là bạo phát ra vô cùng là chói mắt hồng quang, hình cầu trên 13 cái phù văn lại là ngay tức thì toàn bộ sáng lên. Vậy chói mắt hồng mang, thậm chí để cho mọi người cặp mắt cảm thấy một hồi đau đớn. Nhưng, dù vậy, tất cả người vẫn là vô cùng rung động nhìn một màn này. Đầu óc đều phải hòa tan à. Bọn họ thật là không thể nào tin nổi trước mắt thấy hết thảy. 13 cái phù văn, toàn bộ sáng lên. Như vậy tình huống, tựa hồ, chỉ tồn tại ở truyền thuyết à. Liền liền đương kim thánh tử cũng chỉ chiếu sáng lên 12 cái phù văn mà thôi. Đây nói rõ cái gì? Chẳng lẽ, Diệp Thần Thiên Yêu huyết mạch so với đương kim thánh tử cường đại hơn? Quá không thể tưởng tượng nổi à. Mới vừa, còn bị đám người cho rằng là dị loại, là làm bẩn thánh thiên thành tồn tại, ngay tức thì trở thành có chí cao huyết mạch. Có thể so với truyền thuyết huyền yêu tộc kiêu ngạo à? Liền liền vậy mấy tên thánh thiên phủ cường giả đều là kích động. Bọn họ mặt đầy vẻ sùng kính, còn kém cho thủy tinh kia cầu quỳ xuống. Một màn này ở bọn họ xem ra cùng thần tích không khác. Cái loại này thay đổi nhanh chóng, thật là muốn làm người nổi điên. Liền liền Diệp Thần đều có chút thử ra, hắn khẽ thở ra một hơi, không biết rõ tại sao sẽ như vậy. Đây là... Huyền Hàn Ngọc nói, thủy tinh này cầu, ban đầu không có phản ứng, cần phải là huyết mạch ngươi lực lượng quá mạnh mẽ, hơn nữa, bao hàm nặng bao nhiêu huyết mạch, để cho thủy tinh cầu trong chốc lát không cách nào phân biệt. Ngươi có thể hiểu thành lượng tin tức quá lớn. Diệp Thần mặt lộ vẻ bừng tỉnh, gật đầu một cái này rất tốt hiểu, máu cũng là một loại tin tức, càng cường đại huyết mạch bên trong, bao hàm quy luật lực, gen tin tức vân. Vân, liền càng phức tạp. Chớ nói chi là Diệp Thần thân cái nặng bao nhiêu huyết mạch. Liền giống như, người để cho một máy tính, xử lý đếm loại cực lớn hình văn kiện, nếu như cái này máy tính phối trí không đủ có thể sẽ chết cơ hội. Mới vừa, thủy tinh này cầu cần phải chính là tiến vào chết máy trạng thái, rồi sau đó, rốt cuộc phân tích ra Diệp Thần thiên yêu huyết mạch cường độ, vì vậy, ngay tức thì bùng nổ. Đám người, vốn cho là trước mắt thấy một màn đã coi như là vạn cổ khó gặp kỳ tích. Có thể, bọn họ không nghĩ tới cái này, vẫn chưa kết thúc. Chỉ gặp, từng đạo vết rách nhanh chóng xuất hiện ở thủy tinh cầu bên trên, vậy hồng quang bộc phát chói mắt liền đứng lên. Ông già lông mày trắng các người, đều là sắc mặt cuồng biến, hắn cả người linh lực một trào tựa hồ dự định làm những gì. Nhưng hơi chậm một chút. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, vô số trong suốt bụi bặm bạo tản ra. Cái này thánh thiên yêu tộc chí bảo. Lại là cứ như vậy ở trước mặt mọi người nổ tung. Trong chốc lát phảng phất có một đạo tuyệt đối linh độ dòng nước lạnh tấn công tới, đem đám người đều đông thành tượng đá. Thủy tinh này cầu tại sao sẽ nổ? Chẳng lẽ, là bởi vì là liền 13 đạo phù văn đều không cách nào biểu hiện Diệp Thần huyết mạch mạnh mẽ, cho nên, thủy tinh kia cầu không cách nào nhận chịu. Mọi người trong mắt, đều là có chút run rẩy à, vừa hưng phấn, lại có một chút sợ hãi. Trước mắt tên này nguyên bản bọn họ cho rằng, thuộc về thấp đám người huyền yêu tộc người, kết quả là bực nào quái vật à. Diệp Thần cũng có chút ngu, có thể nói, cái kết quả này, liền hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Mà vậy mấy tên thánh thiên phủ cường giả chính là mặt hiện đau lòng vẻ, bất quá, trong mắt bọn họ càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Thánh thiên yêu tộc ra một cái huyết mạch lực, rất có thể áp đảo cực hạn trên yêu nghiệt, đây là đại hỷ chuyện. Còn như thủy tinh kia cầu, mặc dù nổ tung, nhưng, cũng không phải hoàn toàn nghiền, chỉ là gói mì gồ ghề, tổn thương nghiêm trọng, bất quá là có thể chữa trị. Mà Huyền Tần Thương giờ phút này nhưng là chặt chẽ cắn răng, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Tại sao có thể như vậy? Người ngoại lai này tiểu tử không chỉ có thực lực nghịch thiên, tư chất nghịch thiên, liền huyết mạch cũng phải nghịch thiên. Cái này mẹ hắn không cho người đường sống à? Đây cũng không phải là Huyền Tần Thương muốn gặp được. Một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử, đột nhiên vang lên, đem mọi người suy nghĩ, kéo về thực tế.
Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta đây coi là thông qua khảo hạch sao? Vậy mấy tên thánh thiên phủ cường giả, vội vàng không ngừng gật đầu, nguyên bản nhìn như có chút lạnh ông già lông mày trắng, giờ phút này đã là mặt đầy hồng quang, nhìn Diệp Thần giống như là nhìn bảo bối gì vậy, hắn vui vẻ cười to nói, nếu như cái này cũng không tính là thông qua, đó cũng không có người có thể thông qua. Diệp Thần, chuẩn bị thật tốt sau yêu thiên đại điển đi. Cái này ông già lông mày trắng ở thánh thiên phủ trong địa vị đều là cực cao, hôm nay, để cho hắn có chút hối hận là vì để tránh cho tranh quyền đoạt thế, mỗi một vạn năm thánh thiên yêu tộc bên trong chỉ có thể có một tên thánh tử, hôm nay thánh tử đã có thí sinh, nếu không, Diệp Thần ngược lại là trở thành thánh tử người chọn tốt nhất. Diệp Thần gật đầu một cái, xoay người rời đi. Mà một đám người xem cũng là thần sắc hưng phấn, Diệp Thần biểu hiện thật to ngoài bọn họ ý liệu, lần này dự lễ không có tới uổng. Mọi người ở đây cảm thấy khảo hạch đến chỗ này liền coi như là kết thúc, hết thảy bụi bặm lắng xuống sẽ chờ xem Diệp Thần ở yêu thiên đại điển bên trên sẽ có cái gì biểu hiện lúc đó, một giọng nói nhưng là bỗng nhiên ở trong sân vang lên. Ngươi, lưu lại. Cái này thanh âm nam tử hơi có vẻ xanh trí, nhưng là vô cùng bá đạo, hoàn toàn là lấy giọng ra lệnh đang nói chuyện. Diệp Thần nghe vậy khẽ cau mày, vừa quay người hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ gặp một tên tóc đen tròng mắt đen, mặt mũi yêu dị, ấn đường có một đạo con dấu thiếu niên từ trên trời hạ xuống, rơi vào mình trước người cách đó không xa. Diệp Thần thấy thiếu niên này ngay tức thì, chính là con người co giúp một cái. Bởi vì, thiếu niên mi tâm dấu vết lại là cùng thiên yêu dấu vết vô cùng làm tướng tựa như. Ông già lông mày trắng các người thấy cái này thiếu niên xuất hiện ngay tức thì, đều là hơi biến sắc mặt, hướng về phía thiếu niên hơi thi lễ. Ông già lông mày trắng ánh mắt lóe lên nói, thánh tử, ngươi làm sao tới? Bọn họ thực lực đều ở đây cái này thiếu niên bên trên, bất quá, thánh tử thân phận đặc thù, ở huyền yêu nhất tộc bên trong có địa vị trí cao vô thượng, cho nên đối mặt thánh tử, bọn họ vậy phải tuân thủ lễ phép. Tóc đen thiếu niên ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt nói ta, là hắn tới. Trong chốc lát, ba tên ông già trong lòng đều là âm thầm rét một cái. Bọn họ cũng không hy vọng thấy thánh tử cùng Diệp Thần phát sinh mâu thuẫn. Ông già lông mày trắng ngưng mắt nhìn thánh tử nói, là Diệp Thần tới. Đây là vì sao? Thánh tử trong mắt hiện lên một món hàn mang nói, hắn không có tư cách tham gia yêu thiên đại điển. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là mặt hiện vẻ khiếp sợ. Thánh tử đây là ý gì? Diệp Thần huyết mạch độ dày đều cơ hồ có thể gọi là trên lịch sử đệ nhất. Còn không có tư cách tham gia yêu thiên đại điển. Trong chốc lát, tất cả mọi người là không khỏi phải nghĩ đến, chẳng lẽ thánh tử là ghen tị Diệp Thần. Cho nên, tận lực vào lúc này ra để chèn ép. Vậy ông già lông mày trắng cũng là hơi nhíu mày nói, thánh tử, thế nào nói ra lời này? Diệp Thần huyết mạch độ dày đã đạt đến tiêu chuẩn. Hắn đã nói rất huyền chuyển, Diệp Thần nào chỉ là đạt tới tiêu chuẩn. Thật là sáng tạo lịch sử. Thánh tử sắc mặt dần dần băng hàn liền xuống nói, ta thừa nhận, huyết mạch hắn rất cường đại, so ta mạnh hơn, nhưng là dù vậy, hắn cũng không có tư cách tiến vào chiến trường thượng cổ, bởi vì... Hắn thanh âm bỗng nhiên trầm xuống nói, này bên trong cơ thể có nhân tộc huyết mạch. Để cho hắn tiến vào chiến trường bên trong là đối với tiên hiền làm nhục. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường ngay tức thì xôn xao. Tất cả mọi người đều là khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Nhân tộc cùng yêu tộc ân oán, thánh thiên yêu tộc so với cái khác huyền yêu tộc người, càng rõ ràng. Chỉ gặp, Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ hoàn toàn không có ý phản bác. Trong chốc lát, mọi người thần sắc cũng có chút phức tạp, một mặt, bọn họ bởi vì Diệp Thần vô cùng là sợ hãi thiên yêu huyết mạch, muốn chống đỡ Diệp Thần, có thể mặt khác, bọn họ lại bởi vì Diệp Thần nhân tộc huyết mạch cảm thấy một chút bài xích. Liền vậy ông già lông mày trắng. Đều là mặt đầy kinh ngạc hướng về phía Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, thánh tử nói có thể là thật. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai. Hắn sẽ không bởi vì lợi ích liền chối chủng tộc của mình. Mặc dù, Diệp Thần huyết mạch đặc thù, trên thực tế, không thể xác định nói hắn chính là loài người, nhưng, Diệp Thần từ nhỏ ở nhân tộc bên trong trưởng thành, sinh hoạt, trong xương, hắn cầm mình làm loài người. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường đều có chút tĩnh mịch xuống. Liền ông già lông mày trắng các người đều là có chút hơi khó, cái này nên làm cái gì? Nếu như người bình thường cũng được đi, có thể, Diệp Thần thiên yêu huyết mạch đậm đà như vậy,
thật sự là một có thể tạo tài à, ông già lông mày trắng các người không muốn để cho một cái như vậy hạt giống tốt bỏ lỡ yêu thiên đại điển cái cơ duyên này. Thánh tử nhìn ông già lông mày trắng đám người hình dáng, tựa hồ cũng không ngoài suy đoán, huyền yêu nhất tộc tôn phụng huyết mạch người mạnh, trời xanh liền có thể được thánh thiên yêu tộc cao tầng xem trọng. Liền liền chính hắn cũng là được lợi người. Vậy ông già lông mày trắng nhìn về phía thánh tử, mở miệng nói, thánh tử, mặc dù Diệp thần có nhân tộc huyết mạch, nhưng, loài người huyết mạch há có thể hơn được tộc ta thiên yêu huyết mạch. Ở ta thiên yêu huyết mạch dưới áp chế, cho dù Diệp thần trong cơ thể còn sót lại loài người huyết mạch, cần phải vậy còn dư lại không có mấy. Đám người nghe vậy, đều là trong mắt sáng lên, đúng vậy, hỗn huyết thì như thế nào? Phải biết, cao cấp huyết mạch mạnh mẽ tới trình độ nhất định, là sẽ suy yếu cái khác sơ đẳng huyết mạch, đây cũng là tại sao, có lúc sẽ phát sinh phản tổ hiện tượng nguyên nhân. Diệp thần thiên yêu máu lớn mạnh như vậy, cho dù trong cơ thể còn có nhân tộc huyết mạch vậy cực kỳ nhỏ chứ. Huyền tần thương nghe vậy thần sắc biến đổi, tiếp tục như vậy, Diệp thần thằng nhóc kia sẽ không thật có thể tham gia yêu thiên đại điển chứ. Đây là, thánh tử trầm mặc chốc lát, lần nữa mở miệng nói, để cho hắn tham gia yêu thiên đại điển, đổ vậy không phải là không thể. Ông già lông mày trắng, thần sắc vui mừng, có thể thánh tử nhưng là nhìn Diệp thần, đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng nói, bất quá, ta có một cái điều kiện. Cái gì điều kiện, ông già lông mày trắng trong lòng, mơ hồ có một chút sự cảm xấu. Thánh tử tùy ý cười một tiếng nói, nếu, lôi lão cho rằng tiểu tử này thiên yêu huyết mạch đủ cường đại, như vậy, ta liền ra tay thử một chút hắn, nếu như hắn có thể tiếp ta ba chiêu nói, ta liền không ngăn trở nữa ngại hắn tham gia yêu thiên đại điển. Ngươi thấy thế nào? Ông già lông mày trắng, tên là Huyền Lôi, thánh tử gọi hắn là Lôi Lão. Lời vừa nói ra, trên quảng trường lần nữa một phiến xôn xao. Thánh tử, vốn tên là Huyền Cửu Cực, tuổi rất trẻ, hôm nay bất quá 100 tuổi ra mặt thôi, nhưng, thực lực nhưng là sợ hãi tới cực điểm à. Huyền Cửu Cực có cực kỳ cường đại thiên yêu huyết mạch, hơn nữa, thuở nhỏ liền ở thánh thiên phủ chuyên tâm đào tạo dưới, tuổi gần 100 tuổi. Hắn tu vi và thực lực sâu không lường được. Không người nào biết, nhưng tuyệt đối không đơn thuần còn chân cảnh sơ kỳ. Thậm chí, nếu như không phải là vì củng cố căn cơ, Huyền Cửu Cực đều đã có khả năng đột phá. Mà Diệp thần đâu? Như bây giờ bất quá là một tên càn khôn cảnh ba tầng thiên tồn tại à? Coi như thực lực lại vượt qua cảnh giới, huyết mạch mạnh mẽ đi nữa, vậy căn bản không có thể tiếp Huyền Cửu Cực một kích chứ? Huống chi? Là ba chiêu. Cái này Huyền Cửu Cực căn bản là không dự định để cho Diệp thần tham gia yêu thiên đại điển à. Thậm chí, nói không chừng, hắn còn muốn trực tiếp mượn cái này cơ hội đem Diệp thần tiêu diệt. Cái này, ngược lại không phải là nói Diệp thần thiên phú liền so Huyền Cửu Cực kém. Dẫu sao, Huyền Cửu Cực mặc dù nhìn như thiếu niên, nhưng, trên thực tế, so Diệp thần còn lớn hơn liền sấp xỉ 80 tuổi. 80 năm, đối với giống vậy thánh thiên yêu tộc. Có thể không coi vào đâu, có thể, đối với Diệp thần hoặc là Huyền Cửu Cực loại cấp bậc này yêu nghiệt, liền hoàn toàn khác nhau à. Lôi lão nghe vậy, thần sắc có chút khó khăn nhìn như ư còn muốn nói gì. Nhưng, Huyền Cửu Cực nhưng là ánh mắt run lên nói, lôi lão, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại ta quyết định. Lôi lão nghe vậy, sắc mặt rét một cái, cho dù hắn thực lực nghịch thiên, nhưng cũng không dám không vâng lời thánh tử. Không vâng lời thánh tử. Trình độ nào đó mà nói, giống như là phản bội tộc. Hắn than nhẹ một tiếng, trầm mặc xuống. Huyền Cửu Cực khẽ mỉm cười, nhìn về phía từ đầu đến cuối không nói một lời, lẳng lặng đứng tại chỗ Diệp thần nói, Diệp thần, ta cho một mình ngươi lựa chọn cơ hội, nếu như ngươi thối lui ra lần này yêu thiên đại điển, ta sẽ làm hết thảy cũng không có phát sinh qua, ta cũng không phải là muốn ghim ngươi, chỉ là, đang bảo vệ tiên hiền yên nghỉ thánh thổ, không bị ô nhục mà thôi. Ba cái hô hấp bên trong, nói cho ta, người phải chăng muốn tiếp ta ba chiêu. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp thần trên mình, bọn họ trong mắt không ngừng chớp động, cái này ở huyết mạch cường độ trên, có thể nói vô địch nam tử sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Huyền Cửu Cực, giờ phút này lại tựa hồ như vô cùng là tự tin tựa như đã sớm dự liệu được Diệp thần trả lời. Cái đầu tiên hô hấp. Diệp thần không nói gì. Cái thứ hai hô hấp. Diệp thần vẫn không có nói chuyện. Cái thứ ba hô hấp. Mọi người tim ngay tức thì xách lên. Ngay tại lúc này, Diệp thần động. Nói chính xác, là hắn lắc đầu một cái.
Diệp Thần sắc mặt lãnh đạm nhìn Huyền Cửu Cực nói, ta chẳng muốn tiếp ba ngươi chiêu. Nghe được Diệp Thần trả lời, một đám người xem bao gồm Huyền Tần Thương đều là mặt hiện vẻ thất vọng. Diệp Thần cuối cùng còn là sợ, kinh sợ. Đây không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Liền liền Huyền Lôi nhóm cường giả đều là lắc đầu một cái, Diệp Thần lựa chọn rất lý trí, nhưng, bọn họ nhưng cũng không hài lòng. Huyền Cửu Cực nhưng là tự tin cười một tiếng, Diệp Thần phản ứng hoàn toàn ở hắn ý liệu bên trong. Hắn nhàn nhạt nói, người lựa chọn rất chính xác, Diệp Thần, tương lai có lẽ người mới có thể có một phen thành tựu. Vừa nói, hắn một xoay người muốn rời đi. Có thể đây là, Diệp Thần nhưng là lần nữa mở miệng nói, đợi một chút. Huyền Cửu Cực xoay người, liếc hắn một cái nói, thế nào? Diệp Thần nhìn Huyền Cửu Cực, cổ tay lộn một cái, một chuôi đen nhánh trường kiếm rơi vào trong tay hắn. Đám người thấy vậy, không khỏi được con ngươi co rúm một cái, Diệp Thần đây là muốn làm gì? Không phải đã cự tuyệt thánh tử điều kiện sao? Tại sao còn muốn cầm kiếm? Huyền Cửu Cực cũng là nhíu mày, ánh mắt khôi phục lạnh như băng. Hắn mặt không thay đổi nói, người đây là muốn làm gì? Diệp Thần chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay, chỉ một cái Huyền Cửu Cực, cặp mắt bên trong bỗng nhiên bạo phát ra vô cùng là chiến ý mãnh liệt nói, đón ngươi ba chiêu. Ngươi còn thật để ý mình, ta chẳng muốn tiếp ba ngươi chiêu, có thể đánh bại ngươi, vì sao phải đón ngươi ba chiêu? Muốn đánh, liền chiến. Điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Giờ phút này, Diệp Thần thật là cuồng ngạo đến đột phá chân trời liền à. Hắn sở dĩ cự tuyệt Huyền Cửu Cực điều kiện. Lại là bởi vì hắn muốn đánh bại Huyền Cửu Cực. Đây không phải là khiêu khích, cái gì là? Huyền Cửu Cực cảnh giới không cao, có thể cũng chỉ còn chân cảnh nhất tầng thiên, nhưng là hắn vượt cấp tác chiến năng lực có thể nói khủng bố, đã từng lực một người chu diệt ba vị còn chân cảnh ba tầng thiên tồn tại. Thực lực chân thật sâu không lường được. Diệp Thần là thật không sợ chết sao? Vậy thô bạo 10 phần lời nói thật là cầm đám người rung động được đều phải hồn lìa khỏi xác liền à? Trên khán đài, gần như toàn bộ thánh thiên yêu tộc tộc nhân đều là không nhịn được phát ra một tiếng hoan hô. Huyền yêu nhất tộc thưởng thức nhất, chính là cái loại này cuồng ngạo, dám chiến người à. Như vậy chiến sĩ mới làm nổi dũng sĩ tên. Diệp Thần, Diệp Thần, Diệp Thần. Vô số thánh thiên yêu tộc đều ở đây hô to Diệp Thần tên chữ. Liền liền Lôi Lão các người đều là ánh mắt sáng lên. Huyền Cửu Cực nghe mọi người kêu lên. Thần sắc hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần, đôi mắt ứ máu, giận dữ ngược lại cười nói, ha ha, đánh bại ta. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ngu xuẩn. Tiếng nói vừa dứt, một cổ yêu khí kinh thiên bỗng nhiên từ Huyền Cửu Cực trong cơ thể bộc phát ra, ở hắn nơi mi tâm vậy đạo ấn nhớ tựa như sống lại vậy, lóe lên yêu dị huyết quang. Mọi người tại đây cũng có thiên yêu huyết mạch, nhưng... cảm nhận được cái này cổ yêu khí ngay tức thì vẫn là không nhìn được mặt hiện sợ hãi vẻ. Tiếng hoan hô, hơi ngừng. Trong chốc lát, linh hồn của bọn họ tựa như bị cuốn vào một đạo yêu khí như vòng xoáy vậy. Cuồn cuộn yêu khí cơ hồ muốn tràn ngập đúng cái thiên địa. Huyền Huyết Tâm mắt đẹp bên trong không khỏi được nổi lên vẻ lo âu. Thời khắc này Huyền Cửu Cực, nhìn như thật là giống như là thiên yêu lại đến à. Đừng nói là chiến đấu, chỉ là cái này uy áp. Sẽ để cho bọn họ không cách nào nhận chịu à. Giờ phút này, tất cả mọi người đều gần như theo bản năng muốn hướng về phía Huyền Cửu Cực quỳ lạy, như vậy phương diện huyết mạch áp chế quá mạnh mẽ. Huyền Tần Thương mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới mình còn đánh giá thấp Diệp Thần tìm chỗ chết năng lực à. Vốn là, Diệp Thần chỉ cần buông tha yêu thiên đại điển liền có thể bình an vô sự, lại chủ động khiêu khích Huyền Cửu Cực, miệng ra cuồng ngôn. Hiện tại, Huyền Cửu Cực hiển nhiên thật sự nổi giận, Diệp Thần chết chắc. Liền liền Lôi Lão các người, trong mắt cũng là hiện lên lau một cái vẻ rung động, tại sao thánh tử ở thánh thiên yêu tộc vô cùng tôn quý. Một nguyên nhân trong đó, chính là ở chỗ thừa kế bữa trước yêu dấu vết người, trời xanh ở huyết mạch bên trên liền đối với huyền yêu tộc người có cực mạnh thống trị lực à. Bất kỳ yêu tộc huyết mạch người cũng sẽ sợ hãi cái này dấu vết, cũng sẽ bị áp chế. Thánh tử chính là trời xanh vương giả. Huyền Cửu Cực lạnh lùng mắt nhìn xuống Diệp Thần, khóe miệng nâng lên vẻ chế nhạo nụ cười nói, hiện tại, người còn cảm giác được mình có thể chiến thắng ta sao? Diệp Thần cùng Huyền Cửu Cực đối mặt thời khắc này Huyền Cửu Cực, hắn trả lời rất đơn giản.
trả lời Huyền Cửu Cực chính là một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang. Vậy lạnh thấu xương kiếm quang, bùng nổ ngay tức thì tất cả mọi người là không nhịn được trong lòng rét một cái, liền liền vậy đến từ Huyền Cửu Cực áp lực, tựa hồ cũng yếu bớt một phần. Liền liền Huyền Cửu Cực thấy đạo kiếm quang kia đều là con ngươi hơi co lại, cổ tay lột, một chuôi toàn thân lóe lên lũ lũ sáng bạc kiếm to, rơi vào trong lòng bàn tay, hướng về phía Diệp Thần chém tới kiếm mang một kiếm đánh ra. Ầm một tiếng vang thật lớn, thiên địa quy luật tựa hồ cũng ở một kích này dưới vặn vẹo. Một đạo lôi cuốn quy luật lực gió lớn, gào thét ra, ở nơi này gió lớn bên trong, một đám thánh thiên yêu tộc đều là rối rít phát ra kêu lên. Chỉ là vậy phong áp liền cơ hồ phải đem bọn họ phổi đè bể à. Có thể tưởng tượng được, hai tay một kích này hàm chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Thoáng qua, ánh sáng thu liếm, Diệp Thần chém ra kiếm mang ở Huyền Cửu Cực dưới một kiếm hoàn toàn bể tan tành. Nhưng, Huyền Cửu Cực một kiếm này kiếm thế tại bể tan tành liền Diệp Thần kiếm quang sau đó, giống vậy tiêu tán. Huyền Cửu Cực khẽ cau mày, Diệp Thần lực lượng lớn lớn ngoài hắn ý liệu. Hắn hướng phía trước nhìn, trong mắt bên trong lại là lóe lên một vẻ kinh dị. Chỉ gặp, giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt hắn bất ngờ là một tên hồng mông tinh không bao trùm, long khí bức người, yêu khí nghiêm nghị, cả người vòng quanh cuồn cuộn ngọn lửa bạc cùng dâng trào ma khí tồn tại. Diệp Thần trong mắt thần quang như điện, đối mặt Huyền Cửu Cực, hắn không có bất kỳ nương tay ý, vừa lên tới liền vận dụng sóc lão lực lượng. Lấy hôm nay trạng thái không sợ tại bất kỳ còn chân cảnh sơ kỳ tồn tại. Dù là Huyền Cửu Cực có thể vượt cấp mà chiến. Mà Huyền Cửu Cực thần sắc nhưng là trầm ngưng liền xuống, giờ phút này, hắn thiên yêu huyết mạch tựa hồ đang đối với hắn báo hiệu. Liền chính hắn đều có chút không cách nào đón nhận, Diệp Thần cái này cho dù cho thấy vô cùng cường đại thiên yêu huyết mạch, hắn như cũng có chút bất tiết nhất cố thanh niên, không chỉ có không chút nào bị hắn thiên yêu con dấu ảnh hưởng, ngược lại, là để cho hắn cảm thấy áp lực. Điều này sao có thể? Hắn sở dĩ ở Diệp Thần cho thấy cao nhất huyết mạch sau đó, vẫn không có thay đổi thái độ, chính là bởi vì hắn có thiên yêu dấu vết à. Chỉ cần có cái này dấu vết, bất luận đối mặt cường đại dường nào huyền yêu tộc người, hắn cũng có thể nói là chiếm hết ưu thế. Cho dù là lôi lão vậy nhóm cường giả, ở mình con dấu dưới áp chế, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra 70% thực lực chứ. Có thể Diệp Thần đâu? Lại là không thấy hắn chỗ dựa lớn nhất. Trong chốc lát, Huyền Cửu Cực tâm cảnh đều có chút rối loạn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, làm sao? Không sắp xếp, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta không cách nào đánh bại ngươi sao? Huyền Cửu Cực nghe vậy, thần sắc bộc phát khó coi, một đạo kiếm khí màu bạc bỗng nhiên từ hắn trường kiếm trong tay bên trên bộc phát ra, cả người yêu lực vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, hắn nghiêm túc quát một tiếng nói, Diệp Thần. Ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được, cái gọi là thánh tử kết quả là hạng tồn tại. Hắn hít sâu một hơi, cố chấn định lại, nói thầm, đáng chết tiểu tử, cho dù thiên yêu dấu vết đối với hắn không có hiệu quả, thì như thế nào? Dựa vào thực lực, ta như cũng có thể đem nghiền ép. Một khắc sau, Huyền Cửu Cực thân hình trước mắt, ngay tức thì xuất hiện Diệp Thần sau lưng, trong tay màu bạc kiếm to lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía Diệp Thần ngay đầu chém xuống. Màu bạc kiếm quang lóng lánh, nháy mắt tức thì, kiếm quang bên trong tựa như xen lẫn ra một cái chỉ có kiếm ý thế giới, vô tận kiếm đạo quy luật, ở trong đó dòng nước chảy, mà nắm giữ cái này phép tắc chính là một tôn trình độ cao nhất yêu thần. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cho dù là hắn, ở kiếm ý này đánh vào dưới, thần hồn đều là không khỏi run lên. Thật là bá đạo một kiếm. Hắn hơi quay đầu, trong mắt hồng mang chớp động, thúc giục thông thiên minh bia và sáu đại nguyên phù. Muốn tìm được một kiếm này bên trong sơ hở. Có thể, để cho Diệp Thần kinh ngạc chính là. Không có. Hoàn toàn không có. Không thể không nói, Huyền Cửu Cực tư chất cũng là vô cùng sợ hãi, không chỉ có thân cái đậm đà dị thường thiên yêu huyết mạch, thậm chí, ở võ đạo đều là được trời yêu đãi có vô cùng là kinh khủng tư chất. Một kiếm này bên trong, ẩn chứa quy luật lực, cơ hồ đã hoàn toàn cùng thiên đạo hòa hợp, không có sơ hở chút nào liền à. Có thể nói, đây là còn chân cảnh sơ kỳ tồn tại có thể đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Mặt đối với người này, Diệp Thần không có bất kỳ mưu lợi cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, nhớ lại Thánh Huyền Tổ sư đối với lực lượng cùng với thân thể nắm trong tay. Một cổ vô cùng là cuồn cuộn cự lực, từ Diệp Thần trong cơ thể giống như ánh sáng mặt trời vậy dâng lên, bơm vào đến trường kiếm trong tay bên trên, lạnh thấu xương kiếm quang,
lần nữa bùng nổ, Diệp Thần chợt xoay tròn thân thể, ở huyền cửu cực kiếm quang cơ hồ thì phải chạm được mình lúc đó, một kiếm hoành ra. Trong chốc lát, hai đạo ánh sáng mang chiếm cứ mọi người tầm mắt, cơ hồ phải đem toàn bộ Thánh Thiên Thành cũng hoàn toàn chìm ngập. Phảng phất là hai cái vũ trụ, xảy ra va chạm. Tất cả mọi người đều là trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Run rẩy, bị hai người công kích bên trong lực lượng chấn nhiếp. Huyền cửu cực ngược lại thì thôi, dẫu sao người thành thánh tử, có vô cùng là thực lực cường đại, bản mọi người ở đây dự liệu bên trong. Siêu thoát bọn họ suy nghĩ là Diệp Thần à. Đám người liền nằm mộng, cũng không nghĩ tới, một cái hơn 20 tuổi, càn khôn cảnh ba tầng thiên tồn tại, vì sao có thể có được như vậy sợ hãi lực lượng. Diệp Thần một kiếm này cho dù là phần lớn còn chân cảnh ba tầng thiên tồn tại, đều không cách nào ngăn cản đi. Ẩn chứa trong đó uy năng, thật là muốn cho đám người trực tiếp ngất đi à. Hai đạo ánh sáng mang, lẫn nhau đánh thẳng vào, cuối cùng, ầm một tiếng, đi đôi với không gian không ngừng bể tan tành, hai đạo ánh sáng mang lại là đồng thời mất đi. Bên tám lạng, người nửa cân. Diệp Thần cùng huyền cửu cực, cái này giao thủ nhất kích lại là bên tám lạng, người nửa cân. Đồng thời, trên quảng trường, hai đạo thân ảnh đều là hướng phía sau đổ bay ra. Trên người của hai người mỗi người hiện lên mấy đạo dữ tợn vết thương, máu tươi chảy ròng. Huyền cửu cực nhìn một cái trước ngực một đạo sâu thấy tới xương vết kiếm, nhưng là liều lĩnh cười một tiếng, vậy nhìn như vô cùng nghiêm trọng kiếm tổn thương, lại là thật nhanh khôi phục. Hắn thể chất vô cùng là mạnh mẽ, thậm chí vượt xa thông thường thánh thiên yêu tộc. Có thể, làm hắn thấy Diệp Thần lúc nhưng là ngay tức thì nụ cười cứng đờ. Diệp Thần giống vậy bị huyền cửu cực một kiếm, đánh xuyên bả vai, nhưng, vậy trên bả vai lỗ máu cũng là lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, thật nhanh phục hồi như cũ, thậm chí, so huyền cửu cực khôi phục được có nhanh hơn không thiếu à. Nguyên bản, đã làm xong xuất thủ cứu người tính toán lôi lão các người cũng là trợn tròn mắt. Bọn họ làm sao cũng không dám tin tưởng, cái này lại là một tràng thế quân lực địch chiến đấu. Huyền cửu cực thần sắc hoàn toàn âm trầm. Tại sao sẽ như vậy? Không phải hẳn, hắn trực tiếp đem Diệp Thần nghiền ép sao? Hắn là trời xanh vương giả, trời xanh chí tôn, có thể, vì sao đối mặt Diệp Thần, hết thảy liền cũng không giống nhau. Lần đầu tiên trong đời, huyền cửu cực cảm nhận được liền chiến đấu áp lực. Mà cùng huyền cửu cực ngược lại, Diệp Thần trong mắt nhưng là dâng lên vẻ hưng phấn. Hắn rất rõ ràng. Cái loại này ngang sức ngang tài chiến đấu bên trong mới là đột phá mình tốt nhất cơ hội. Muốn đem từ Thánh Huyền Tổ sư nơi đó lĩnh ngộ ra pháp môn, thông hiểu đạo lý, huyền cửu cực là vô cùng đối thủ thích hợp à. Chỉ là mới vừa một kiếm kia, liền để cho Diệp Thần đối với thân xác, lực lượng nắm trong tay, có một chút tăng lên. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời phát ra một tiếng giống to, kiếm ý kiếm mang, lần lượt phun trào. Bọn họ thân hình chớp mắt, nháy mắt tức thì, liền lần nữa trên không trung đụng nhau. Ầm một tiếng, lại là một lần kịch liệt va chạm, cả tòa Thánh Thiên Thành đều ở đây hai người công kích bên trong lắc lư, từng cơn ánh sáng rực rỡ từ trên trời hạ xuống, đó là bao phủ Thánh Thiên Thành vậy tòa đại trận lực lượng. Nếu là không có lực lượng này gia trì, sợ rằng nơi đây đều phải bị hai người chiến đấu dư âm mất đi là giả vô ích. Diệp Thần cùng huyền cửu cực vừa chạm vào liền phân ra. Hắn nhìn thần sắc âm trầm huyền cửu cực, có chút cân nhắc cười một tiếng nói, thánh tử, ngươi không phải nói, để cho ta đón ngươi ba chiêu sao? Hiện tại, đã ba chiêu, ta thật giống như một chút việc cũng không có, cái này có tính hay không thông qua ngươi khảo nghiệm? Huyền cửu cực nghe vậy, mặt hiện giận tập hợp, gào thét nói, im miệng. Một khắc sau, một đạo màu bạc kiếm hồng lần nữa gào thét ra. Tới thật tốt. Đối mặt một kiếm này, Diệp Thần nhưng là dĩ nhiên không sợ. Giơ kiếm chào đón. Vậy dâng chào kiếm quang lần nữa bị Diệp Thần biến thành rõ ràng. Huyền cửu cực thấy vậy, tốc độ xuất kiếm bộc phát nhanh chóng, đạo đạo màu bạc kiếm long ở bầu trời quảng trường phất phới, lôi cuốn vô cùng kiếm ý, hướng Diệp Thần sát phạt đi. Chiến đấu bên trong, Diệp Thần dần dần chuyển thành thế thủ, cái này làm cho huyền cửu cực ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, hắn xem ra Diệp Thần sở dĩ biến đổi thế thủ, là bởi vì là đối công đã kiên trì không nổi nữa. Trong chốc lát, huyền cửu cực hoàn toàn áp chế Diệp Thần. Có mấy lần, vậy quả thật bị thương nặng Diệp Thần, nhưng thủy chung đều không cách nào đem Diệp Thần đánh bại. Đám người thấy vậy, đều là tâm trạng phập phồng,
không biết Diệp Thần có thể hay không nghịch chuyển thế cục. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Trên hai người không biết rơi xuống nhiều ít máu tươi, cả tòa quảng trường mặt đất đều hóa thành màu đỏ như máu. Huyền Cửu Cực nội tâm vậy dần dần nóng nảy đứng lên, cùng một cái càn khôn cảnh ba tầng thiên tiểu tử chiến đấu nửa giờ. Hơn nữa, người này tuổi tác so hắn còn nhỏ hơn trên rất nhiều à. Đối với cho tới nay vô cùng kiêu ngạo Huyền Cửu Cực mà nói, đây quả thực là đời người bên trong lớn nhất điểm như à. Không thể kéo dài nữa. Giờ phút này, Sóc Lão cũng là mở miệng nói, thằng nhóc, ta lực lượng sắp đến cực hạn. Trên thực tế, Diệp Thần so với Huyền Cửu Cực càng cần hơn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Có thể, Diệp Thần tại sao lựa chọn thế thủ? Nguyên nhân, rất đơn giản. Muốn rèn luyện mình đối với thân thể, lực lượng nắm trong tay, đầu tiên, chính là phải đem mình đẩy vào cực hạn. Sở dĩ lựa chọn thế thủ, chính là bởi vì Diệp Thần muốn chủ động sáng tạo một cái bất lợi điều kiện, để cho mình có thể đang trong chiến đấu, có đột phá. Tốt như vậy đối thủ, không quá dễ bóc lột hắn giá trị, sao được chứ? Mặc dù, Diệp Thần tình huống so với Huyền Cửu Cực còn muốn cấp bách được nhiều, nhưng, thời khắc này Diệp Thần nhưng vẫn duy trì bình tĩnh. Hai người thời khắc này thực lực có lẽ thuộc về như nhau tới giữa, nhưng... Tâm cảnh trên, Diệp Thần nhưng là đã vượt qua Huyền Cửu Cực. Người bình thường xem ra, tâm cảnh cái loại này hư không mờ mịt đồ, đối với chiến đấu ảnh hưởng không tính là quá lớn. Có thể, càng cường đại võ giả, đối với tâm cảnh liền càng coi trọng. Bởi vì, cao thủ chân chính tỉ thí, thắng bại rất có thể ngay tại trong nhất niệm. Một cái dao động, một cái nội tâm chập chờn, là được có thể mang đến sơ hở chí mạng. Giờ phút này, Huyền Cửu Cực tự mình tựa hồ cũng không có phát hiện hắn nóng nảy, nhưng, Diệp Thần nhưng cảm nhận được. Hắn ngưng mắt nhìn không ngừng xuất kiếm Huyền Cửu Cực, ánh mắt hơi chớp, lẩm bẩm, xong hết rồi. Hôm nay Diệp Thần, trạng thái cũng không được tốt lắm, một mực thuộc về thế thủ, chịu đựng công kích để cho hắn trên mình để lại vô số vết thương, cả người đều tựa như hóa thành một cái người máu, cho dù lấy Diệp Thần sinh mệnh lực, mơ hồ đều có chút chịu không nổi. Nhưng, trong mắt thần mang nhưng là không có giảm bớt chút nào, tựa như bộc phát tự tin đứng lên. Ngay tại lúc này, một đạo lẫm liệt kiếm quang quét tới, Diệp Thần hoành kiếm phong ngăn cản, nhưng thì không cách nào đem kiếm quang kia hoàn toàn tiêu trừ. Huyết quang chợt tránh, Diệp Thần thân thể cũng là giống như sao xa vậy bị đánh tới trên mặt đất đem quảng trường đập ra một cái hố to. Huyền Cửu Cực cùng Huyền Tần Thương thấy vậy, đều là không khỏi mặt hiện vui mừng. Rốt cuộc, tiểu tử đáng chết này, rốt cuộc không chịu nổi à. Huyền Cửu Cực gầm thét một tiếng, nơi mi tâm thiên yêu dấu vết, huyết quang hào phóng, cả người cũng là bộc phát yêu dị đứng lên, cả người yêu lực lại là gần như sôi trào. Hắn trong mắt lóe lên cuồng bạo vẻ, đem thiên yêu dấu vết thúc dục đến mức tận cùng, phát động chí cường nhất kích, cho dù là đối với Huyền Cửu Cực mà nói cũng là gánh vác không nhỏ. Hơn nữa, thi triển ra, khá là chậm chạp, có bị đối phương né tránh, chạy trốn nguy hiểm. Vì vậy, Huyền Cửu Cực một mực chờ đợi một cái thời cơ à. Hiện tại, thời cơ đã đến. Đây mới là hắn mạnh nhất một kiếm. Trong cái hố sâu bên trong, Diệp Thần chậm rãi đứng lên. Mặt hướng lên trời bên trong đang nổi lên khủng bố kiếm thế Huyền Cửu Cực, khóe miệng dương lên một nụ cười. Một khắc sau, ra tất cả người dự liệu là Diệp Thần lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vậy Thánh Thiên Yêu tộc tất cả mọi người là mặt hiện vẻ kinh ngạc, Huyền Cửu Cực vậy nghịch thiên một kiếm sẽ tới à? Diệp Thần lúc này nhắm hai mắt lại, muốn làm gì? Mà Huyền Tần Thương chính là cười, sảng khoái cười. Ở hắn xem ra, Diệp Thần đây là buông tha chống cự à? Nhưng vào lúc này, Diệp Thần nhưng là động, hắn chậm rãi huy động trường kiếm trong tay, động tác nhìn như tựa hồ vô cùng tùy ý. Nhưng, chẳng biết tại sao, cái này tùy ý cực kỳ động tác lại cho đám người một loại dung hợp liền Diệp Thần toàn bức tâm thần cảm giác. Trên thực tế, vậy đúng là như vậy. Diệp Thần sở dĩ nhắm mắt lại, chính là vì đem hết thảy sự chú ý cũng để ở thân thể khống chế bên trên. Trong chốc lát, một loại huyền diệu vô cùng quy luật vận luật từ Diệp Thần động tác bên trong chút xuống ra. Vô số hồng mông hơi thở, thậm chí hồng mông đại tinh không cũng ẩn chứa trong đó. Chung quanh quảng trường, một ít thực lực giống vậy võ giả còn không có cảm giác gì, có thể những cái kia còn chân cảnh trung kỳ trên tồn tại, thậm chí còn thiên phú người thấy một màn này, đều là ngay tức thì nín thở. Huyền Tần Thương lại là trực tiếp kinh hô, không thể nào.
những thực lực này và thiên phú không tầm thường cường giả vì sao sẽ làm ra phản ứng như thế. Còn chân cảnh bên trong có một loại đặc thù trạng thái chính là áp đảo thiên đạo bên trên. Nghe nói chỉ có cực hạn còn chân cảnh có thể làm được. Loại trạng thái kia đem thiên đạo hoàn toàn luyện hóa, nắm trong tay, bước vào cái này một cảnh giới võ giả thậm chí có thể siêu thoát tại quy luật ra, không hề bị thiên đạo trói buộc, mà là có trói buộc thiên đạo lực lượng. Diệp Thần mặc dù còn xa xa không có đạt tới tầng thứ này, có thể. Giờ phút này, Diệp Thần trên mình phun trào ra một loại gần như vô hình vận luật, cái này vận luật kỳ dị thỉnh thoảng huyễn hóa ra một đạo phù văn, chui vào Diệp Thần thân thể bên trong. Người bình thường cũng không biết, một màn kỳ dị này đại biểu cái gì. Có thể, có chút kiến thức rộng tồn tại nhưng không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là thiên đạo dung luyện dấu vết à. Vậy chỉ có bước vào còn chân cảnh trung hậu kỳ, thậm chí còn đỉnh cấp tích trữ trên người mới phải xuất hiện dấu vết. Mặc dù, Diệp Thần trên mình dấu vết rất nhạt mỏng, nhưng là chân chân thiết thiết tồn tại à. Điều này sao có thể? Một cái càn khôn cảnh tích trữ trên người xuất hiện luyện đạo vết ấn. Đối với bọn họ mà nói, một màn này so với Diệp Thần máu trong tim trực tiếp nổ nát vụn thủy tinh cầu hơn nữa khó tin. Liền liền Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão đều là không nhịn được kinh hô một tiếng. Sóc Lão âm thầm cảm thấy, vậy Thánh Huyền Tổ Sư thật là thân xác một đạo thiên tài à, sợ rằng, cho dù phi thăng cao hơn thế giới cũng là kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Huyền Hàn Ngọc cũng là nói, bất quá, Diệp Thần tiểu tử này thiên phú võ đạo chân thực có chút nghịch thiên, so đời trước luân hồi chi chủ khủng bố mấy chục lần. Lại là vô tình bên trong thông qua Thánh Huyền Tổ Sư truyền thừa đạt tới cảnh giới này. Đây cũng là hắn tương lai đánh hạ cực tốt cơ sở. Mặc dù, đối với đương kim võ giả mà nói là chuyện không có thể, nhưng, ở Hồng Hoang, Thái Cổ cùng với cao đẳng hơn thế giới, chân chính cực kỳ yêu nghiệt là có thể ở bước vào còn chân cảnh trước liền có luyện đạo vết ấn. Nhưng, dù vậy, những người này cũng không một không phải chân chánh thiên chi kiêu tử. Muốn làm một điểm này có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, đạo ấn đột phá cửu trọng thiên. Như vậy thứ nhất, cho dù không có bước vào, cũng là có thể lợi dụng đạo ấn lực đem loại nào đó thiên đạo hoàn toàn khống chế lấy đạt tới dung luyện thiên đạo mục đích. Mà loại thứ hai, chính là ở một cái phương diện đã áp đảo còn chân cảnh hậu kỳ cường giả bên trên, hơn nữa, đạt được ngộ hiểu cơ duyên. Diệp Thần cường độ thân thể đã hoàn toàn vượt qua còn chân cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, ở Thánh Huyền Tổ Sư truyền thừa dưới đưa tới vô cùng là kinh khủng lực lượng. Lực lượng này cường đại đến đã siêu thoát phép tắc hạn chế, mới sẽ tạo thành luyện đạo vết ấn. Có thể nói, muốn ở còn chân cảnh dưới trước thời hạn có luyện đạo vết ấn, Diệp Thần vậy nghịch thiên thể chất cùng Thánh Huyền Tổ Sư nghịch thiên truyền thừa thiếu một thứ cũng không được. Mà đây luyện đạo vết ấn đối với võ giả căn cơ có chỗ tốt cực lớn. Càng sớm có luyện đạo vết ấn, hiệu quả càng tốt. Hôm nay, Diệp Thần ước chừng vẫn là càn khôn cảnh tồn tại, cũng đã có luyện đạo vết ấn. Ở chư thiên vạn giới sợ rằng cũng rất khó tìm ra mấy cái, có thể nói hắn bây giờ có được luyện đạo vết ấn có thể hoàn toàn đem hiệu quả hoàn toàn hấp thu. Như vậy thứ nhất, làm hắn chân chính bước vào còn chân cảnh lúc đó, cùng một vậy võ giả chênh lệch có thể nói vân uyên phân biệt. Huyền Cửu cực nhìn một màn này, còn người điên cuồng co rúm lại, sắc mặt biến, nếu như tình huống bình thường, hắn hiện tại khẳng định sẽ không chút do dự chạy trốn, né tránh, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn cái này đem hết toàn lực một kiếm thi triển đến thời khắc mấu chốt, căn bản không cách nào thu tay à. Đây cũng không phải vận khí, hết thảy có thể nói đều ở đây Diệp Thần nắm trong tay bên trong. Huyền Cửu cực trong mắt ngoan ý chớp mắt, tự biết giờ phút này không có đường lui nữa, hắn quát lên một tiếng lớn, cả người yêu lực vận chuyển được hơn nữa nhanh chóng, nơi mi tâm thiên yêu dấu vết, cơ hồ thì phải biến thành một vòng màu máu nắng gắt. Cuồn cuộn yêu khí cùng kiếm ý hòa hợp. Một đạo ngút trời kiếm long bỗng nhiên hiện lên cái này bầu trời quảng trường phát ra một tiếng gào thét, liền lôi cuốn diệt thế oai, hướng Diệp Thần gào thét ra. Làm mọi người ánh mắt chạm đến một kiếm này lúc đó, thần hồn bên trên đều là cảm thấy một hồi tê liệt chỗ đau. Từng tiếng kêu thảm thiết ở chung quanh quảng trường vang lên, đây cũng không phải bởi vì kiếm quang uy lực còn lại gây ra, một kiếm này vô cùng là nội liếm, đem toàn bộ lực lượng đều vững vàng khóa ở kiếm mang bên trong. Sở dĩ đám người sẽ cảm nhận được thống khổ như vậy, là bởi vì là đạo kiếm quang này đã mơ hồ tự thành quy luật, liền thần hồn đều bị liền cái này phép tắc ảnh hưởng. Giờ phút này, đám người chỉ cảm giác được mình tựa như đưa thân vào một cái kiếm thế giới.
Quyền huyết tâm mắt đẹp không ngừng rung động, mặc dù Diệp Thần trên mình hiện lên luyện đạo vết ấn, có thể nói sợ hãi, nhưng, có thể hay không ngăn cản một kiếm kinh khủng như vậy vẫn là một cái ẩn số. Ngay tại đạo kiếm quang này giống như sao xa vậy rơi xuống, cơ hồ thì phải đem trong cái hố sâu bên trong Diệp Thần hoàn toàn chìm ngập lúc đó, Diệp Thần một kiếm kia rốt cuộc hoàn toàn chém xuống. Đen nhánh kiếm phong ngay tức thì chạm tới lẫm liệt vô cùng màu bạc kiếm quang. Một tích tắc này, cả thế giới phảng phất định cách. Mà dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vậy nhìn như tự xưng phép tắc màu bạc kiếm quang, lại là ở đó kiếm phong dưới nhanh chóng bể tan tành. Tất cả mọi người con người ngay tức thì co rúc lại, máu đều phải làm chảy ngược liền à. Ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, một đạo sáng chói ngân hà ngay tức thì phóng lên cao. Vậy màu bạc kiếm quang ở nơi này đạo ngân hà đánh vào dưới, lại là trực tiếp mất đi. Kiếm đạo gì quy luật, cái gì thiên yêu khí vận, ở nơi này phảng phất có thể đem thiên địa một phân thành hai ngân hà dưới, tất cả đều hư không. Chém ra một kiếm sau đó, đã sắc mặt trắng bệch, vô cùng là yếu ớt Huyền Cửu Cực, nhìn cái này hướng mình nhanh chóng vào tới băng hàn ánh sao, một loại khó mà hình dung sợ hãi trong lòng nhanh chóng tràn đầy kéo dài trước. Giờ khắc này, Huyền Cửu Cực rốt cuộc run rẩy. Cảm giác kia, hắn từ khi ra đời đến hiện tại chưa bao giờ cảm thụ qua, nhưng, hắn rất rõ ràng đó là cái gì. Vậy, là đối với chết sợ hãi. Trước mắt cái này nhìn như hoa mỹ ngân hà, đối với Huyền Cửu Cực mà nói, nhưng là giống như tử thần lưỡi liềm kiếm nhất vậy, vô cùng sợ hãi à. Không, ta không muốn chết à. Huyền Cửu Cực đạo tâm bên trên, rốt cuộc xuất hiện vết rách, hắn sắc mặt cuồng biến. Vô cùng là hoảng sợ kêu thét một tiếng, mấy đạo linh quang chói mắt bảo vật, từ hắn trong ngực bay ra, lượn lờ ở hắn quanh thân, những bảo vật này, mỗi một kiện cũng không giống vật thường, chính là Thánh Thiên Phủ, là hắn chuẩn bị bảo vệ tánh mạng vật. Nhưng, cho dù ở những bảo vật này linh quang bên trong, Huyền Cửu Cực thần sắc cũng là không có chút nào bình tĩnh, cho dù bị bảo vật bao phủ, ở nơi này ánh sao trước, hắn từ đầu đến cuối không cách nào cảm thấy an toàn. Nháy mắt tức thì, vậy ánh sao đem Huyền Cửu Cực bóng người hoàn toàn chìm ngập. Ánh sao dũng động ước chừng ba cái hô hấp thời gian, mới dần dần lắng xuống, tất cả mọi người là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hướng bầu trời bên trong nhìn. Thánh Thiên Yêu tộc Thánh Tử, chí cao vô thượng tồn tại, hôm nay kết quả như thế nào? Chỉ gặp, xuất hiện ở nơi đó chính là một tên ông già lông mày trắng, chính là Huyền Lôi. Giờ phút này, Huyền Lôi cũng là mặt đầy vẻ rung động. Mà trong tay hắn còn ôm trước một tên cả người vết thương chồng chất, đã ngất đi thiếu niên. Vậy thiếu niên dĩ nhiên chính là Huyền Cửu Cực. Tĩnh mịch, huyền như hắc động cuối giống vậy tĩnh mịch. Trước mắt mọi người đều đã biến thành đen, não cung cấp máu đều phải không đủ. Bọn họ nhìn thấy gì? Huyền Cửu Cực, cái này kinh diễm một cái thời đại thánh tử, cứ như vậy đánh bại. Diệp Thần nói muốn đánh bại Huyền Cửu Cực, cũng không phải là trang, hắn thật làm được à? Trong chốc lát, những thứ này Thánh Thiên Yêu tộc máu điên cuồng gia tốc, trong sân, ngay tức thì vang lên chấn động thiên địa tiếng reo hò. Nhiệt huyết dâng trào. Tất cả mọi người bởi vì Diệp Thần chàng này xuất sắc tuyệt luân chiến đấu, mà nhiệt huyết dâng trào liền à. Mà Huyền Tần Thương chính là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nguyên bản, hắn lấy là Diệp Thần thực lực mặc dù ra hắn ý liệu, nhưng, cái gọi là vô địch tại còn chân cảnh sơ kỳ bất quá là phóng đại thôi. Có thể bây giờ nhìn lại, những lời này lại là sự thật à. Còn chân cảnh dưới, sợ rằng thật không có người có thể đánh bại tiểu tử đáng chết này. Mấu chốt nhất là, hôm nay Diệp Thần đã bị Thánh Thiên Phủ chú ý tới, còn muốn đối với hắn động thủ có thể nói khó lại càng khó hơn. Mà Thương Huyền gia đám người chính là điên rồi, mừng rỡ được điên rồi. Bọn họ đây là nhặt được đại bảo liền à. Thậm chí... Diệp Thần xuất hiện có thể trực tiếp đưa đến Thương Huyền gia địa vị nước lên thuyền lên à. Huyền huyết tâm giờ phút này ngược lại là chưa từng có nhiều vui mừng, càng nhiều hơn chính là an tâm. Nàng quan tâm hơn Diệp Thần an nguy. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh nhìn Huyền Lôi nói, tiền bối, hôm nay, ta là hay không có thể tham gia yêu thiên đại điển. Huyền Lôi có chút ngây ngẩn hơi gật đầu một cái nói từ. Tự nhiên có thể, thằng nhóc, người có không có hứng thú gia nhập Thánh Thiên Phủ. Một cái ở càn khôn cảnh là có thể đánh bại còn chân cảnh vượt cấp năng lực cực mạnh thánh tử tồn tại, hơn nữa, còn có luyện đạo vết ấn, cùng với vô cùng đậm đà thiên yêu huyết mạch, tuổi tác còn chỉ có hơn 20 tuổi tồn tại.
Đây hoàn toàn là một cái còn sống bảo tàng à. Có thể, Diệp Thần nhưng là lắc đầu nói, tiền bối, hôm nay, ta muốn chuyên tâm tại Yêu Thiên Đại Điển. Huyền Lôi nghe vậy có chút tiếc nuối, nhưng, không có cưỡng cầu, hắn biết, Diệp Thần cái loại này tính cách, người ép hắn chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Chàng này Yêu Thiên Đại Điển khảo hạch, rốt cuộc lấy thánh tử Huyền Cửu cực xa sút kéo xuống màn che. Sau ngày hôm nay, Diệp Thần tên chữ đem sẽ hoàn toàn chấn động toàn bộ Thánh Thiên Thành. Thánh Thiên Thành bên trong, một tòa giống như pháo đài giống vậy phủ đệ bên trong, một tên tay cầm quạt lông, mặt mũi thanh thuần tinh xảo, khóe miệng từ đầu đến cuối lộ ra một vẻ như có như không nụ cười thiếu nữ, mắt đẹp bên trong lóe lên một chút hứng thú. Nàng nhìn quỳ xuống cách đó không xa người làm nói, như thế nói, vậy Huyền Cửu cực thật đánh bại. Hơn nữa, vẫn là bại bởi một tên càn khôn cảnh, hơn 20 tuổi thanh niên. Tên kia người làm vô cùng là cung kính gật đầu một cái nói, bẩm tiểu thư, quả thật như vậy. Cô gái kia ánh mắt, bộc phát sáng rực đứng lên nói, xem ra, lần này Yêu Thiên Đại Điển sẽ không nhàm chán. Tòa pháo đài này, bất ngờ là Ngọc Huyền gia phủ đệ chỗ, mà Ngọc Huyền gia chính là Thánh Thiên Thành bên trong hạng thứ hai gia tộc. Bên kia, Thánh Thiên Thành nơi trung tâm, một tòa vô cùng rộng lớn, giống như hoàng thành vậy phủ huyền bên trong, đang có hai tên chàng thanh niên. Ngồi đối diện mà dịch, trong đó tuổi tác hơi dài, nhìn qua gần 30 tuổi người nọ, mặc bạch sam, khí độ ưu nhã, thần sắc sửng dưng như thường, mỗi lần đặt cờ, cũng lộ vẻ được ung dung không vội vã, nhìn qua, phảng phất học phú nam xe văn sĩ vậy. Mà ở đối diện hắn ngồi một người, chính là một tên sắc mặt bướng bỉnh, giữa trán ẩn hiện khí sát phạt, mặc hắc bào nam tử. Hắc bào thanh niên này, trẻ mấy tuổi, nhìn qua, chừng 20 hình dáng. Tướng mạo của hai người khá làm tướng tựa như. Giờ phút này, hắc bào thanh niên này nhưng là lộ vẻ được có chút không nhịn được, hiển nhiên, đối với cái này cuộc cờ không có hứng thú quá lớn. Ngay tại lúc này, một tên lão bộc bước vào trong phòng, hướng về phía hai người thi lễ một cái sau đó, mở miệng nói, đại thiếu gia, Huyền Cửu cực bại. À, vậy bạch sam nam tử nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, buông xuống con cờ. Mà thanh niên áo bào đen, chính là sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, hừ, cái phế vật này lại bại bởi cả người cái loài người huyết mạch tạp chủng, thật là cho ta Thánh Thiên Yêu tộc mất thể diện. Nếu như hắn không có thiên yêu dấu vết, cũng không quá như vậy, cái gì thánh tử? Đồ có hư danh thôi. Bạch sam nam tử, nhưng là đối đệ đệ mình, lắc đầu nói, Tử Long, chớ có khinh thường, người thiên tư tuy tốt, làm người nhưng là không đủ trầm ổn, người này nếu có thể lấy bằng chừng ấy tuổi. Cảnh giới như vậy, đánh bại Huyền Cửu cực, tất nhiên có chỗ bất phàm. Vừa nói, hắn lần nữa nhặt lên con cờ, thần sắc nhưng là băng hàn liền một phần nói, lần này Yêu Thiên Đại Điển sự quan trọng đại, ta Thiên Huyền nhà, đã vì thế chuẩn bị mấy chục ngàn trở thời gian, tên này kêu Diệp Thần thanh niên, có lẽ là ngươi chuyến này biến số lớn nhất, không thể khinh thường. Nếu là có cơ hội, đem giết chết, nhưng, không muốn cưỡng ép làm, lấy việc lớn làm trọng. Huyền Tử Long nghe vậy, trên mặt hiện lên lau một cái thị huyết nụ cười nói, Huyền Cửu cực, xem ở bằng hữu một chàng, người thù, liền do ta tới vì ngươi báo đi. Tiếng nói vừa dứt, một đạo vô cùng là bạo ngược uy áp, ngay tức thì từ Huyền Tử Long trong cơ thể bộc phát ra, toàn bộ Thánh Thiên Thành bên trong dân trong thành đều là chẳng biết tại sao cảm thấy trong lòng run lên. Nhưng, nhất làm người ta sợ hãi, nhưng còn không phải là cái này uy áp mạnh mẽ, mà là giờ phút này. Huyền Tử Long trên mình, lại là chảy xuôi đạo đạo huyền diệu vận luật, hóa thành từng viên màu xích kim phù văn, ở cơ thể đồng hồ chợt ẩn chợt hiện, phù văn này bên trong, hàm chứa loại nào đó siêu thoát quy luật trói buộc lực lượng. Phù văn này, bất ngờ là vậy luyện đạo vết ấn. Mà đây Thiên Huyền nhà, chính là Thánh Thiên Thành đệ nhất gia tộc. Thương Huyền ra một phòng yên tĩnh bên trong, một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên, đang nhắm mắt tu hành, hắn quanh thân hơi thở. Không ngừng biến hóa, một cổ vô cùng là nồng nặc yêu khí, tản mát ra. Người thanh niên này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bạo phát ra một đạo gần như thực chất thần mang, nơi ngực, một đạo dấu vết tựa như sống lại vậy, toát ra đạo đạo hồng quang, không ngừng ngọa nguậy, bất ngờ là bữa trước yêu dấu vết. Trong chốc lát, ngày này yêu dấu vết ánh sáng lớn thả. Một loại vô cùng là cường đại huyết mạch lực áp chế ngay tức thì bao phủ toàn bộ Thương Huyền gia. Đang ngồi ở trong sảnh uống trà Huyền Lục Nguyên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ly trà trong tay bị hắn tạo thành nghiền.
trong mắt hiện lên vô cùng là thần sắc hoảng sợ. Chẳng biết tại sao, giờ phút này hắn lại là cảm thấy một cổ vô hình sợ hãi, thân thể cơ hồ đều không chịu mình khống chế, cả người thực lực, thậm chí liền 50% đều không cách nào phát huy được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Liền Huyền Lục Nguyên đều là như vậy, chớ nói chi là những người khác. Trong chốc lát, Thương Huyền ra đám người, mỗi một người đều là sắc mặt sợ hãi, cho dù ai đột nhiên thực lực chợt giảm xuống còn cảm nhận được liền khó mà hình dung áp lực, cũng sẽ không tốt lắm. Bất quá, cũng may cái này uy áp, rất nhanh liền biến mất. Huyền Lục Nguyên xoa xoa mồ hôi trên trán, mặt hiện vẻ khó tin, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là... Giờ phút này, Tĩnh Thất bên trong, Diệp Thần trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn nói, không nghĩ tới, ta lại thật có thể làm được. Liền liền Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc đều là hơi khiếp sợ. Hôm nay, khoảng cách Diệp Thần cùng Huyền Cửu Cực đánh một trận đã qua 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày qua, Diệp Thần không có lại hiểu Thánh Huyền Tổ Sư truyền thừa, ngược lại, bắt đầu nghiên cứu Thiên Yêu dấu vết. Hôm nay hắn ở Thánh Huyền Tổ Sư truyền thừa lĩnh ngộ trên, đã tiến vào một cái chai nhỏ gáy, Thái Thượng Thiên Ma Thể ngược lại là thu hoạch không thiếu, bất quá trong thời gian ngắn, muốn có quá lớn tăng lên không quá có thể. Nhưng lập tức phải tiến vào vậy chiến trường thượng cổ, Diệp Thần hay là muốn làm hết sức khi tiến vào chiến trường trước tăng lên một phần thực lực. Rất nhanh, hắn liền đem sự chú ý đặt ở Thiên Yêu dấu vết bên trên. Ngày đó, Huyền Cửu Cực sử dụng Thiên Yêu dấu vết bạo phát ra vô cùng là uy áp kinh khủng, mặc dù đối với Diệp Thần không có hiệu quả, nhưng rất rõ ràng, Thiên Yêu dấu vết trên thực tế có đối với Huyền Yêu tộc người cực kỳ cường đại lực áp chế. Huyền Cửu Cực có Thiên Yêu dấu vết, Diệp Thần giống vậy có à? Hơn nữa, ngày này yêu dấu vết còn rất có thể là hỗn độn bên trong Thiên Yêu trực tiếp trồng. Nếu là có thể nắm giữ loại thủ đoạn này, như vậy, hắn đang đối mặt Huyền Yêu tộc người lúc đem sẽ chiếm hết ưu thế. Vì vậy, cái này 3 ngày qua, Diệp Thần liền không ngừng nhớ lại ngày đó, Huyền Cửu Cực thi triển ngày này yêu dấu vết lúc quy luật chập chờn, yêu lực vận chuyển vân. Vân. Bất quá, Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão. Đối với lần này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tới một cái không có truyền thừa. Cho dù lấy Diệp Thần thiên tư, chỉ là nhìn một lần, thì phải bắt trước, học tập cái này cùng bí thuật cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, huống chi là ở bên trong 3 ngày nắm giữ. Dĩ nhiên, nếu là có thể đạt được truyền thừa, hết thảy liền sẽ đơn giản rất nhiều. Thứ hai, mặc dù đều là có Thiên Yêu hơi thở dấu vết, nhưng, có thể hay không sinh ra giống nhau hiệu quả cũng là một cái vấn đề. Tóm lại, không xác thực định tính quá lớn. Bất quá, dưới mắt Diệp Thần vậy quả thật không có cái khác quá tốt tăng lên thực lực phương pháp. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới phải, Diệp Thần lại thật thành công. Hơn nữa, hiệu quả còn không kém, thậm chí có thể nói, hiệu quả này so với Huyền Cửu Cực lúc thi triển mạnh hơn được hơn à. Đây quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Diệp Thần Thiên Yêu huyết mạch so với Huyền Cửu Cực mạnh hơn. Còn có Thiên Yêu thánh thể, mấu chốt nhất là, trong cơ thể hắn còn có một chút chân chính Huyền Yêu tinh máu, sinh ra như vậy lực áp chế, tựa hồ cũng ở đây tình lý bên trong. Diệp Thần hài lòng đứng lên, như vậy thứ nhất, hắn tham gia cái này Yêu Thiên Đại Điển, càng tăng thêm một phần lòng tin, mà ngày hôm nay, chính là lớn điển cử hành ngày. Thân hình hắn động một cái, liền rời đi cửa phòng, đứng ngoài cửa một tên vô cùng là xinh đẹp cô gái, chính là Huyền Huyết Tâm. Huyền Huyết Tâm có chút kinh ngạc khó tin nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, mới vừa vậy uy áp. Cái này uy áp cùng nàng ở Diệp Thần cùng Huyền Cửu Cực giao thủ lúc đó, Huyền Cửu Cực trong cơ thể bộc phát ra uy áp vô cùng làm tướng tựa như, nàng thậm chí cho là không phải Huyền Cửu Cực tới. Bất quá, Huyền Cửu Cực đang cùng Diệp Thần đánh một trận bên trong, sâu sắc đả kích, hiện tại tự nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Diệp Thần mặt mỉm cười, không có nói gì, nhưng... Lấy Huyền Huyết Tâm thông minh tự nhiên đã đoán được uy áp nguồn, nàng nhìn Diệp Thần mắt đẹp bên trong vẻ khiếp sợ bộc phát đậm đà, trong phảng phất còn có một chút tự hào. Bất quá rất nhanh, nàng chính là thần sắc nghiêm lại, đem một cái ngọc giản giao cho Diệp Thần. Diệp Thần hỏi, đây là... Huyền Huyết Tâm mặt đẹp bên trên, hiện lên vẻ đau buồn nói, đây là vậy chiến trường thượng cổ bản đồ, chắc đúng người có chút trợ giúp, hơn nữa, ta ở bản đồ bên trên ký hiệu ra năm đó băng băng chết chỗ. Diệp Thần thần sắc động một cái, đem ngọc giản trịnh trọng thu hồi nói, ta nhất định sẽ hết sức tìm về nàng hài cốt. Huyền Huyết Tâm gật đầu một cái,
ngẩng đầu nhìn một mắt mặt trời nói, thời gian xong hết rồi, chúng ta cũng nên đi yêu thiên đại điển cử hành chỗ, cũng là vậy chiến trường thượng cổ vào miệng sở tại. Rất nhanh, Diệp Thần liền cùng Huyền Huyết Tâm, Huyền Lục Nguyên các người leo lên một chiếc phi thuyền, hướng xa xa vội vã đi. Không lâu lắm, phi thuyền liền ở một nơi thung lũng bên trong ngừng lại. Diệp Thần các người, từ trong phi thuyền nhảy vút hạ, rơi vào trong cốc, thung lũng này nhìn như ngược lại là bình thường không có gì lạ. Ở Huyền Huyết Tâm dưới sự hướng dẫn, đám người tiếp tục hướng trong cốc đi ra, sau một nén nhang, trước mắt chính là sáng tỏ thông suốt, đi tới một nơi đất trống trải. Diệp Thần nhìn trước mắt đám người, không khỏi ánh mắt chớp mắt. Tham gia lần này yêu thiên đại điển thiên tài lại là đạt hơn mười mấy người. Huyền Cửu Cực vậy thân ở trong đó. Hôm nay, hắn thương thế đã gần như hết bệnh, nhưng, thần sắc nhưng là vô cùng âm trầm, một người đứng ở xó xỉnh bên trong, không cùng bất kỳ người nào khác tiếp xúc, làm Diệp Thần tiến vào thung lũng sau đó, Huyền Cửu Cực ánh mắt rõ ràng chớp động một tí, nhưng, không có bất kỳ động tác, như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ. Mà mọi người còn lại, từng cái hơi thở đều là vô cùng cường đại, hiển nhiên thực lực đều là vô cùng sợ hãi. Ngay tại lúc này, một chiếc long xa từ trên trời hạ xuống, trên xe, một tên mặc loáng quần dài màu tím, dáng vẻ ưu nhã, mặt mũi tuyệt đẹp thiếu nữ, mặt mỉm cười, từ long xa bên trên chậm rãi đi xuống, trong chốc lát, trong cốc mọi người ánh mắt đều bị cái này thiếu nữ xinh đẹp hấp dẫn. Không ít người, đều là mặt hiện vẻ si mê, hiển nhiên, đối với thiếu nữ này vô cùng là kính mến. Nhưng, kỳ quái chính là không có một người tiến lên cùng thiếu nữ này chào hỏi. Nói chính xác, là không có một người dám. Diệp Thần có chút bất ngờ, bất quá cũng không có quá nhiều phản ứng, thiếu nữ này dung mạo mặc dù là cao cấp, nhưng, so với Huyền Huyết Tâm nhưng còn kém từng tia. Vậy quần tím thiếu nữ mắt đẹp quét qua đám người, đột nhiên, ngừng ở người nào đó trên mình, khóe miệng nàng nụ cười hơn nữa đậm đà một phần, hướng người nọ đi tới. Mọi người thấy thiếu nữ này cử động, đều là không khỏi được hơi sững sờ, ngay sau đó, mặt hiện vẻ khó tin. Chỉ gặp, thiếu nữ này giờ phút này bất ngờ là hướng Diệp Thần đi tới à. Một cái ôn hòa giọng nữ, ở Diệp Thần vang lên bên tai nói, thiếp Ngọc Huyền gia Huyền Lan Nhân, gặp qua Diệp công tử. Diệp Thần chân mày khều một cái, gật đầu một cái. Đồng thời, đáy mắt mơ hồ hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái này Huyền Lan Nhân không chỉ có dung mạo tuyệt thế, liền liền tu vi cũng là vô cùng là bất phàm. Bất ngờ cùng Huyền Cửu Cực như nhau. Liền nhiều năm liên tục linh, vậy không thể so với Huyền Cửu Cực phần lớn thiếu, giống vậy hơn 100 tuổi. Hơn nữa, hắn nghe Huyền Huyết Tâm nói qua, Ngọc Huyền gia chính là Thánh Thiên Thành hạng thứ hai gia tộc. Một tiếng này gọi, Diệp Thần chưa thấy được có cái gì, có thể những người khác cũng không như vậy cho rằng à. Không thiếu thanh niên tài tuấn đều là ánh mắt lóe lên, không chỉ không có đối với Diệp Thần lộ ra bất kỳ vẻ hâm mộ, ngược lại là cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ sở dĩ không dám đến gần Huyền Lan Nhân nhưng mà có nguyên nhân à. Ngay tại lúc này, bầu trời bên trong vang lên một tiếng hổ gầm, chỉ gặp, một đầu toàn thân đen nhánh cả người ma diễm cuồn cuộn đại hổ, cái này đại hổ bên trên bất ngờ ngồi một tên mặt mũi cực kỳ bướng bỉnh thanh niên. Thanh niên này vừa xuất hiện, mọi người thần sắc đều là không khỏi được làm rét một cái. Cho dù là những thứ này một người so với một người kiêu ngạo thiên kiêu, đều là không khỏi được cúi đầu. Người đến, chính là Thánh Thiên Yêu Tộc, thế hệ này đệ nhất thiên tài, Huyền Tử Long. Liên liên Diệp Thần thấy Huyền Tử Long ngay tức thì, đều là không khỏi được con ngươi co rúm một cái. Người này, tuổi tác hơn 200 tuổi, mà hắn tu vi lại là khủng bố. Vượt xa Huyền Cửu Cực. Cả người hơi thở, dâng trào đến không cách nào hình dạng. Mà Huyền Tử Long vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Huyền Lan Nhân trên mình, không khỏi được ánh mắt sáng lên, khóe miệng cũng là theo bản năng mang theo vẻ mỉm cười. Hiển nhiên, Huyền Tử Long đối với Huyền Lan Nhân ý tưởng không đơn giản. Có thể, rất nhanh, Huyền Tử Long mỉm cười chính là hơi đông lại một cái, trên khuôn mặt anh tuấn dâng lên một đạo hàn sương. Bởi vì, hắn phát hiện, phụ nữ hắn thích lại là và người đàn ông khác đứng rất gần. Mọi người thấy Huyền Tử Long thần sắc, khóe miệng đều là không khỏi được dương lên lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Bọn họ tại sao không dám đến gần Huyền Lan Nhân? Chính là bởi vì Huyền Tử Long tồn tại à. Huyền Tử Long, đối với người phụ nữ nhưng mà cực kỳ nhỏ mọn à. Diệp Thần,
cái này gần đây đầu ngọn gió chánh kính nhân tài mới nổi, chỉ sợ là phải xui xẻo. Huyền Tử Long phi thân xuống, rơi vào Huyền Lan Nhân trước người, mỉm cười nói, Lan Nhân, thật lâu không gặp. So sánh với Huyền Tử Long ôn hòa thái độ, Huyền Lan Nhân nhưng chỉ là hơi có vẻ lạnh lùng gật đầu một cái. Huyền Tử Long thấy vậy, có chút lúng túng, hắn lạnh lùng quét Diệp Thần một mắt, lần nữa đối với Huyền Lan Nhân mở miệng nói, Lan Nhân, ngươi làm sao đứng ở chỗ này, ta Thiên Huyền nhà ở thung lũng này bên trong dựng một tòa lầu cát, theo ta đi gác lửng bên trong nghỉ nghỉ, chờ đợi Yêu Thiên Đại Điển bắt đầu đi. Vừa nói, hắn chỉ một cái cách đó không xa, duy nhất một cái nhà gác lửng. Cũng không phải là gia tộc gì, cũng có năng lực ở cử hành Yêu Thiên Đại Điển địa phương kiến trúc lầu cát. Đám người thấy vậy đều là lắc đầu một cái, không thể không nói, Huyền Tử Long điều kiện thật là quá ưu tú, thực lực, bối cảnh, thiên phú, không một không phải cao cấp tồn tại. Để cho bọn họ căn bản không có cùng Huyền Tử Long cạnh tranh dục vọng. Có thể, Huyền Lan Nhân nhưng là nhàn nhạt lắc đầu nói, không cần, Tím Long công tử nếu như không có chuyện, có thể hay không rời đi. Ta còn có chút nói, muốn cùng Diệp công tử nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ thung lũng cũng ngay tức thì yên tĩnh lại. Đám người cũng không nghĩ tới, Huyền Lan Nhân lại là sẽ vì Diệp Thần trực tiếp để cho Huyền Tử Long rời đi à. Coi như là giống vậy nam tử, bị mến yêu cô gái như thế đối đãi, sợ rằng cũng sẽ thẹn quá thành giận chứ. Huống chi, là xem Huyền Tử Long như vậy, thiên kiêu bên trong thiên kiêu, vô cùng tự tin tồn tại. Cái này một tí, Diệp Thần là thật thảm à. Quả nhiên, cơ hồ là nháy mắt tức thì, Huyền Tử Long sắc mặt chính là đen lại, một thân kinh khủng hơi thở, mơ hồ lưu động, một đôi giống như mãnh hổ trong mắt, ngay tức thì phong tỏa Diệp Thần, trong mắt là hết sức là lạnh thấu xương sát khí. Diệp Thần thấy vậy, khẽ cau mày, nhưng, ngoài dữ liệu của mọi người phải, Diệp Thần cho dù là đối mặt Huyền Tử Long như cũ duy trì thần sắc lạnh nhạt. Ở bọn họ xem ra, một tên đệ nhất thiên tài áp lực, đủ để cho Diệp Thần nhượng bộ, lùi bước, nói xin lỗi vân. Vân. Có thể, Diệp Thần đâu? Lại là thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, không nói một lời. Mọi người tại đây đều là không nhịn được lắc đầu, Diệp Thần thật không có có mắt gặp. Lúc này, rời đi Huyền Lan Nhân bên người, lấy lòng Huyền Tử Long mới là tốt nhất cách làm. Thấy Diệp Thần thái độ như thế, Huyền Tử Long lại là mắt chừng sắp nứt, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi chính là Diệp Thần. Ha ha! Ngươi có phải hay không lấy là đánh bại một cái đồ có kỳ danh cái gì thánh tử liền vô địch. Liền có thể đối với người nào cũng phách lối, càn rỡ. Huyền Cửu Cực nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng không có nói gì, hiển nhiên, cho dù là hắn đối với Huyền Tử Long vậy khá là kiêng kỵ. Huyền Tử Long cũng không phải là thánh thiên phủ những lão gia hỏa kia, người này tánh tình, cực kỳ bạo ngược, thích xiết chóc, bướng bỉnh, hỗn thế ma vương vậy tồn tại. Cho dù bản thân có thánh tử thân phận, thật chọc giận hắn, sợ rằng, tên này thật sẽ không để ý hết thảy ra tay. Mà cho dù có thiên yêu con dấu áp chế, Huyền Cửu Cực cũng không nhận vì mình có bất kỳ chiến thắng Huyền Tử Long cơ hội. Còn chân cảnh mỗi một cái cảnh giới nhỏ tới giữa chênh lệch, quá lớn. Liền Huyền Cửu Cực cũng nhịn, có thể gặp, Huyền Tử Long có bao nhiêu nghịch thiên. Nhưng, đây là, một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử nhưng là ở thung lũng này bên trong vang lên. Chỉ gặp, Diệp Thần tùy ý liếc Huyền Tử Long một mắt, mở miệng nói, người muốn dỗ phụ nữ là chuyện ngươi, đừng liên hệ ta, càng không nên dùng ta tới tôn lên ngươi. Đám người nghe vậy, cằm đều phải rớt xuống đất. Diệp Thần đây là bành trướng. Chẳng những không có vào Huyền Tử Long lấy lòng, nói xin lỗi, ngược lại trực tiếp chống đối. Hơn nữa, kêu Huyền Tử Long không muốn trang. Đây là thật đem mình làm thần sao? Huyền Tử Long cũng không phải là huyền cấp 9 như vậy cường giả à. Huyền Tử Long nghe vậy, trong mắt lửa giận cơ hồ phải đem không khí cũng đốt. Vốn là, hắn liền xem thường cái này ủng có loài người huyết mạch tiểu tử, thậm chí, tiến vào chiến trường thượng cổ sau này, có cơ hội lại là sẽ trực tiếp cầm Diệp Thần giải quyết. Mà hiện tại, Diệp Thần lại là trực tiếp khiêu khích tại hắn. Cái này làm cho Huyền Tử Long sát ý ngay tức thì nhảy lên tới trình độ cao nhất. Âm một tiếng, một đạo cực mạnh uy áp, bao phủ cả ngọn núi cốc, Huyền Tử Long sắc mặt tàn bạo, nhìn như lại là liền trực tiếp sẽ đối trước Diệp Thần ra tay. Huyền Huyết Tâm thấy vậy, mắt đẹp trầm xuống, đang muốn ngăn ở Diệp Thần trước người, nhưng vào lúc này,
Một đạo ông lão thanh âm nhưng là ở thung lũng phía trên vang lên nói, tốt lắm, không nên quấy rối. Cái này ông già thanh âm rất bằng loáng, không có bất kỳ chỗ đặc biệt, giống như tầm thường ông lão nói nhỏ vậy. Có thể, quỷ dị chính là, mọi người đang nghe được thanh âm này ngay tức thì, đều là không tự chủ được cảm thấy một loại không thể không vâng lời cảm giác. Mà huyền tử long uy áp cũng là ngay tức thì tiêu trừ vô hình. Huyền tử long khẽ cau mày, trong mắt mặc dù hiện lên lau một cái khó chịu vẻ, nhưng, cuối cùng không dám vi phạm lời của lão giả này tiếng nói, chậm rãi thu tay về. Đám người ngẩng đầu, hướng bầu trời nhìn, chỉ gặp, một tên tóc bạc mặt hồng hào, vóc người cao gầy ông già, từ trên trời hạ xuống, ở sau lưng hắn còn theo trước một tên ông già lông mày trắng, chính là Huyền Lôi. Lấy Huyền Lôi thực lực, đều đang chỉ có thể đi theo người này sau lưng. Cái này ông già rơi vào trong cốc, nhàn nhạt mở miệng nói, lão phu, chính là Thánh Thiên Phủ phủ chủ, Huyền Túc Minh, đem là các vị chủ trì cái này yêu thiên đại điển. Đám người nghe vậy đều là tinh thần chấn động. Trong mắt hiện lên vô cùng thần sắc mong đợi. Chỉ cần có thể từ nơi này cử hành yêu thiên đại điển chiến trường thượng cổ bên trong sống sót, liền có thể lấy được chỗ tốt cực lớn à. Huyền Túc Minh cổ tay lộn một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn một đoạn xương thú. Cái này xương thú bên trên tựa hồ khắc ấn trước loại nào đó phù văn, hắn trong miệng nói lẩm bẩm, xương thú trên ánh sáng khỏi bệnh phát sáng lên, đột nhiên tới giữa, một loại cực kỳ mãnh liệt không gian ba động, bao phủ toàn bộ thung lũng. Một khắc sau, một tòa bao phủ quần sơn đại trận, bỗng nhiên nổi lên, mà đám người chỗ, chính là đại trận này trung tâm. Huyền Túc Minh hít sâu một hơi, cho dù lấy hắn thực lực, tựa hồ cũng cảm nhận được liền một phần cố hết sức. Hắn trong mắt ngưng trọng hướng trong tay xương thú một chút, xương thú kia bỗng nhiên bay lên, cùng vậy đại trận tương hợp, một đạo cửa không gian ngay tức thì ở trước mặt mọi người mở ra. Huyền Túc Minh nạt nhỏ, hiện tại, tiến vào trong môn, cái này cửa không gian, khá là không yên, các ngươi sau khi tiến vào, sẽ bị truyền tống đến chiến trường bên trong địa phương khác nhau. Chiến trường cởi mở thời gian không xác thực định, có thể ở bên trong đợi bao lâu, mỗi một giới yêu thiên đại điển cũng không giống nhau. Đến chiến trường sắp đóng lúc đó, lão phu sẽ thông báo cho các ngươi. Đám người nghe vậy đều là thần sắc động một cái, một đạo thân ảnh dẫn đầu hướng vậy cửa không gian bay đi, đám người nhìn chăm chăm vừa thấy, bất ngờ chính là Huyền Cửu Cực. Huyền Cửu Cực trong mắt hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ, cùng Diệp Thần đánh một trận làm kỳ đạo tim đều có vết rách, lần này hắn tham gia yêu thiên đại điển, trừ tìm cơ duyên ra, quan trọng hơn chính là chui luyện đạo tâm, đền bù đạo trong lòng sơ hở. Cho nên, hắn không chút do dự tiến vào cửa không gian bên trong, vì chính là lại nữa lui bước, sợ hãi. Mà Huyền Cửu Cực cái này động một cái, tại chỗ một đám yêu nghiệt cũng là rối rít hướng vậy cửa không gian đi, ai cũng không muốn để cho người khác chiếm tiên cơ. Huyền Tử Long hướng về phía Diệp Thần lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn nói, thằng nhóc, coi là ngươi vận khí tốt, bất quá, ở nơi này chiến trường thượng cổ bên trong, ngươi có thể sẽ không lại có số phân tốt như vậy liền à. Ha ha, ta khuyên ngươi tốt nhất tìm một chỗ động tránh xong, nếu để cho bổn công tử thấy ngươi, bổn công tử bảo đảm, ngươi biết là ngươi đã nói trả giá thật lớn. Nói xong, Huyền Tử Long cũng là thân hình chớp mắt, tiến vào cửa không gian bên trong. Rất nhanh, trong sân cũng chỉ còn lại có Diệp Thần còn không có tiến vào trong đó. Huyền Huyết Tâm mắt đẹp bên trong, mơ hồ hiện lên vẻ lo âu nói, Diệp Thần, cẩn thận một chút. Mặc dù ta hy vọng ngươi có thể tìm về băng băng di cốt, nhưng, hết thảy đều phải dẹp an toàn thứ nhất. Diệp Thần gật đầu một cái, mỉm cười nói, ta biết. Dứt lời, cũng là thân hình trước mắt, ngay tức thì biến mất ở cửa không gian sau đó, vậy tựa hồ đi thông vô tận bóng tối lối đi bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, xuất hiện trước mắt hắn, là một nơi hoang vu, tĩnh mịch, bất luận bầu trời cùng mặt đất. Đều đắm chìm ở hôi bại bên trong thế giới. Trừ cái này ra, chính là giữa trời đất tràn đầy vô cùng đậm đà sát khí. Nơi này chính là vậy chiến trường thượng cổ. Diệp Thần cổ tay lộn một cái, lấy ra Huyền Huyết Tâm giao cho hắn phần kia bản đồ, thân hình động một cái, ở trên vùng đất chạy vội, xác nhận chung quanh hoàn cảnh, rất nhanh, Diệp Thần chính là dừng bước, trong mắt hiện lên lau một cái vẻ rung động. Chỉ gặp, xuất hiện trước mặt hắn liền một cái vô cùng là to lớn hài cốt. Cái này hài cốt chỉ có đầu lâu bộ phận, nhưng, liền cái này một cái đầu cốt liền để cho người ngửa mặt trông lên à. Có thể tưởng tượng, hắn khi còn sống kết quả là kinh khủng bực nào cự thú.
Thông thường mà nói, cái loại này xương thú vậy gọi là chí bảo, nhưng, Diệp Thần nhưng là không có đem cái này xương thú thu xong dự định, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này xương thú bên trong năng lượng đã hoàn toàn tan hết, mặc dù, xương cốt bản thân vậy nhất định có giá trị, nhưng, Diệp Thần nhưng coi thường. Cái này cái đầu lâu ở nơi này phiến chiến trường thượng cổ bên trong, cũng coi là một mảnh đất tiêu, thông qua đầu này cốt, Diệp Thần cũng coi là biết rõ chỗ ở mình vị trí. Hôm nay, hắn ở chiến trường thượng cổ góc Đông Nam, một nơi bị Thánh Thiên Yêu tộc gọi là thú vật lĩnh địa phương. Diệp Thần khẽ cau mày, nơi này cách Huyền Băng Băng chết chỗ khá là xa xôi. Xem ra, hắn vận khí không tính là quá tốt. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình động một cái liền hướng một cái hướng khác đi nhanh đi, cái này chiến trường thượng cổ chẳng biết lúc nào liền sẽ đóng cửa, hắn phải bắt chặt mỗi một phân thời gian. Lần này tiến vào chiến trường bên trong, hắn không chỉ có muốn tìm hồi Huyền Băng Băng di cốt, đồng thời, còn muốn thu thập được đủ để cho vậy cái hỗn độn trứng thú ấp trứng yêu máu. Ngay tại Diệp Thần rời đi sau đó không lâu, vậy cái đầu to cốt bên trong, đột nhiên lật dâng lên một hồi hắc khí, một đạo cả người bao phủ ở hắc khí bên trong, vô cùng lạnh người bóng người bỗng nhiên hiện lên, hắc khí bên trong có hai đạo bạch quang bắn ra, nhìn qua giống như là một đôi mắt. Vậy hai đạo bạch quang, quét về Diệp Thần rời đi phương hướng, một khắc sau, bóng đen này động một cái, lại là theo đuôi Diệp Thần đi, hắn bóng người tựa như thật như ảo, không ngừng tại không gian bên trong chớp động, giống như thuấn gì vậy, vô cùng nhanh chóng. Hồi bại mặt đất bên trên, một đạo thân ảnh đang nhanh chóng chạy, nhìn kỹ lại, là một tên thần sắc lãnh đạm nam tử, chính là Diệp Thần. Hắn một bên đi tới trước, một bên ánh mắt chớp động, quan sát bốn phía, chỉ cảm thấy được nơi này sát khí bộc phát nồng đậm. Diệp Thần lẩm bẩm nói, xem ra, đã tiến vào chủ chiến khu vực. Trên thực tế, cái này chiến trường thượng cổ, phân là bất đồng khu vực, mỗi cái khu vực trình độ nguy hiểm vậy không giống nhau. Ban đầu, Diệp Thần chỗ ở thú vật lĩnh, thuộc về chiến trường thượng cổ bên bờ 3 triệu bên trong phạm vi, được gọi là vòng ngoài khu vực. Vòng ngoài khu vực, danh như ý nghĩa, chính là chiến trường thượng cổ vòng ngoài, đã từng chết tại vòng ngoài khu vực yêu thú cùng nhân tộc tối thiểu. Cho nên, vòng ngoài khu vực vậy là cả chiến trường thượng cổ bên trong nơi an toàn nhất, vậy thực lực ở nửa bước còn chân cảnh trở lên tồn tại liền nhưng ở ngoài vây khu vực có sức tự vệ. 3 triệu dặm đến 5 triệu dặm phạm vi, được gọi làm chủ chiến khu vực, nơi này, liền coi như khu vực nguy hiểm, còn chân cảnh sơ kỳ tồn tại, thậm chí đều có thể gặp phải nguy hiểm. 5 triệu bên trong đến 7 triệu dặm phạm vi, được gọi là tử chiến khu vực. Nơi đó từng là thượng cổ lúc đó. Hai tộc tử chiến chỗ, sát khí đậm đà đến cho dù còn chân cảnh trung kỳ tồn tại, cũng có thể không chịu nổi bước, hơn nữa, nguy hiểm trong đó, lại là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là xem Diệp Thần cái loại này vượt cấp thiên tài tồn tại, nếu như tiến vào tử chiến khu vực, muốn phải sống sót, đều không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Mà 7 triệu dặm sau đó, chính là không biết khu vực, cho tới bây giờ không có ai giao thiệp với qua chỗ. Dĩ nhiên, càng nguy hiểm khu vực, vậy thì đồng nghĩa với lớn hơn cơ duyên, có thể tham gia yêu thiên đại điển thiên tài, chí ít cũng sẽ tiến vào chủ chiến khu vực đến gần vòng ngoài địa phương. Nếu như liền chút dũng khí này cũng không có, như vậy cũng không cần tới tham gia cái gì yêu thiên đại điển. Mà Diệp Thần, hiện tại cũng đã tiến vào chủ chiến khu vực. Giờ phút này, chạy bên trong Diệp Thần, thần sắc động một cái, bỗng nhiên dừng lại nhịp bước, ánh mắt hơi chớp nhìn trước mặt mặt đất, đột nhiên tới giữa. Sâu trong lòng đất, một hồi vô cùng là âm lạnh, sát khí nồng nặc cuồng trào ra, chỉ gặp, một cái trắng bệch hài cốt, chậm rãi từ lòng đất dưới, toát ra bề mặt trái đất. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, những thứ này hài cốt nhìn qua giống như từng cái cự thú, kỳ cốt cách bên trên treo đen nhánh hủ bại lẻ tẻ máu thịt, cặp mắt chỗ lóe lên thương lam ánh sáng, cả người dâng trào khó có thể tưởng tượng cuồng bạo sát khí, vô cùng là sợ hãi. Cốt thú Diệp Thần mặt mũi trầm xuống, cái này cốt thú chính là chiến trường thượng cổ nguy hiểm một trong. Đồng thời, cũng là máu yêu thú tươi một cái nguồn trọng yếu. Vì sao làm xương thú? Cốt thú, chính là vậy thượng cổ yêu thú, sau khi chết bị sát khí xâm nhiễm biến thành, không lý trí chút nào, chỉ biết giết hại quái vật. Cũng không phải là tất cả yêu thú thi thể, cũng có thể hóa làm xương thú, trở thành cốt thú chủ yếu điều kiện. Chính là trong cơ thể còn sót lại ẩn chứa đậm đà yêu lực máu tươi. Vì vậy, ở đánh chết cốt thú sau đó,
có thể từ trong cơ thể luyện hóa ra số lượng nhất định máu yêu thú tươi. Nhưng, cái này cốt thú giống vậy vô cùng nguy hiểm. Võ giả muốn đoạt được cốt thú trong cơ thể thú huyết, mà cốt thú giống vậy vậy khát vọng chiếm đoạt vật còn sống máu thịt. Một ít cốt thú, hàng năm chiếm đoạt sát khí, thực lực thậm chí có thể khôi phục đến lúc còn sống trạng thái tột cùng. Hơn nữa, ở Diệp Thần xuất hiện trước mặt cốt thú, bất ngờ là khổ sở nhất dây dưa bầy thú. Một ít cốt thú khi còn sống có đoàn thể hành động thói quen, sau khi chết, cũng có thể tạo thành bầy thú. Mấy chục đầu cao lớn cốt thú, ngay tức thì đem Diệp Thần vây ở trung tâm, những thứ này cốt thú nhìn qua, là từng cái cự lang thi hài. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, nhìn về phía bầy sói vòng ngoài chỗ. Nơi đó, là tất cả sinh một sừng, xương cốt bên trên hiện lên kim quang nhàn nhạt hình chó sói cốt thú. Bầy thú đều có thủ lãnh, vậy hình chó sói cốt thú cần phải chính là cái này bầy thú lãnh tụ. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình động một cái, thì phải hướng đầu lĩnh kia chó sói phóng tới, nhưng, trước mắt rất nhiều cốt thú, rối rít phát ra một tiếng sói chu, điên cuồng chắn thủ lãnh trước, hướng Diệp Thần nhào tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cổ tay lộn, nắm một chuôi đen nhánh trường kiếm, hắn ngưng mắt nhìn đám này cốt thú, trong lòng hơi cảm thấy ngưng trọng, đám này cốt thú thực lực khá là mạnh mẽ. Hơn nữa, mặc dù bọn họ đã mất đi thần trí, nhưng, hắn khi còn sống hiển nhiên liền vô cùng là sở trường vây công, đã hình thành bản năng, mấy chục đầu lâu thú liên hiệp, đối với mình chỉ sợ cũng sẽ tạo thành một chút uy hiếp. Từng cơn vang lớn phát ra. Mấy chục đầu lâu thú rối rít ra tay, móng vuốt sói huy động, trong hư không, hiện lên đạo đạo sắc bén chảo mang, lôi cuốn vô biên sát khí tới, những thứ này chảo mang rõ ràng đến từ bất đồng cốt thú, nhưng là đang bắt ra sau đó, hợp làm một thể, hình thành một đạo cơ hồ phải đem bầu trời cũng hoàn toàn che đậy móng lưới, hướng Diệp Thần trấn áp xuống. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hồn thể đổi thành, thiên yêu thân thể vân. Vân thần thông, tiếp liền thi triển, tinh hồn trảm kích động ra. Lạnh thấu xương kiếm quang, ngay tức thì đem vậy móng lưới chém bể, bước chân động một cái, sáu diệt chân quyết phát động đạp phá hư không, lóe lên một đám cốt thú, liền muốn hướng về phía vậy một sừng lang vương ra tay. Có thể, làm hắn bất ngờ phải, cái này một sừng lang vương lại là quanh thân kim quang lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau, cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách. Diệp Thần khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, thông thường mà nói. Cốt thú không chỉ không có linh trí, hơn nữa bị sát khí bị nhiễm, so vậy yêu thú hơn nữa là máu, có thể, cái này cốt thú làm sao tựa như có ý thức vậy hiểu được lui về phía sau. Đây là, vậy một đám cốt chó sói lần nữa hướng Diệp Thần nhào tới, đồng thời, xa xa một sừng lang vương phát ra một tiếng gầm thét, một sừng bên trên kim quang lớn thả, hướng Diệp Thần đánh ra một đạo kim sắc tia chớp. Cái này một sừng lang vương bản thân có thể so với còn chân cảnh ba tầng thiên tồn tại thực lực. Lại phối hợp trên bầy sói, cho dù là Diệp Thần cũng là cảm thấy không nhỏ áp lực. Hắn ánh mắt hơi chớp, dưới mắt xem ra chỉ có thể trước đem cái này bầy sói giải quyết, lại toàn lực đối phó vậy một sừng lang vương. Nếu không, lấy vậy lang vương tốc độ, hơn nữa bầy sói kềm chế, cho dù Diệp Thần có thể đạp diệt hư không vậy rất khó đuổi kịp lang vương. Một khắc sau, Diệp Thần hít sâu một hơi, hồn thể đổi thành, hồng mông cổ pháp vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, đồng thời. Toàn bức tâm thần tập trung ở đối với thân thể khống chế bên trên, đem trong cơ thể lực lượng trình độ lớn nhất phát huy được. Một đạo cực kỳ lạnh thấu xương ngân hà, bỗng nhiên hiện lên ở giữa thiên địa, hướng vậy sấm sét màu vàng chém tới, ầm một tiếng vang thật lớn, sấm sét màu vàng ngay tức thì mất đi, ngân hà mặc dù ảm đạm một phần, nhưng, như cũ hướng lang vương chém điên cuồng đi. Nhưng, đi qua sấm sét màu vàng ngăn cản, kiếm tốc độ của ánh sáng chậm một phần. Vậy lang vương thân hình chớp mắt liền tránh thoát một kích này. Mà cùng lúc đó, vậy mấy chục đầu lâu chó sói đánh ra chảo mang đã ngay tức thì đem Diệp Thần chìm ngập. Ầm một tiếng vang thật lớn, máu tươi văng tung tóe ra, một đám cốt chó sói theo bản năng phát ra một tiếng vui sướng trường hào, điên cuồng tranh đoạt xông ra máu tươi. Những thứ này máu tươi đối với cốt thú khôi phục thực lực, thậm chí vượt qua bản thể đều có tác dụng vô cùng trọng yếu. Nhưng ngay vào lúc này, một đầu đang hấp thu huyết dịch cốt chó sói, nhưng là bỗng nhiên ầm một tiếng nổ vì nghiền. Cái này trên bình nguyên ngay tức thì yên tĩnh lại, nguyên bản đang hấp thu huyết dịch một đám cốt chó sói, trong mắt ngọn lửa lóe lên một tí, rối rít ngưng động tác. Chỉ gặp, ở đó nghiền cốt chó sói nguyên bản chỗ ở vị trí,
một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên cầm kiếm đứng. Hắn quanh thân trên dưới trải rộng vô số vết thương, nhưng, những vết thương này cũng đang nhanh chóng khôi phục. Diệp Thần khóe miệng hiện lên lau một cái tà tính nụ cười, trong mắt ý định giết người một thịnh, một khắc sau liền nhào vào bầy sói bên trong điên cuồng chém giết. Cái này một đám cốt chó sói cũng là hoàn toàn không biết chết vì vật gì cùng Diệp Thần chiến ở một nơi. Xa xa một sừng lang vương thỉnh thoảng phát ra một đạo kim sắc tia chớp, tăng thêm Diệp Thần thương thế. Ngắn ngủi ba nén nhang công phu, Diệp Thần trên mình thì đã là nám đen một phiến, cả người máu tươi đầm đìa, nhìn như khá là thê thảm. Nhưng, giờ phút này, vậy mấy chục đầu lâu chó sói cũng là ở Diệp Thần dưới trường kiếm bị đánh bể một nửa. Diệp Thần hơi thở hào hển, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn thái thượng thiên ma thể và luyện thể một đạo đã lâm vào cổ trai, mà đây loại chém giết sinh tử là đột phá bình cảnh biện pháp tốt nhất. Trên thực tế, nếu như Diệp Thần lá bài tẩy dốc hết mà nói, có thể tùy tiện càn quét cái này một đám cốt thú, nhưng, cứ như vậy liền không cách nào thông qua lịch luyện trợ giúp mình đột phá cổ trai. Thứ hai, ở nơi này chiến trường thượng cổ bên trong, nguy hiểm trùng trùng, sớm như vậy đem lá bài tẩy đánh ra cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định. Sắc bén kia móng vuốt sói không ngừng xé rách Diệp Thần thân thể, sợ hãi lôi quang, lần lượt nổ nát vụn Diệp Thần máu thịt, nhưng, dựa vào nghịch thiên kia sinh mệnh lực, thời khắc này Diệp Thần tựa như một cái không chết chiến thắng vậy, điên cuồng chém giết. Rất nhanh, vậy mấy chục đầu lâu chó sói liền bị Diệp Thần quét sạch không còn một mống. Hắn nặng nề phun ra một ngụm chọc khí, vừa quay đầu nhìn về phía phương xa màu vàng kia lang vương, thời khắc này hắn cả người vết thương chồng chất, chảy ra máu tươi đem dưới chân chu vi trăm mét cũng nhuộm thành liền màu đỏ như máu, giống như biển máu bên trong đi ra tu la vậy, vô cùng khủng bố. Diệp Thần trong mắt hàn mang bạo tránh, thân hình tiếp liền chớp động, hướng vậy lang vương cuồng xông lên đi, vậy lang vương thấy vậy tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng, ít đi bầy sói kềm chế. Hắn tốc độ không đủ để từ Diệp Thần trong tay chạy khỏi. Thoáng qua tới giữa, Diệp Thần liền xuất hiện ở lang vương trước người, trường kiếm trong tay điệu múa, vô tận ngân hà phun trào, hướng lang vương cuộn sạch đi. Vậy lang vương gầm thét một tiếng cả người màu vàng điện mang, bộc phát ra, khoảng cách gần như vậy dưới, hắn đã không có né tránh tinh hồn chảm có thể, chỉ có thể chống cự. Ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, không gian bên trong mơ hồ có vết rách hiện lên. Không thể không nói, cái này chiến trường thượng cổ không gian cường độ so với Thánh Thiên Thành còn muốn cao hơn không thiếu, Diệp Thần cùng lang vương giao thủ nhất kích, cũng chưa có hoàn toàn bể tan tành hư không. Vậy lang vương phát ra một tiếng kêu rên, toàn bộ thân thể ngay tức thì đổ bay ra, màu vàng xương cốt bên trên hiện lên đạo đạo liệt ngân. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, lần nữa khua kiếm lên, không cho vậy lang vương bất kỳ thở dốc cơ hội. Không tới một nén nhang thời gian. Cái này lang vương liền ở Diệp Thần công kích dưới, cả người xương cốt, xu hướng tại bể tan tành. Lại là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, vậy lang vương bị Diệp Thần một kiếm hung hăng áp chế trên đất, thoi thóp, xương đùi vết nứt, tựa hồ đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ cần một kích tối hậu, liền có thể hoàn toàn đem tiêu diệt. Diệp Thần trong mắt hàn mang tiệm thịnh, khóe miệng cũng là hiện lên nụ cười chiến thắng, trong cơ thể linh lực cùng dược lực vận chuyển hết tốc lực. Sát kiếm bên trên ngay tức thì bạo phát ra vô cùng là lạnh thấu xương kiếm quang. Có thể ngay tại giây phút này, dị biến phát sinh, một cái bóng đen ngay tức thì từ lang vương xương cốt bên trên chui ra, phát ra một tiếng vô cùng là thê lương quỷ khóc, liền hướng Diệp Thần mãnh phát tới. Thời khắc này Diệp Thần tựa hồ đã đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở sát kiếm bên trên, căn bản không cách nào làm ra phản ứng. Mắt thấy, bóng đen này thì phải nhào tới Diệp Thần trên thân hình. Nhưng, bỗng nhiên, Diệp Thần khóe miệng nhưng là hiện lên một nụ cười, nhàn nhạt nói, đợi lâu như vậy, rốt cuộc hiện thân. Bóng đen kia tựa như nghe hiểu Diệp Thần lời nói, trong mắt ánh sáng trắng rung rung một tí, tựa hồ muốn ngừng thân hình, có thể đã quá muộn. Sát kiếm trên kiếm quang ngay tức thì tiêu tán, một kiếm này lại chỉ là hư hoảng một chiêu, trên thực tế, Diệp Thần căn bản không có đem một kiếm này chém ra dự định. Hắn tựa hồ đã sớm liệu được bóng đen này xuất hiện. Chiến trường thượng cổ bên trong, trừ cốt thú ra, khác một loại ở sát khí bên trong thai xanh tà dị sinh linh, tên là Minh Yêu. Cốt thú, là yêu thú thi hài biến thành, mà Minh Yêu, chính là nhân tộc cường giả sau khi chết, oán niệm cùng máu tươi tương hợp mà thành. So sánh với hoàn toàn dựa vào giết hại dục vọng hành động cốt thú, Minh Yêu càng nguy hiểm,
Cốt thú thích giết chóc, khát vọng máu thịt, nhưng, phần lớn dựa vào bản năng chính diện giao chiến, có thể mình yêu nhưng cùng cốt thú không cùng, có nhất định linh trí. Hơn nữa, mình yêu để mắt tới ngươi sau đó, không sẽ lập tức ra tay, mà là một mực mai phục ở ngươi chung quanh, chờ cơ hội mà động. Trừ cái này ra, mình yêu sở trường che giấu, cho dù lấy Diệp Thần thần niệm mạnh mẽ, ban đầu cũng không có phát hiện mình bị cái này mình yêu theo dõi. Ngoài ra, chúng còn có một cái năng lực chính là nhập vào người tại cốt thú trong cơ thể, cũng ở trình độ nhất định thao túng cốt thú. Đồng thời, một khi bị cái này mình yêu chui vào thân thể bên trong, chúng liền sẽ điên cuồng cướp đoạt ngươi tinh huyết trong cơ thể, bất luận là cường đại dường nào võ giả hoặc là yêu tộc, chỉ cần bị kỳ thành công xâm nhập vào bên trong cơ thể, đều cơ hồ khó thoát khỏi cái chết. So sánh với cốt thú, cái này vô cùng quỷ dị mình yêu mới là cái này chiến trường thượng cổ bên trong, thánh thiên yêu tộc những thiên tài chân chính ác mộng. Cái này mình yêu sớm ở thú vật lĩnh cũng đã theo dõi Diệp Thần, đối hắn cả người rồi rào máu thịt thèm nhỏ dãi, có thể, hắn lại không có tùy tiện ra tay, mà là chờ đợi thời cơ thích hợp. Thẳng đến tiến vào chủ chiến khu vực mới thao túng vậy Lang Vương, đối với Diệp Thần phát động tập kích. Hơn nữa, bầy sói cùng Diệp Thần chiến đấu cũng chỉ là vì hắn ở Diệp Thần nhất khinh thường thời khắc tiến hành đánh lén làm ra làm nền thôi. Có thể, hắn không có nghĩ tới phải, hắn lấy vì mình ở tính toán Diệp Thần, trên thực tế nhưng là đã rơi vào Diệp Thần tính toán bên trong. Diệp Thần mặc dù ban đầu, không có phát hiện Minh Yêu tung tích, nhưng, trong phảng phất, vẫn là cảm nhận được liền một chút khác thường, mà làm hắn ở chủ chiến khu vực gặp phải bầy thú tập kích lúc đó, liền sinh ra cảnh giác. Tại sao? Bởi vì, nơi này bất quá là chủ chiến khu vực bên bờ vùng, ở chỗ này gặp còn chân cảnh ba tầng Thiên Lang Vương, mặc dù không phải là không thể nào, nhưng, xác suất chừng mực. Hơn nữa trước cảm giác khác thường, Diệp Thần liền nghĩ tới, cái này bầy sói có thể là Minh Yêu mang tới. Minh Yêu chui tốc cực nhanh, vừa có thể điều khiển cốt thú, hoàn toàn có thể đem mấy trăm ngàn dặm, thậm chí còn trăm ngoài vạn dặm bầy thú, trước thời hạn đưa tới nơi này mai phục. Bất quá, khi đó Diệp Thần còn không dám xác định. Sở dĩ hoàn toàn phát hiện cái này Minh Yêu tồn tại, là bởi vì là vậy Lang Vương né tránh mình công kích. Minh Yêu là một loại vô cùng đặc biệt tồn tại, cảm giác lực vô cùng mạnh mẽ, hắn cảm nhận được liền Diệp Thần đối với mình uy hiếp sau đó, liền rất rõ ràng, muốn chiến thắng Diệp Thần, phải trình độ lớn nhất đối hắn tiến hành suy yếu, hơn nữa, ở hắn nhất hơi lớn ý lúc ra tay. Nếu như trực tiếp để cho Lang Vương cùng Diệp Thần phát sinh chiến đấu, hiển nhiên, không thể đạt tới cái kết quả này. Cho nên, dưới sự bất đắc dĩ, hắn điều khiển Lang Vương lui về sau. Có thể, hắn nhưng không nghĩ tới Diệp Thần đã sớm nổi lên ngờ vực. Giữa lúc hắn từng bước một bố trí, từ lấy làm tướng Diệp Thần dẫn nhập vòng bộ lúc đó, trên thực tế nhưng là rơi vào Diệp Thần nắm trong tay. Minh Yêu chờ đợi Diệp Thần khinh thường. Diệp Thần hồi nào không phải đang đợi Minh Yêu khinh thường. Minh Yêu mặc dù quỷ dị, lại có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là hồn lực khả năng công kích đối hắn tạo thành tổn thương to lớn. Nhưng làm hắn mai phục ở Lang Vương trong cơ thể lúc đó, Diệp Thần nhưng không có nắm chắc thi triển hồn kỹ đem giết chết, mà lấy Minh Yêu chui tốc, một khi bị trốn thoát, liền sẽ trở thành một cái rất khó xử lý phiền toái. Cho nên, hắn phối hợp Minh Yêu diễn xuất, mục đích chính là dụ rắn ra khỏi hang, tốt một lần hành động giết liền. Mà giờ khắc này, Diệp Thần kế hoạch thành công. Đột nhiên, hồn thể đổi thành phát động, Diệp Thần vậy cả người sợ hãi vô cùng thân xác lực lượng, ngay tức thì biến thành dâng trào hồn lực, cặp mắt ngưng mắt nhìn trước mặt bóng đen, khẽ quát một tiếng nói, phệ hồn thông thiên. Tuyệt mệnh hồn lực, gào thét ra, hóa thành ngút trời thần nhân, tay cầm cổ kiếm, đem một phương thiên địa phong tỏa, hướng về phía nhào tới bóng đen. Chém xuống một kiếm. Minh Yêu tựa hồ đối với đột nhiên này xuất hiện cự nhân vô cùng là sợ hãi, phát ra một tiếng thê thảm thét chói tai, muốn chạy trốn, nhưng, ở Diệp Thần sớm có chuẩn bị dưới tình huống, hắn lại như thế nào có thể tránh được cái này hồn kỹ nhất kích. Một khắc sau, bóng đen kia liền bị cổ kiếm chém trúng, tiếng kêu thảm thiết biến thành đạo đạo hắc khí tiêu tán. Mà ở hắc khí bên trong rơi xuống một viên màu đen tinh thạch nơi trung tâm gìn giữ có một giọt máu. Diệp Thần vung tay lên, liền đem vậy tinh thạch thu vào trong lòng bàn tay, đồng thời chém xuống một kiếm, đem vậy Lang Vương hoàn toàn kết. Diệp Thần khóe miệng dương lên một tia cười lạnh nói, đấu trí với ta. Ngươi, không được. Minh Yêu tuy nhất định có linh trí, nhưng,
cùng người sống vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Mà Diệp Thần đã sớm trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, muốn ở nơi này loại tâm lý đánh cờ trên chiến thắng hắn. Ha ha, kém được quá xa. Diệp Thần nhìn một cái đầy đất xương bể và trong tay tinh thạch, trong mắt hiện lên lau một cái vẻ hài lòng. Đầu này Minh Yêu thực lực không kém, thượng cổ nhân tộc cùng hôm nay nhân tộc không cùng, cho dù là vậy võ giả thể chất cũng là vô cùng cường đại, tinh thạch này bên trong máu tươi đối với vậy hỗn độn chứng thú giống vậy hữu dụng. Một khắc sau, hắn vung tay lên đem vậy đầy đất xương thú tụ ở một nơi, đồng thời cong ngón tay bắn ra, một đóa ngọn lửa bạc rơi vào xương thú bên trên, hừng hực bốc cháy, đem xương thú kia toàn bộ luyện hóa. Rất nhanh, liền đem xương thú bên trong máu tươi hoàn toàn tinh luyện ra. Nhìn cỡ quả đấm một đoàn máu, Diệp Thần khóe miệng nụ cười bộc phát đậm đà. Đừng xem nhẹ cái này cỡ quả đấm máu tươi, trên thực tế, cộng thêm trong tay hắn vậy cái tinh thạch, đủ để tạo chỉ một cái yêu ao, hơn nữa, so huyền huyết tâm yêu ao cao hơn cùng một ít. Bất quá rất nhanh Diệp Thần chính là ánh mắt hơi chớp, lẩm bẩm nói, xem ra, tìm về di cốt sau đó, vẫn là phải tiến vào tử chiến khu vực mới được. Mặc dù, trận chiến này thu hoạch không nhỏ, nhưng, nếu là muốn ấp trứng hỗn độn chứng thú, còn rất kém xa. Muốn ở nơi này chiến trường thượng cổ mở cửa thời gian, thu thập được thật nhiều máu yêu thú tươi, chỉ có tiến vào tử chiến khu vực. Cốt thú huyết mạch càng cường đại, máu tươi độ dày liền sẽ càng cao, mà chết chiến khu vực cốt thú, phần lớn đều là huyết mạch cao đẳng tồn tại. Thông thường mà nói, cho dù đồng dạng là còn chân cảnh, tử chiến khu vực cốt thú tinh huyết trong cơ thể hàm lượng, vậy sẽ vượt xa chủ chiến khu vực cốt thú. Dĩ nhiên, tiến vào tử chiến khu vực, nguy hiểm cũng là cực lớn, bởi vì, tử chiến khu vực tồn tại nguy hiểm hơn còn chân cảnh cốt thú. Cho dù lấy Diệp Thần thực lực, gặp cái này đẳng cấp cốt thú, vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thu thập hoàn máu tươi sau đó, Diệp Thần tiếp tục lên đường, hướng năm đó huyền băng băng chết chỗ tiến về trước. Dọc theo đường đi, Diệp Thần cũng là gặp mấy lần cốt thú tập kích, trong đó, không thiếu một ít thực lực và hắn không phân cao thấp mạnh mẽ cốt thú. Ở không mượn sóc lão cùng huyền hàn ngọc lực lượng dưới tình huống, cho dù lấy Diệp Thần thực lực cũng gặp phải mấy lần nguy hiểm, nhưng mấy lần huyết chiến sau này, cuối cùng, sống sót vẫn là Diệp Thần. Một ngày sau, Diệp Thần rốt cuộc đã tới khoảng cách chiến trường thượng cổ bên bờ 5 triệu bên trong vị trí, cũng là chủ chiến khu vực cùng tử chiến khu vực chỗ giáp giới. Giờ phút này, hắn đang đứng ở một cái to lớn trong cái hố sâu trước, cái này trong cái hố sâu phía dưới phảng phất là một cái thế giới khác vậy, vô cùng đậm đà sát khí tràn ngập trong đó, biến thành cuồn cuộn sương mù bên trong, mơ hồ có thể thấy được tầng trên vách động sinh trưởng rất nhiều quái dị thực vật, những thực vật này cũng tản mát ra một loại nhàn nhạt thanh quang, đem trong động sương mù dính vào một tầng thanh quang, toàn bộ trong cái hố sâu nhìn như vô cùng quỷ dị. Cái này cái hố to tên là Thanh Vụ Động, chính là huyền băng băng năm đó rơi xuống vị trí. Diệp Thần mắt nhìn xuống dưới chân xanh sương mù, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, huyền băng băng di hài liền ở nơi này Thanh Vụ Động đáy động. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình động một cái, liền tung người nhảy vào liền Thanh Vụ Động bên trong. Hắn bóng người rất nhanh liền bị vậy xanh sương mù hoàn toàn chìm ngập. Không biết qua bao lâu, ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần rốt cuộc rơi vào đáy động. Hắn vòng nhìn chung quanh, xuất hiện ở màu xanh ánh sáng bên trong lại là một người vô cùng là rộng lớn thế giới dưới đất. Diệp Thần lấy ra bản đồ, dựa theo huyền huyết tâm ký hiệu hướng huyền băng băng chết chỗ đi tới, bất quá, đây chỉ là một đại khái vị trí. Trên thực tế, huyền huyết tâm cũng không có chính mắt nhìn thấy huyền băng băng chết đi. Năm đó, huyền huyết tâm cùng huyền băng băng cùng tham gia yêu thiên đại điển, cũng may mắn ở chiến trường thượng cổ bên trong gặp nhau, hai người một đường đi sâu vào chủ chiến khu vực, cuối cùng đi tới Thanh Vụ Động trước. Căn cứ người xưa lưu lại tình báo, Thanh Vụ Động bên trong không thiếu huyết mạch cao đẳng cốt thú. Mặc dù biết trong động có thể tồn tại nguy hiểm không biết, nhưng, hai người vẫn là quyết định mạo hiểm tìm tòi. Tiến vào Thanh Vụ Động sau đó, ban đầu, hai người vậy coi là có chút thu hoạch, Thanh Vụ Động bên trong không chỉ có cốt thú huyết mạch ở chủ chiến trong khu vực coi như khá là cao cấp, đồng thời, còn sinh trưởng một ít hiếm thấy linh thảo bảo dược, huyền huyết tâm hai người nếm được ngon ngọt sau đó, tự nhiên không muốn dễ dàng rời đi, không ngừng hướng bên trong động đi sâu vào, có thể, phát sinh ngoài ý muốn. Ở hai người thu thập một bụi vạn năm linh thảo lúc đó, một đầu minh yêu đột nhiên hướng huyền huyết tâm nhào tới. Mắt thấy,
Huyền huyết tâm sẽ bị vẫy minh yêu xâm nhập vào bên trong cơ thể lúc đó, Huyền băng băng nhưng chắn Huyền băng băng trước người. Bị minh yêu vào cơ thể sau đó, Huyền băng băng được minh yêu điều khiển lại là cùng Huyền huyết tâm chiến ở một nơi, cái này thanh vụ động bên trong sát khí xa so chủ chiến bên trong khu vực những địa phương khác đậm đà, mà minh yêu ở loại hoàn cảnh này dưới cũng là thực lực bạo tăng, điều khiển Huyền băng băng thân thể, rất nhanh liền bị thương nặng Huyền huyết tâm. Dưới sự bất đắc dĩ, Huyền huyết tâm đành phải trốn ra thanh vụ động. Mà vậy minh yêu nhưng là không có truy kích, sau đó, Huyền huyết tâm vậy tiến vào qua thanh vụ động mấy lần, tìm Huyền băng băng tung tích, chí ít, phải tìm lại được hài cốt. Có thể, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Cho đến chiến trường đóng cửa ngày, Huyền huyết tâm đành phải rời đi, chuyện này cũng trở thành nàng vĩnh viễn tiếc nuối. Diệp thần ở đó đáy động thực vật tản ra thanh quang bên trong, cẩn thận đi về phía trước, bỗng nhiên, hắn thần sắc động một cái, trong tay sát kiếm nhất vũ chém về phía một nơi thạch bích, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy thạch bích ngay tức thì bể tan tành, nhưng, ở đó phía sau vách đá, lại là xuất hiện từng viên giống như hắc kim giống vậy mỏ sắt. Diệp thần thấy cái này mỏ sắt sau đó, trong mắt chính là hiện lên vẻ vui mừng. Thanh vụ động bên trong, trừ linh thảo ra còn có một loại đặc thù kim loại. Cái này kim loại tên là sát kim. Cái gì là sát kim? Sát khí đối với vậy võ giả, thậm chí là yêu tộc mà nói, cũng sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, nhưng là một loại cường đại khí sát phạt, mà sát kim chính là ở sát khí cực kỳ đậm đà chi địa sinh ra một loại thiên tài địa bảo. Sát kim bên trong hàm chứa vô cùng là ngắn gọn sát khí. Mà binh khí liền chủ sát phạt, hai người có thể nói hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Vì vậy, sát kim cũng là một loại tuyệt đẹp vật liệu luyện khí. Ví dụ như, Diệp thần sát kiếm chính là dùng sát kim luyện chế mà thành. Lần này tiến vào thanh vụ động, Diệp thần vậy dự định thu thập một ít cao cấp sát kim, nếu như đem dung nhập vào sát kiếm bên trong, có thể tăng lên sát kiếm uy lực. Lúc này, Diệp thần liền ra tay đem vậy sát kim đào xuống. Nhưng vào lúc này, không biết đúng hay không được Diệp thần mới vừa một kiếm kia kích thích. Lòng đất dưới bỗng nhiên vang lên một tiếng thú gào. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, hướng tiếng gào truyền tới phương hướng nhìn, xuất hiện trước mắt hắn là một đầu cốt thú, có thể cái này cốt thú hình dáng nhưng là làm Diệp thần trên mặt hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Cái này cốt thú, bất ngờ là hai chân đạp đất, liền liền xương cốt hình dáng cũng cùng nhân loại khá làm tướng tựa như, chỉ là, một đôi cốt cánh tay so với nhân tộc muốn dài trên rất nhiều. Đầu lâu bên trên sinh đối với răng nanh, đồng thời xương cốt so với nhân tộc vậy to hơn liền gấp mấy lần. Nhìn như, cùng khỉ gorilla hài cốt khá làm tướng tựa như. Đối mặt cái này hám viên, Diệp thần trên gương mặt hiện lên vô cùng vẻ ngưng trọng, trong lòng điềm báo sinh nhiều, cái này hám viên bất ngờ là một đầu vượt qua còn chân cảnh ba tầng thiên thực lực cốt thú. Diệp thần có thể khẳng định, cái này cốt thú thực lực, so với huyền cửu cực sợ rằng đều là chỉ mạnh không kém. Nếu không phải mượn sóc lão lực lượng, hắn thậm chí không có nắm chắc có thể chiến thắng trước mắt cái này tựa như khỉ gorilla cốt thú. Diệp thần hít sâu một hơi, đang chuẩn bị mượn dùng sóc lão lực lượng lúc đó, một giọng già nua bỗng nhiên ở Diệp thần đầu óc bên trong vang lên nói, thằng nhóc, cái này cốt thú bản thể chính là một đầu hám viên, ngươi cơ duyên tới. Nói chuyện chính là sóc lão. Cơ duyên, Diệp thần nghe vậy, nhưng là không khỏi được mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sóc lão nói, thằng nhóc, đi qua mấy ngày nay chém giết, người thái thượng thiên ma thể, thánh thể huyền công thậm chí còn thân xác đã mơ hồ có đột phá dấu hiệu, mà đây hám viên chính là người đột phá bình cảnh cơ duyên. Lời vừa nói ra, Diệp thần chính là ánh mắt sáng choang. Vậy được từ thánh huyền tổ sư truyền thừa, Diệp thần thuận tiện lấy thánh thể huyền công, làm đặt tên. Nếu như thánh thể huyền công và thái thượng thiên ma thể có đột phá, thực lực còn có thể lên cao một cái nấc thang. Bất quá, cái này hám viên, vì sao là hắn đột phá bình cảnh cơ duyên? Sóc lão tiếp tục nói, cái này hám viên chính là thượng cổ kỳ thú một trong, hắn nổi tiếng nhất chính là ở thân xác một đạo trên có cực kỳ nghịch thiên thiên phú. Hơn nữa, cái này kỳ thú có một cái bản năng, chính là nếu như ngươi thả giao thủ, đơn thuần sử dụng thể thuật nói, hám viên cũng chỉ biết sử dụng thể thuật, cùng ngươi chiến đấu. Tiểu tử, đây là ngươi rèn luyện thân xác tốt nhất cơ hội, cùng cái này hám viên đánh một trận. Nhất định sẽ để cho ngươi ở thân xác một đạo trên đạt được thu hoạch không nhỏ. Diệp thần nghe vậy, mặt hiện vẻ hưng phấn. Cái này hám viên cốt thú mặc dù khủng bố, nhưng,
nếu như đơn thuần lấy thân xác tiến hành chiến đấu, Diệp Thần có lòng tin không mượn Sóc Lão lực lượng cùng đánh một trận. Ngay tại lúc này, Vậy Hám Viên phát ra một tiếng gầm thét, quanh thân sát khí cuồn cuộn biến thành hai luồng màu đen vòng xoáy, ngưng tụ ở trên hai quả đấm, liền muốn hướng Diệp Thần vào tới. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Hám Viên, đột nhiên cầm trong tay sát kiếm thu hồi, trong mắt chiến ý hừng hực, hồn thể đổi thành, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết vân. Vân toàn bộ thi triển, đồng thời, tập trung tâm thần vận chuyển công pháp, vô cùng tinh chuẩn điều khiển trong cơ thể mỗi một tơ lực lượng. Thoáng qua tới giữa, thuận tiện lấy thuần túy thân sát lực, hướng Vậy Hám Viên oanh đánh một quyền. Hám Viên thấy vậy, tựa hồ sửng sốt một tí, sau đó, trên tay sát khí ngay tức thì tiêu tán. Đối mặt Diệp Thần một quyền này, Vậy Hám Viên cũng là hét lớn một tiếng, nâng lên cốt thủ hướng Diệp Thần một quyền đánh ra. Hai nắm đấm bên trong, giống vậy hàm chứa vô cùng cự lực, giống như hai viên tinh cầu vậy, ầm ầm đụng nhau. Quả đấm va chạm ngay tức thì, chính là một hồi gió lớn dâng lên, kinh khủng lực lượng ở nơi này thanh vụ động để bộc phát ra. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong mắt sáng lên vô cùng là ánh sáng nóng bỏng, chỉ là Hám Viên một quyền này liền để cho hắn ở thân xác một đạo trên có một ít phát hiện mới. Hắn thần sắc bộc phát hưng phấn lên. Vang lớn sau này, Diệp Thần cùng Hám Viên thân thể đều là nhanh chóng lui ngược lại, Diệp Thần nhìn một cái mình máu tươi đầm đìa quả đấm, lại nhìn xem Hám Viên có chút bể tan tành xương tay, ánh mắt chớp động một tí. Một quyền này lại là bên tám lạng, người nửa cân. Nguyên bản, đơn thuần lấy thân xác mà chiến, mình có thể nghiền ép còn chân cảnh sơ kỳ phần lớn tồn tại, thậm chí, còn chân cảnh trung kỳ võ giả, đều không phải là hắn một chiêu địch. Có thể hiện tại, hắn phát hiện mình sai rồi. Trên thực tế, Diệp Thần lực lượng đã vượt qua Hám Viên, cho dù là cái này cùng lấy lực lượng nổi danh kỳ thú cũng thì không cách nào thắng được Diệp Thần. Nhưng vì sao cái này giao thủ nhất kích, sẽ là bên tám lạng, người nửa cân? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì, cái này Hám Viên ở thân xác một đạo trên, so với Diệp Thần cường đại hơn. Cái kết quả này không thể tưởng tượng nổi, nhưng, đây cũng chính là Diệp Thần muốn thấy được kết quả à. Cái này thuyết minh, Hám Viên có để cho hắn tiến bộ có thể. Trong chốc lát, Diệp Thần chiến ý sôi trào, mà Vậy Hám Viên cốt thú dường như ư cũng là khá là hưng phấn, hắn hai quả đấm một chùy ngực liền lần nữa vào tới. Diệp Thần đem công pháp vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, lần nữa ra quyền, nhưng, lần này cũng không phải một quyền. Mà là, một quyền, lại một quyền. Vậy Hám Viên cũng không cam chịu yếu thế, giống vậy tiếp liền ra quyền. Hai quả đấm đụng nhau tiếng, bên tai không dứt, kinh khủng chấn động cơ hồ phải đem toàn bộ thanh vụ động cũng rung sụp. Mà Diệp Thần ánh mắt sáng ngời, chú ý Hám Viên mỗi một cái động tác, hắn mặc dù chỉ còn lại có xương cốt, nhưng, đối với lực lượng thao túng, vẫn là có rất nhiều đáng chỗ học tập. Mỗi một lần giao thủ, Diệp Thần đều sẽ có thu hoạch. Đối với luyện thể một đạo cảnh giới thật nhanh tăng lên. Không biết qua bao lâu, bành đích một tiếng, Diệp Thần đổ bay ra, đem một mặt đá lớn vỡ thành nghiền. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thần cùng Hám Viên đã chiến một ngày một đêm. Diệp Thần trùng trùng thở hào hển, hắn cả người máu tươi, nhiều chỗ xương cốt bể tan tành, bắp thịt biến dạng, nhìn qua cơ hồ đều muốn không còn hình người. Nhưng, Vậy Hám Viên cốt thú giống vậy được không tới chỗ nào chỗ, cả người xương cốt đã trải rộng vô số vết rách, tựa hồ vậy đến ranh giới tan rã. Diệp Thần cùng Vậy Hám Viên cốt thú nhìn nhau một cái, hai bên lại đều là tựa như không biết chết vì vật gì vậy, lần nữa xông về đối phương, lấy thân xác lực lượng liều chết đánh một trận. Tiếng va chạm, vang lên lần nữa. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên hiện lên lau một cái sạch bóng, một quyền đánh ra ngay tức thì, quyền ở giữa lực lượng tựa hồ xảy ra kỳ dị nào đó biến hóa. Một quyền này, đánh vào Hám Viên cốt quyền bên trên. Vậy Hám Viên trong mắt xanh thẫm ánh lửa lóe lên một tí, hắn đúng cái cốt cánh tay, lại là ngay tức thì ở Diệp Thần một quyền xuống hóa thành nghiền. Diệp Thần trong đầu, bỗng nhiên lật dâng lên một loại hiểu ra cảm giác, thái thượng thiên ma thể bên trong vốn có chút tối tăm không rõ chỗ, ngay tức thì thông hiểu đạo lý. Hắn trong mắt, hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, thân xác luyện thể, đột phá. Vậy Hám Viên một cánh tay bị đánh nát, tựa hồ hơn nữa giận dữ, cua một cánh tay tấn công tới. Diệp Thần nhìn Vậy Hám Viên, trong mắt chớp động một tí, đột nhiên mở miệng nói, người dạy ta như thế nhiều, hiện tại yên nghỉ đi.
Cái này hám viên dẫu sao chỉ còn lại có một cỗ hài cốt, Diệp Thần có thể học đồ cực kỳ có hạn, hôm nay có thể học hắn căn bản đều đã học biết. Đối mặt vậy vọt tới hám viên, Diệp Thần tiện tay vung ra một quyền. Nhưng, chính là cái này thật đơn giản một quyền, lại là liền Diệp Thần mình cũng hơi biến sắc mặt, liền hắn cũng đối với mình một quyền này, cảm thấy uy hiếp. Cái này thánh thể huyền công và thái thượng thiên ma thể không hổ là thân xác thành thánh thượng cổ cường giả lưu lại truyền thừa, vô cùng cường đại, chỉ là đột phá một lần cổ trai, liền để cho Diệp Thần thực lực có tăng lên không nhỏ. Một khắc sau, hai quyền chạm nhau, thời gian tựa như định cách. Đột nhiên tới giữa, vậy lấy thân xác cường đại hám viên, liền ở Diệp Thần cái này một quyền xuống, hoàn toàn biến thành mảnh vỡ. Nhìn trên đất vậy đống cốt phiến, Diệp Thần khẽ mỉm cười, như vậy thứ nhất, hắn tiến vào tử chiến khu cũng nhiều một phần bảo đảm. Hắn vung tay lên, liền đem những thứ này cốt phiến lần nữa luyện hóa. Rồi sau đó, tiếp tục tiến về trước. Không lâu lắm, Diệp Thần liền đi tới trên bản đồ đánh dấu huyền băng băng vùng đất vẫn lạc. Có thể, nơi này, trống rỗng căn bản không gặp một bóng người. Diệp Thần vừa cẩn thận tìm tòi bốn phía, nhưng, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất kỳ huyền yêu tộc người thi hài. Diệp Thần không khỏi chau mày, theo lý mà nói, huyền băng băng nếu là ở chỗ này bị minh yêu cắn nuốt máu tươi, thi thể nên ở vùng lân cận mới đúng, có thể, hắn đã tìm khắp chung quanh tất cả ngõ ngách, từ đầu đến cuối không có bất kỳ phát hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ, thi thể còn sẽ tự chạy? Còn như thi thể bị cốt thú chiếm đoạt cũng không khả năng. Huyền băng băng nếu là bị minh yêu phụ thể mà chết, như vậy, cả người máu thịt tinh hoa sớm bị minh yêu chiếm đoạt sạch sẽ, đối với cốt thú mà nói không có chút nào sức hấp dẫn, chỉ là một chồng xương trắng thôi. Cái này thì bộc phát ly kỳ. Giữa lúc Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục hướng thanh vụ động chỗ sâu đi lúc đó, hắn con người ngay tức thì co rúc lại, chỉ gặp, một đạo hàn quang chớp mắt, lấy tốc độ cực nhanh, hướng Diệp Thần đánh tới. Chỉ gặp, vậy đánh tới vật bất ngờ là một chuôi toàn thân đen nhánh súng trường. Chuôi này súng trường, toàn thân đều do sát kim chế tạo, hắn uy năng cực kỳ mạnh mẽ, sát khí ở trên đó cuồn cuộn không chừng. Diệp Thần trên mặt hiện lên một vẻ kinh nghi vẻ, hắn kinh ngạc cũng không phải là cái này một thương uy lực, cái này một thương tuy mạnh, nhưng, còn chưa đến nỗi uy hiếp cho tới bây giờ Diệp Thần, để cho hắn bất ngờ phải, cái này thanh vụ động bên trong, lại có người sử dụng vũ khí. Chẳng lẽ là những cái kia tiến vào chiến trường yêu nghiệt một trong? Một khắc sau, rất nhiều công pháp vận chuyển, Diệp Thần tiện tay một kiếm liền đem vậy sát kim súng trường đánh rơi, đồng thời, hướng vậy súng trường bay tới phương hướng nhìn. Trước mắt, xuất hiện một đạo linh lung bóng người, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, người này quả nhiên là một tên huyền yêu tộc người. Có thể, làm hắn thấy rõ mặt mũi của đối phương lúc nhưng là ngay tức thì sắc mặt biến đổi. Cổ tay hắn một phen. Một cuốn da thú trục xuất hiện ở trong tay hắn, Diệp Thần mở ra trục cuốn bên trên vẽ một bộ dung mạo xinh đẹp cô gái bức họa. Tranh này lên, chính là huyền huyết tâm bản thân, huyền băng băng. Sở dĩ giao cho Diệp Thần cái này bức họa, là vì để cho Diệp Thần tìm được di hài sau đó, thông qua bức họa phân biệt vậy tiếc núi xương cốt, phải chăng thuộc về huyền băng băng. Dẫu sao, chết ở thanh vụ động bên trong thánh võ yêu tộc thiên tài, cũng không chỉ huyền băng băng một người. Nếu như thật vất vả mang về một cổ thi hài, nhưng mang sai rồi, vậy thì khôi hài. Thậm chí hoàn toàn thuộc về uổng phí thời gian. Có thể, để cho Diệp Thần có chút khó tin phải, xuất hiện trước mắt hắn tên kia thánh thiên yêu tộc cô gái, tướng mạo cùng cái này trục cuốn bên trên bức họa lại là độc nhất vô nhị à. Huyền băng băng, lại không có chết. Hơn nữa, còn ở đây chiến trường thượng cổ bên trong sinh sống nhiều năm như vậy. Bất quá. Thời khắc này huyền băng băng trạng thái hiển nhiên có chút không bình thường. Trên bức họa huyền băng băng dung nhan vô cùng đẹp, khí chất trong trẻo lạnh lùng, mặc dù so huyền huyết tâm kém một ít, nhưng cũng là cao cấp người đẹp. Có thể hiện tại, hắn quanh thân sát khí cuồn cuộn, mặt mũi vô cùng gầy gò, cả người nhìn như liền uyển như thây khô vậy. Hơn nữa, vậy đôi băng tuyết vậy tinh khiết mắt đẹp, hôm nay, nhưng là biến thành đen thui vẻ, vô cùng quỷ dị. Diệp Thần khẽ cau mày. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây là, huyền hàn ngọc thanh âm ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, Diệp Thần, nếu như ta đoán không lầm, đây là vậy minh yêu ở chiếm đoạt huyền băng băng máu thịt lúc đó, chuyện gì xảy ra bất ngờ, bị kẹt ở huyền băng băng trong cơ thể, hoặc là
nó muốn cướp lấy Huyền Băng Băng thân thể. Diệp Thần Thần sắc động một cái nói, có ý gì? Minh yêu còn sẽ cướp lấy thân thể. Chúng không phải chỉ sẽ cướp đoạt máu thịt sao? Huyền Hàn Ngọc nói, Minh yêu cùng cốt thú, trên thực tế cũng thuộc về quỷ vật một loại, đoạt xác đối với chúng mà nói đồng dạng là một cái khôi phục thực lực, thậm chí sống lại tuyệt cao phương thức. Chỉ bất quá, phần lớn Minh yêu mặc dù có linh trí, nhưng cũng không có đạt tới có thể đoạt xác trình độ. Dẫu sao, muốn chiếm thân xác, vô cùng là phức tạp. Diệp Thần cau mày nói, như thế nói, Huyền Băng Băng vẫn phải chết. Huyền Hàn Ngọc nói, cái này Minh yêu nếu là thật đang hoàn thành đoạt xác, hẳn không sẽ tản mát ra như vậy sát khí mãnh liệt. Hôm nay, mặc dù là Minh yêu đang khống chế Huyền Băng Băng thân thể, nhưng, Huyền Băng Băng thần hồn hẳn còn không có tiêu tán, thân thể đối với cái này Minh yêu còn có nơi bài xích, mới sẽ đưa đến một thân sát khí không cách nào thu liễm. Diệp Thần con người có giúp một cái, giữa lúc hắn muốn lại hỏi chút gì lúc đó, Huyền Băng Băng nhưng là thân hình chớp mắt, đã hướng hắn nhào tới, đồng thời, hắn đưa tay một chiêu liền đem chuôi này sát kim súng trường thu tay về bên trong, một cái múa, thì có cuồn cuộn thương ý khơi thông ra. Một đạo sợ hãi thương mang, hướng Diệp Thần cuồng chào tới, Diệp Thần thấy vậy, nhưng là hừ lạnh một tiếng, cái này Minh yêu phụ thể dưới trạng thái Huyền Băng Băng có thể so với còn chân cảnh ba tầng thiên tồn tại thực lực, nhưng, đối với bây giờ Diệp Thần mà nói cũng không coi vào đâu. Diệp Thần trường kiếm càn quét, thái thượng thiên ma thể và thánh thể huyền công vận chuyển, hồng mông cổ pháp, hồn thể đổi thành thi triển, một đạo lẫm liệt kiếm quang, kích động ra, ngay tức thì đem vậy thương mang chém bể, đồng thời, Huyền Băng Băng cũng là kinh hô một tiếng, bị một kiếm này oanh được đổ bay ra, hiển nhiên, không nghĩ tới Diệp Thần lực lượng lại là như vậy khủng bố. Đột phá cổ trai sau đó, Diệp Thần thân xác lực lượng hơn nữa nghịch thiên. Âm một tiếng, Huyền Băng Băng đem một mặt vách núi đụng được nghiền, cả người xương cốt tựa hồ cũng có chút bể nát, nếu không phải Diệp Thần lo lắng tổn thương Huyền Băng Băng thân thể, sợ rằng một kiếm liền có thể đem hoàn toàn trấn áp. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, không có tiếp tục thi triển kiếm pháp, mà là thi triển hồn thể đổi thành, từ nơi mi tâm dâng lên một đạo vô cùng ngưng luyện thần niệm lực, hướng Huyền Băng Băng trấn áp đi. Thánh thể huyền công và thái thượng thiên ma thể sau khi đột phá, Diệp Thần lực lượng bạo tăng, mà có hồn thể đổi thành, ý nghĩa hồn của hắn lực cũng đem cường đại hơn. Vậy Huyền Băng Băng nói chính xác là nhập vào người Huyền Băng Băng Minh yêu, ngay tức thì phát ra một tiếng hét thảm, thậm chí, trên thân hình đều ở đây hồn lực dưới sự xung kích, toát ra tia luồng khói xanh, nhìn như vô cùng là thê thảm. Bất quá, mai phục ở thân thể bên trong, để cho cái này Minh yêu đối với hồn kỹ chống cự thật to tăng cường. Nàng gào thét một tiếng, cả người sát khí cuồn cuộn, tránh thoát Diệp Thần hồn lực trói buộc, thân hình chớp mắt, liền hướng đáy động chỗ sâu ẩn núp đi. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, chặt truy đuổi Minh yêu đi, rất nhanh, liền đi tới một nơi sâu thẳm quật huyệt bên trong. Bỗng nhiên, nguyên bản chạy như điên Minh yêu, thân hình bỗng nhiên hơi chậm lại, chợt xoay đầu lại, lại là đối Diệp Thần lộ ra nụ cười quỷ dị. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi được sắc mặt trầm xuống, cùng lúc đó Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão đồng thời mở miệng nói, Diệp Thần, chú ý. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, ở Diệp Thần tiến vào quật huyệt lối vào, lại là rơi xuống một đạo toàn thân đen nhánh cửa sắt. Diệp Thần hướng vậy cửa sắt nhìn một cái, sắc mặt không khỏi được bộc phát âm trầm, vậy cửa sắt lại là toàn thân lấy thuần túy sát kim luyện chế mà thành. Cái này sát kim, nếu là cao cấp vật liệu luyện khí, cho dù không cần tới chế tạo sát khí, bản thân cũng là vô cùng bền bỉ. Cho dù lấy Diệp Thần thực lực muốn đem đánh vỡ cũng cần phí một phen công phu. Hắn rất rõ ràng, cái này Minh yêu tướng mình khốn tại cái này quật huyệt bên trong, tự nhiên không phải là vì muốn cùng hắn một mình đấu. Quả nhiên, ngay tại lúc này, quật huyệt chỗ sâu truyền đến mấy tiếng gầm thét, chỉ gặp mấy đầu thân thể khổng lồ, hơi thở kinh khủng cốt thú, từ lòng đất lao ra, đi tới Diệp Thần trước mặt, những thứ này cốt thú cho Diệp Thần một loại cùng vậy một sừng lang vương cảm giác tương tự, hiển nhiên toàn bộ bị Minh yêu khống chế. Diệp Thần trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi vẻ. Minh yêu mặc dù có thể khống chế cốt thú, nhưng, vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy, phần lớn chỉ có thể khống chế ngắn ngủi một đoạn thời gian. Hơn nữa, cốt thú bị khống chế hơn liền sau đó, còn sẽ đối với Minh yêu khống chế sinh ra sức đề kháng. Có thể, cái này mấy đầu lâu thú thì không cùng, tựa như hoàn toàn được Minh yêu nắm trong tay vậy. Lại nghĩ tới Huyền Băng Băng lộ ra vậy lau nụ cười, Diệp Thần trong lòng dâng lên một loại vô cùng là dự cảm xấu.
những thứ này mình yêu, tựa hồ không giống tầm thường. Cái này xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt cốt thú, tổng cộng 5 đầu, một đầu tựa như hổ khổng lồ, một đầu tựa như giao long, một đầu tựa như đại bàng, một đầu tựa như tê giác, cuối cùng một đầu, lại phảng phất hình người. Bất quá, người này hình thi hài nhưng nhất làm Diệp Thần kinh hãi, vậy lại là một tên huyền yêu tộc người thi thể. Cái này 5 đầu lâu thú, toàn bộ đều là còn chân cảnh tồn tại, mà vậy huyền yêu cốt thú tản ra sát khí so với cái khác mấy đầu lâu thú còn muốn đậm đà rất nhiều, thực lực hiển nhiên so với vậy cốt thú cường đại hơn. Mà cộng thêm huyền băng băng, Diệp Thần chính là muốn một mình đối mặt 6 tên chí ít còn chân cảnh 3 tầng thiên tồn tại à. Cho dù hôm nay, hắn thực lực lại có tiến bộ, cuộc chiến đấu này cũng không có nắm chắc tất thắng. Cùng lúc đó, vậy 5 đầu lâu thú cùng huyền băng băng, chính là cùng hướng Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần khẽ quát một tiếng nói, sóc lão, huyền tiên tử, lực lượng mượn ta. Giờ phút này, đã không phải là cái gì nương tay lúc. Âm một tiếng, một cổ tuyệt cường uy đè ngay tức thì từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, nguyên bản vọt tới 6 đạo thân ảnh ở nơi này uy áp dưới sự xung kích đều là không khỏi được thân hình một lần. Diệp Thần ánh mắt cực kỳ rét lạnh nhìn về phía những thứ này đối thủ, ngay tức thì phong tỏa tên kia huyền yêu cốt thú, hắn gầm nhẹ một tiếng, một kiếm bão tố ra, hướng vậy huyền yêu cốt thú cuồng chém đi. Một kiếm này oai, vô cùng sợ hãi, cho dù là cái này huyền yêu cốt thú cũng thì không cách nào ngăn cản, nhưng, để cho Diệp Thần giật mình là, trước mắt, những cái kia cốt thú lại là đồng thời ra tay. Trong chốc lát, vậy đại bàng cốt thú hai cánh rung lên, phiến xuất đạo đạo kim sắc đao gió. Hổ khổng lồ cũng là điên cuồng hét lên cả người, hươi ra một đạo xé trời chảo ảnh, giao long gầm thét, miệng phun màu máu linh quang, tê giác cốt thú lại là cả người đất tia sáng màu vàng lớn thả, bọc quanh thân hướng kiếm quang kia đánh tới, mà huyền băng băng cũng là một súng bắn ra. Vậy huyền yêu cốt thú thấy Diệp Thần giật mình hình dáng, trong hốc mắt ngọn lửa chớp động một tí, tựa hồ ở châm chọc vậy, đồng thời, hắn cả người sát khí hình thành một đạo vòng xoáy. Hai tay bên trong cũng là nắm một chuôi sát kim trường kiếm, chém ra một đạo vô cùng là ác liệt sát khí kiếm mang. Một đạo kinh thiên động địa vang lớn, ngay tức thì ở hang bên trong bộc phát ra, đao gió, móng hổ, linh quang, thương ảnh vân. Vân đều ở đây Diệp Thần kiếm quang dưới mất đi, vậy màu vàng đất tê giác cũng là bị chém được đổ bay ra, xương cốt bên trên, cũng xuất hiện đạo đạo liệt ngân, nhưng, Diệp Thần kiếm quang vậy giống vậy ảm đạm mấy phần. Cuối cùng. Cùng vậy sát khí kiếm mang đụng vào nhau lúc đó, hai người lại là cùng tiêu tán. Trong chốc lát, Diệp Thần sắc mặt có chút khó coi. Bên tám lạng, người nửa cân. Một kích này lại là bên tám lạng, người nửa cân. Những thứ này cốt thú, không, phải nói là minh yêu, dưới sự liên thủ lại là vô cùng là ăn ý. Đem lẫn nhau tới giữa lực lượng hoàn mỹ phát tỏa ra ngoài. Ví dụ như... Đầu kia huyền yêu cốt thú cuối cùng một kiếm rất mạnh, nhưng, cần xúc thế, mà tê giác cốt thú ngăn trở liền cho hắn sáng lập xúc thế cơ hội. Đây đối với Diệp Thần mà nói tuyệt không phải một cái tin tốt, hắn mượn sóc lão cùng huyền hàn ngọc lực lượng, mạnh nhất là lực bộc phát. Cho nên, hắn hẳn lấy nhanh nhất tốc độ, đem những thứ này cốt thú từng cái kích phá, có thể hiện tại, hắn tựa hồ không cách nào làm được. Nếu như chiến đấu chỉ hoãn được quá lâu, sóc lão cùng huyền hàn ngọc lực lượng hao hết. Hắn đem sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội thắng. Bất quá, Diệp Thần kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú, cho dù đối mặt như vậy hoàn cảnh xấu cục diện, tâm thần cũng là không có chút nào dao động, rất nhanh, hắn ánh mắt liền rơi vào vậy tê giác cốt thú trên mình. Hắn hử lạnh một tiếng nói, thích ngăn cản, ta xem ngươi có thể ngăn tới khi nào. Cái kế tiếp, hắn liền liều mạng vọt tới cái này tê giác cốt thú trước người, tay cầm trường kiếm, chém điên cuồng xuống. Chỉ có trước đem cái này tê giác cốt thú chém chết, hắn mới có đánh bại vậy huyền yêu cốt thú cơ hội. Còn lại mấy tên minh yêu, nhìn nhau một cái, lần này bọn họ không có lại đối với tê giác cốt thú thì lấy giúp đỡ, mà là, điên cuồng công kích Diệp Thần. Oanh oanh oanh, máu tươi cuồng trào, Diệp Thần trên người ngay tức thì bị đánh ra mấy đạo dữ tợn vết thương, nhất là vậy huyền yêu tộc người kiếm mang, ở nơi ngực, để lại một cái to lớn lỗ máu trực tiếp xuyên qua tim. Nhưng Diệp Thần nhưng tựa như người không có sao vậy, đối với vậy mấy tên minh yêu thế công, chẳng ngó ngàng gì tới, điên cuồng công kích vậy tê giác cốt thú. Tê giác cốt thú cả người đất tia sáng màu vàng, không ngừng nén, ngưng luyện trước, đã đến cơ hồ hóa là thực chất bước, có thể,
ở Diệp Thần nghịch thiên kia lực tàn phá dưới, như cũ lảo đảo muốn rơi xuống. Hắn quanh thân xương cốt đã bị đánh ra vô số vết rách. Trong chốc lát, cái này mấy đầu minh yêu tựa hồ cũng có chút kinh sợ. Như vậy biến thái thân thể tố chất, cho dù là vào năm đó những cái kia đáng chết yêu tộc bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy à. Bất quá rất nhanh, sợ hãi liền biến thành khát vọng, biến thành tham lam. Nếu như đem Diệp Thần chiếm đoạt, chỗ tốt kia có thể tưởng tượng được. Trong chốc lát, mấy đầu minh yêu cũng hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Nếu như có thể đem Diệp Thần chiếm đoạt, thậm chí cũng có thể trực tiếp đột phá đến còn thật đỉnh phong chứ. Mà thực lực càng mạnh, bọn họ liền có thể khống chế càng cường đại cốt thú. Bọn họ cả người sát khí cuồn cuộn hơn nữa ra sức công kích Diệp Thần. Mà Diệp Thần, thì giống như là thân bất tử vậy, thừa nhận những thứ này minh yêu công kích, trong mắt chỉ có vậy tê giác cốt thú. Rất nhanh, một tiếng hét thảm vang lên, vậy tê giác cốt thú, ở Diệp Thần điên cuồng tấn công dưới, biến thành cốt phiến nổ tung, một cái bóng đen, ngay tức thì từ vậy đống cốt phiến bên trong bay ra, chính là trốn ở cốt thú trong cơ thể minh yêu. Diệp Thần trong mắt tàn khốc chớp mắt, phệ hồn thông thiên thi triển, ngay tức thì đem vậy minh yêu tiêu diệt. Cái này tê giác cốt thú, lực phòng ngự cực kỳ, thậm chí mơ hồ vượt qua cảnh giới, nhưng, vậy không nhịn được Diệp Thần như vậy điên cuồng tấn công, chỉ ở Diệp Thần trong tay, chống đỡ không tới một nén nhang thời gian. Giờ phút này, Diệp Thần cả người đẫm máu, giống như biển máu tu la, hắn vô cùng hung ác quét vậy một đám minh yêu một mắt, điên cuồng hét lên một tiếng, chính là nâng kiếm lên. Nửa giờ sau đó, toàn bộ quật huyệt đều đã hóa thành màu đỏ như máu. Mà đây màu đỏ như máu bên trên còn làm nền trước đầy đất xương bể. Giờ phút này, đứng ở trong động chỉ còn lại có ba đạo thân ảnh. Huyền Băng Băng, Huyền Yêu Cốt Thú, cùng với Diệp Thần. Còn dư lại mấy đầu minh yêu đều đã bị Diệp Thần tiêu diệt. Huyền Băng Băng cùng vậy Huyền Yêu Cốt Thú, cả người đều là vết thương chồng chất, thân thể thuộc về bể tan tành bên bờ. Huyền Băng Băng lại là vô cùng là khó có thể tin nhìn Diệp Thần, bọn họ cũng không nghĩ tới. Diệp Thần lại là có thể chiến đến như vậy bước. Nhưng, Diệp Thần trạng thái, tựa hồ càng không ổn. Sóc lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng, đã bắt đầu biến mất, mà kinh khủng hơn phải, Diệp Thần thương thế. Hôm nay Diệp Thần, cả người lỗ máu, sắc mặt vô cùng là trắng bệch, liền sức sống đều có chút không yên, nguyên bản sinh mệnh lực nghịch thiên hắn, hiện tại nhưng tựa như một cái đe dọa cụ già vậy, sinh mệnh chi hỏa giống như trong gió tàn trúc. Đột nhiên, Diệp Thần thân hình một cái lay động, tựa hồ liền muốn quỳ sụp xuống đất, Sóc lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng hoàn toàn lui đi. Vậy Huyền Yêu Cốt Thú trong mắt ánh lửa một thịnh, tựa như vô cùng là mừng rỡ, hắn trường kiếm trong tay điệu múa, liền hướng Diệp Thần chém điên cuồng tới, ở hắn xem ra, Diệp Thần đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, chỉ cần cho hắn một kích tối hậu, liền có thể an tâm chiếm đoạt máu thịt. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía vậy Huyền Yêu Cốt Thú, trong mắt toát ra hai đạo cực kỳ ác liệt thần quang, trường kiếm trong tay bên trên bỗng nhiên bạo phát ra một đạo chói mắt cực kỳ ánh sao. Vậy Huyền Yêu Cốt Thú thấy vậy, phát ra một tiếng thét chói tai. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần không phải yếu ớt được sắp chết sao? Có thể một kiếm này bên trong lực lượng, nhưng là cực kỳ cường thịnh à? Hắn tại sao vẫn có thể thi triển một kiếm kinh khủng như vậy? Có thể. Dưới mắt hắn đã mất đi né tránh cơ hội. Kiếm mang cùng ngân hà đụng nhau, ầm một tiếng, vậy Huyền Yêu Cốt Thú cũng là bị nổ thành khối vụn, đồng thời, phệ hồn thông thiên thi triển, đem mất đi thân thể che chở minh yêu tại chỗ nghiền giết. Tiêu diệt đầu này cốt thú sau đó, Diệp Thần ánh mắt sốt cuộc phai nhạt xuống, mới vừa, hắn mặc dù có thể chém ra vậy tuyệt mạnh một kiếm, là bởi vì là vận dụng huyền linh lực và hồng mông đại tinh không. Hôm nay, hắn là chân tránh đèn cạn dầu. Có thể Huyền Băng Băng, nói chính xác, là nàng trong cơ thể minh yêu nhưng còn sống. Diệp Thần nửa quỳ xuống, cố gắng duy trì mình ý thức, ngưng mắt nhìn trước mắt chiếm cứ Huyền Băng Băng thân thể minh yêu, hắn liều mạng muốn đứng dậy, tiếp tục chiến đấu, có thể, làm thế nào cũng không cách nào làm được. Huyền Băng Băng giờ phút này tựa hồ còn không có từ Huyền Yêu Cốt Thú bị chém giết kinh hãi bên trong khôi phục như cũ, bất quá, làm nàng chú ý tới Diệp Thần tựa hồ thật đến cực hạn thời điểm. Khóe miệng không khỏi được dương lên lau một cái vô cùng nụ cười sung sướng. Tay nàng bên trong súng trường, hàn mang chớp mắt, liền hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra, ngay tức thì đánh trúng Diệp Thần thân thể, huyết quang lóe lên,
phốc thử một tiếng, đem ngực xuyên qua, đóng vào trên vách đá. Giờ phút này, Diệp Thần rốt cuộc không cách nào chống đỡ, hoàn toàn ngất đi. Huyền Băng Băng thấy vậy, thật là đều phải hoan hô, nàng cưỡng ép kiềm chế xuống kích động trong lòng, duy trì cảnh giác, chậm rãi hướng Diệp Thần đến gần, rất nhanh, liền đi tới Diệp Thần trước người. Mắt xem Diệp Thần, thật mất đi chi giác, Huyền Băng Băng rốt cuộc cười, vô cùng hài lòng cười. Nàng nâng lên Diệp Thần cằm, hơi dương ra đôi môi, trong miệng có hắc khí cuồn cuộn, thì phải hướng Diệp Thần hôn lên. Một màn này, nhìn như vô cùng là ướt át, nhưng là vô cùng có thể chết người. Lấy Diệp Thần hôm nay trạng thái, nếu là bị vậy Minh Yêu xâm nhập vào bên trong cơ thể, sợ rằng, thật sẽ bị đem máu thịt cướp đoạt không còn một mống à. Chẳng lẽ, Diệp Thần thật muốn ở chỗ này bỏ mình? Ngay tại Huyền Băng Băng sắp cùng Diệp Thần đôi môi giáp nhau lúc đó, vậy hang chỗ sâu nhưng là bỗng nhiên truyền ra một đạo vô cùng là âm u hơi thở. Cảm nhận được hơi thở kia sau đó, Huyền Băng Băng động tác đột nhiên dừng lại, nàng hơi sững sờ, trong mắt hiện lên vô cùng là vẻ không cam lòng, trong chốc lát đứng bất động ở liền tại chỗ, do dự bất quyết. Ngay tại lúc này, hơi thở kia lần nữa dâng lên, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Huyền Băng Băng mặt đẹp bên trên, hiện lên vẻ thống khổ, rốt cuộc, vẫn là miễn cưỡng gật đầu một cái. Hơi thở kia tiêu tán, mà Huyền Băng Băng cũng là đem cắm ở Diệp Thần ngực súng trường rút ra, ôm trước hắn thân thể, hướng hang chỗ sâu đi. Không biết đi bao lâu, Huyền Băng Băng rốt cuộc đã tới động này quật cuối. Ở nàng trước mắt, xuất hiện một màn vô cùng rung động. Chỉ gặp, một viên vô cùng là to lớn tinh thạch, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, tinh thạch chung quanh, lượn lờ cuồn cuộn sát khí, đồng thời, tinh thạch bên trong, đưa ra từng cây một màu máu xúc tu, chạm tay cuối cùng, nối liền tất cả cốt thú, cái này xúc tu tựa hồ đang hấp thu cốt thú lực lượng, thỉnh thoảng có một đầu cốt thú, lực lượng hao hết, phá bể thành đầy đất cốt phiến. Huyền Băng Băng có chút không thôi nhìn Diệp Thần một mắt, ở nàng nhìn lại, Diệp Thần chính là thế gian nhất mỹ vị bữa tiệc lớn à. Có thể hiện tại, nhưng là phải đem cái này bữa tiệc lớn, chắp tay nhường cho người. Nàng đem Diệp Thần thân thể đặt ở vậy tinh thạch trước, quỳ xuống mở miệng nói, chủ nhân, ta đem đồ ngươi muốn, mang tới. Cái này Minh Yêu lại có thể mở miệng nói chuyện. Hơn nữa, càng kỳ quái chính là, nàng lại gọi tinh thạch này là chủ nhân. Bỗng nhiên, tinh thạch bên trong vang lên một người vô cùng là trầm thấp thanh âm nam tử nói, Hàn Sát, ta biết, trong lòng ngươi có bất mãn, nhưng, thằng nhóc này đối với bổn tôn cực kỳ trọng yếu, nếu như chỉ là vậy thịt máu mà nói, ta cũng không sẽ cùng ngươi tranh đoạt. Cái gì? Hàn Sát nghe vậy, đen nhánh cặp mắt bên trong, hiện lên vẻ vui mừng nói, chẳng lẽ là nói. Tinh thạch bên trong thanh âm nói, không sai, tiểu tử này thân xác mạnh, có thể nói bổn tôn đời người ước chừng gặp. Hắn thân thể là có thể chứa bổn tôn đồ đựng, đem đoạt xác sau này, bổn tôn liền lại cũng không cần dựa vào máu này tinh cùng với cốt thú kéo dài tánh mạng. Hàn Sát, lần này ngươi công lao, bổn tôn sẽ nhớ, đối với ta cùng rời đi địa phương quỷ quái này, đem vực ngoại lần nữa chinh phục sau đó, bổn tôn tuyệt sẽ không bạc đãi tại ngươi. Vậy Hàn Sát nghe vậy, bộc phát mừng rỡ, tiểu tử này máu thịt tuy tốt, nhưng, vậy không sánh bằng tương lai chủ nhân chinh phục vực ngoại sau đó. Cấp cho khen thưởng à. Đây là, tinh thạch bên trong thanh âm, lần nữa mở miệng nói, hiện tại, đem ngươi còn lại mấy đầu lâu thú tinh huyết trong cơ thể luyện được. Tinh thạch này nơi tay chạm, còn có trên 10 đầu lâu thú nối liền, Hàn Sát đem những thứ này cốt thú từng cái tiêu diệt, từ kỳ cốt cách mảnh vỡ bên trong, ngưng luyện ra yêu tộc máu tươi, đem tinh huyết này bày đặt ở Diệp Thần bên người. Vài giọt mạnh mẽ cốt thú máu tươi, liền có thể luyện thành một khối yêu ao. Có thể gặp cái này yêu máu bên trong hàm chứa lực lượng cường đại dường nào. Hàn Sát không khỏi phải hỏi nói, chủ nhân, ngài đây là muốn làm gì? Thanh âm kia vang lên lần nữa nói, bổn tôn, đem lợi dụng cái này yêu máu ở trong cơ thể bày một đạo xích thiên phong linh trận, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hàn Sát nghe vậy, thần sắc động một cái này xích thiên phong linh trận, ở thời đại kia có thể nói uy danh hiển hách, hắn thông qua máu thi triển. Vốn là một cái huyết tu tông môn độc môn thủ đoạn, có thể giam cầm võ giả trong cơ thể bất kỳ lực lượng, cơ hồ không có bị khả năng đột phá. Truyền thuyết, đã từng có một tên sắp đột phá còn chân cảnh tồn tại, bị trồng cái này xích thiên phong linh trận sau đó, cũng là không chút nào sức chống cự, đối thủ vì làm nhục hắn, lại là để cho mấy con chó hoang đem cắn giết.
Tinh thạch này ở giữa tồn tại, lại là vô cùng cẩn thận, không cho Diệp Thần một chút xíu lật bàn cơ hội à. Một khắc sau, một đạo cả người hắc khí lượn quanh bóng người, xuất hiện ở vậy tinh thạch trước, bóng đen này tựa hồ cực kỳ yếu ớt, không yên, tựa như tùy thời cũng sẽ tiêu tán vậy. Nhưng, đồng thời nhưng tản ra một loại cực kỳ kinh khủng uy áp. Cái này uy áp mạnh, thậm chí đã bao trùm ở còn chân cảnh bên trên. Cái này Minh Yêu lại là một tên vượt qua còn chân cảnh tồn tại. Hơn nữa, cái này còn là Minh Yêu trạng thái, bản thể có bao kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Như vậy tồn tại, một khi đoạt xác sống lại, nói muốn chinh phục vực ngoại, thậm chí còn thiên nhân vực, một chút cũng không khoa trương à. Một khắc sau, vậy Minh Yêu thân hình động một cái, liền đem trên đất yêu máu cuốn lên, biến thành một đạo màu máu sát khí, đối với Hàn Sát mở miệng nói, bổn tôn cướp lấy tiểu tử này thân thể, có thể cần mấy ngày thời gian, tiếp theo, là bổn tôn thật tốt hộ pháp. Hàn Sát có chút kích động nói, huyết sắc kia sát khí chớp mắt, liền chui vào Diệp Thần trong cơ thể. Trong chốc lát, cái này Minh Yêu liền cảm nhận được liền vô cùng mênh mông máu thịt lực. Liền hắn cũng mơ hồ có chút động lòng, cơ hồ thì phải ở bản năng thúc đẩy xuống bắt đầu cướp đoạt máu này thịt tinh hoa. Nhưng, hắn vẫn là cưỡng ép khắc chế xung động. Cái này Minh Yêu thấp giọng cười nói, luân hồi huyết mạch. Một tên chưa thức tỉnh luân hồi huyết mạch, ha ha ha, ngu xuẩn Hàn Sát, nếu như đem máu này thịt chiếm đoạt, hắn chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng, thậm chí, cắn nuốt hắn, bổn tôn liền lại cũng không cần dựa vào những cái kia rác dưới kéo dài tánh mạng, bất quá. Hắn trong mắt ánh sáng một thịnh nói, lâu dài tới xem, nếu như, ta có thể cướp lấy cái này luân hồi khu, cho dù là chư thiên vạn giới, tương lai cũng đem thần phục với bổn tôn dưới chân. Nghĩ tới đây, cho dù là tên này năm đó dung chuyển trời đất chí tôn tồn tại, đều có chút kích động, không cách nào mình. Cái này chí cường Minh Yêu bình phục tâm cảnh, bắt đầu ở Diệp Thần trong cơ thể lén lút, hắt yêu máu lại là ở thân thể bên trong, biên chức một tòa yêu máu đại trận. Chính là Xích Thiên Phong Linh Trận. Hắn rất rõ ràng, luân hồi huyết mạch ở nơi này thế gian có kinh khủng dường nào, muốn chiếm thân xác Diệp Thần, tuyệt không thể khinh thường chút nào, cho nên, phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngoại giới, Hàn Sát nhìn Diệp Thần trong cơ thể nguyên bản liền gần như khô kiệt linh lực lần nữa suy yếu đi xuống, ánh mắt chớp mắt, nàng trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, tựa hồ đã nhìn thấy mình ở vực ngoại, thậm chí còn thiên nhân vực đỉnh cấp, dưới một người, trên vạn người tương lai. Cái này Xích Thiên Phong Linh Trận, uy lực sợ hãi, nhưng, giống vậy vậy vô cùng phức tạp, bố trí xong chỉnh Xích Thiên Phong Linh Trận, sợ rằng phải hao phí mấy ngày thời gian, nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã không kịp đợi, đối với biết luân hồi huyết mạch giá trị người mà nói, Diệp Thần chính là trời phía dưới lớn nhất bảo tàng à. Bất quá, Diệp Thần trong cơ thể đầu này Minh Yêu, lúc trước hiển nhiên là một cái tâm cơ vô cùng là thâm trầm tồn tại, lại là cẩn thận hoàn thành Xích Thiên Phong Linh Trận. Hắn rất rõ ràng, cho dù chậm một chút, cũng tốt hơn lật thuyền trong mương. Cùng lúc đó, Diệp Thần thức hải bên trong, một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên đang chau mày, ngồi xếp bằng trong đó, chính là Diệp Thần thần hồn. Lúc này, khoảng cách Diệp Thần đã hôn mê ước chừng 2 ngày, hắn cả người thương thế, khôi phục được đã xong hết rồi, vốn là, hắn sớm nên thức tỉnh. Nhưng, bởi vì vậy Minh Yêu bày ra Xích Thiên Phong Linh Trận, lại là đem thần hồn cũng giam cầm ở trong thức hải. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, linh lực của mình, thể lực, thậm chí là hồn lực cũng đang bay nhanh tiêu tán trước. Diệp Thần không khỏi được mở miệng nói, Huyền Tiên Tử, Sóc Lão, tên này muốn làm gì? Huyền Hàn Ngọc giọng vô cùng ngưng trọng nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn là muốn chiếm thân xác. Cái gì? Diệp Thần sắc mặt biến đổi nói, nhưng có ngăn cản hắn biện pháp. Hôm nay hắn lực lượng, hoàn toàn bị cái này Xích Thiên Phong Linh Trận nơi giam cầm, căn bản là không cách nào chống cự cái này Minh Yêu đoạt xác. Có thể, lần này Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão nhưng là trầm mặc. Diệp Thần lòng không khỏi lại là trầm xuống. Sóc Lão nói, nếu như người này, trực tiếp tiến hành đoạt xác nói, chúng ta có lẽ còn có biện pháp, có thể, hắn hết lần này tới lần khác ở bên trong cơ thể ngươi bày ra một đạo thượng cổ kỳ trận, hơn nữa. Bản thể cũng là vô cùng là mạnh mẽ, cho dù là chúng ta, chỉ sợ cũng không cách nào cùng chống lại, xin lỗi, tiểu tử. Diệp Thần thần sắc âm trầm, chẳng lẽ, lần này hắn thật muốn thua. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, lại là một ngày trôi qua.
Một ngày này, Diệp Thần thần hồn đột nhiên rung rung một tí, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, trong cơ thể có thể cảm nhận được cuối cùng một chút lực lượng vậy tiêu tán. Vậy Xích Thiên Phong Linh trận hoàn toàn bố trí xong. Đây là, một đạo đen nhánh bóng người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần thức hải bên trong, hắc khí kia một hồi phun trào, một lát sau, đạo thân ảnh này lại là huyễn biến thành một tên mặt mũi văn nhã, anh Tuấn, nhìn như phảng phất một tên nho sĩ người đàn ông trung niên. Diệp Thần trên mặt hiện lên vô cùng thần sắc kinh hoàng, theo bản năng liền hướng phía sau thối lui, cái này người đàn ông trung niên lại là tản ra vô cùng khổng lồ uy áp, thậm chí, chỉ là tồn tại, cũng đã làm đúng phiến thức hải hơi vặn vẹo. Bất quá, người đàn ông trung niên thời khắc này trạng thái tựa hồ vậy không tốt lắm, nhìn như bóng người có chút hư ảo. Bình thường mà nói, mình yêu là nhân tộc võ giả máu tươi cùng oán niệm biến thành, căn bản không có thể có chủ nhân trí nhớ, thần trí vân. Vân, dẫu sao, chủ nhân thần hồn vậy đã hoàn toàn mất đi liền mới đúng. Có thể, Diệp Thần rất rõ ràng, đối với những cái kia trí cường tồn tại có thể không giống nhau. Nghe nói, thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, một giọt máu tươi liền có thể hóa thân dù sao cũng, mỗi một giọt máu, cũng hàm chứa mình hết thảy tin tức, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể sống lại. Trước mắt tên nam tử này tử, lộ vẻ lại chính là một tên như vậy tồn tại. Cho dù hóa thân mình yêu, cũng là có thể có được tự mình, bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có giá cao. Hiển nhiên, trước mắt tên nam tử này tử chỉ là duy trì tự thân tồn tại liền phải tiêu hao vô cùng năng lượng khổng lồ. Đây là, nam tử kia mỉm cười mở miệng nói, tiểu hữu, bổn tôn từ thiên minh, lần này, sợ rằng phải mời tiểu hữu đem cái này thân thể mượn cùng bổn tôn dùng một chút, hy vọng tiểu hữu không nên chống cự, miễn được bằng nhận không đáng. Thời khắc này hắn vô cùng buông lỏng, ở nơi này Xích Thiên Phong Linh trận dưới áp chế, cho dù đối mặt luân hồi chi chủ, từ thiên minh cũng có lòng tin, đứng ở chỗ bất bại. Diệp Thần sắc mặt liền trắng, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng cảm giác được luân hồi mộ địa đang chấn động. Không lâu sau, Diệp Thần và luân hồi mộ địa câu thông cắt ra, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn có chút cầu khẩn nhìn về phía từ thiên minh nói, vị này. Tiền bối. Mời ngươi thả qua ta nguyện ý đi theo tiền bối. Nếu như tiền bối cần thân thể, ta cũng có thể thay tiền bối tìm được càng người thích hợp chọn, mang đến nơi này, mời tiền bối không nên đối với ta ra tay. Trong chốc lát, Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão đều là kinh hãi. Nguyên bản, các nàng mặc dù tự biết vô dụng, nhưng vậy đã làm xong là Diệp Thần liều chết đánh một trận chuẩn bị. Có thể hiện tại, Diệp Thần lại cầu xin tha thứ. Một loại vô cùng thất vọng cảm giác xông lên đầu, các nàng có chút không cách nào tiếp nhận, chẳng lẽ, Diệp Thần cái này một mực bị các nàng nơi coi trọng thanh niên cũng là một cái thứ tham sống sợ chết? Chẳng lẽ, là các nàng nhìn lầm? Chẳng lẽ, trước Diệp Thần không sợ chết, Diệp Thần không bao giờ khuất phục, cũng chỉ là giả vờ? Cũng chỉ là bởi vì, hắn biết mình còn không có rơi vào phải chết tuyệt cảnh. Mà giờ khắc này, mới rốt cục bộc lộ ra diện mạo vốn có. Huyền Hàn Ngọc không nhịn được mở miệng nói, Diệp Thần. Ngươi đang nói gì, truy tìm đại lộ, chết rất bình thường, nhưng, coi như phải chết, cũng phải đứng chết. Cần gì phải tự rước lấy, huống chi, chúng ta liều chết đánh một trận, chưa chắc không có một đường sinh cơ. Sóc Lão cũng là gần như gầm thét nói, Diệp tiểu tử, phấn khởi à. Có thể Diệp Thần tựa như không có nghe gặp vậy, có chút gấp cắt địa đối trước Từ Thiên Minh nói, Từ tiền bối. Không nên giết ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trong chốc lát, Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão tim, hoàn toàn lạnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lạnh. Bọn họ thật nhìn lầm người. Diệp Thần lúc đầu cũng bất quá là một phàm phu tục tử thôi. Cái này thậm chí so cùng Từ Thiên Minh đánh một trận mà mất đi, càng làm cho các nàng bị đả kích. Từ Thiên Minh nghe vậy, có chút cân nhắc mở miệng nói, mới vừa rồi là không phải có những người khác nói chuyện với ngươi. Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão, nghe vậy tất cả giật mình, Từ Thiên Minh lại có thể cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Đồng thời, Huyền Hàn Ngọc có chút lo lắng nói, Diệp Thần không thể nói. Hắn có lẽ chỉ là hù dọa ngươi, giấu giếm chúng ta tồn tại, đây là sau cùng lật bàn cơ hội. Có thể, thời khắc này Diệp Thần tựa như đã sợ choáng váng, vì cầu sinh lại là đối với Từ Thiên Minh không dám chút nào giấu giếm vậy, lập tức mở miệng nói, hồi bẩm Từ tiền bối, không tệ. Trong cơ thể ta còn có hai đạo hồn phách, một đạo, là long hồn, ta gọi hắn là Sóc Lão, một đạo, là kiếm hồn,
ta gọi nàng là Huyền Tiên Tử. Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão nghe vậy, đối với Diệp Thần hoàn toàn tuyệt vọng, các nàng thậm chí không dám tin tưởng, trước mắt cái này hèn yếu vô cùng, làm người ta buồn nôn, muốn ói người, là đã từng mình thưởng thức, cũng nguyện ý cả đời đi theo tên thanh niên kia à. Diệp Thần nói xong câu này nói sau đó, Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Mặc dù, bọn họ vẫn là sẽ là Diệp Thần liều chết đánh một trận, nhưng, vậy cũng chỉ là từ sau cùng trung thành, cùng với mình tín nhiệm mà thôi, Diệp Thần ở trong mắt bọn họ đã chết. Mà Từ Thiên Minh nghe vậy, sau một hồi trầm mặc, chính là cũng không nhịn được nữa, hắn nhìn Diệp Thần ha ha cuồng cười lên, trong mắt, tràn đầy vẻ châm chọc nói, đây chính là luân hồi huyết mạch. Ha ha ha, xem ra, cũng không quá như vậy à. Giờ phút này, hắn đối với Diệp Thần đã hoàn toàn không có bất kỳ cảnh giác, hắn biết, Diệp Thần là thật đến tuyệt cảnh, chỉ có thể khẩn cầu mình thương hại à. Ngươi rất thành thực, bổn tôn, rất thưởng thức ngươi. Diệp Thần nghe vậy vui mừng nói, như vậy, tiền bối là đáp ứng. Có thể, ngay tại lúc này, Từ Thiên Minh nhưng là trên mặt sát khí cùng nhau, hung tàn cười một tiếng nói, đáng tiếc à, ngươi thân thể nhưng là thế gian, độc nhất vô nhị tồn tại, bổn tôn, không cách nào buông tha. Tiếng nói vừa dứt, Từ Thiên Minh chính là biến thành một đạo hắc sát, hướng Diệp Thần vọt tới, phải đem Diệp Thần thần hồn hoàn toàn mất đi. Nhìn Diệp Thần vậy vô cùng kinh hoàng, tựa hồ thì phải thét chói tai diễn cảm, Từ Thiên Minh nụ cười bộc phát nồng nặc. Ngay tại lúc này, hai đạo ánh sáng mang bỗng nhiên thoáng hiện, hóa thành một tên thần sắc lạnh như băng cô gái, cùng một đạo long hồn xuất hiện ở Diệp Thần thức hải bên trong. Chính là Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão, bọn họ ngay tức thì ra tay hướng Từ Thiên Minh công tới. Từ Thiên Minh châm chọc cười một tiếng, nếu như nói đánh lén, có lẽ hai người công kích, còn sẽ có một chút hiệu quả, có thể, ở hắn đã biết bọn họ tồn tại lúc đó, còn ra tay. Ha ha, tự tìm cái chết thôi. Huống chi, Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão lúc trước trợ giúp Diệp Thần sau đó, lực lượng đã tiêu hao được xong hết rồi, giờ phút này, cũng không phải là khỏe hẳn trạng thái. Âm một tiếng, vậy hắc khí cuồn cuộn hóa thành hai con ngút trời bàn tay, hướng Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão hung hăng vỗ tới. Huyền Hàn Ngọc chém ra kiếm quang cùng Sóc Lão phun ra long viêm, nháy mắt liền hóa thành hư không, đồng thời, bọn họ hai người thần hồn cũng là bị đánh được đổ bay ra. Hai tiếng kêu đau đớn vang lên, Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão thân hình đều có chút hư ảo, lại là bị cái này Từ Thiên Minh nhất kích trọng thương. Bất quá, Từ Thiên Minh lại không có tiếp tục truy kích, dưới mắt tiêu diệt Diệp Thần thân thể này chủ nhân mới là việc cần kíp, chỉ cần nắm trong tay Diệp Thần thân thể, lại đem Xích Thiên Phong Linh trận tháo ra, Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão ở nơi này thân thể bên trong, còn không phải là mặc cho hắn xẻ thịt. Khoảnh khắc tới giữa, vậy hắc khí cuồn cuộn liền đem Diệp Thần thân thể hoàn toàn chìm ngập. Từ Thiên Minh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nụ cười đều phải tránh ra đến bên tai, cái này luân hồi nhất tộc thần hồn vậy là vật đại bổ à. Giữa lúc hắn điều khiển sát khí, bắt đầu phải đem Diệp Thần thần hồn hoàn chiếm đoạt lúc đó, nhưng là bỗng nhiên con người co rúm một cái. Chỉ gặp, giờ khắc này, mới vừa còn giống như bị sợ ngu, cơ hồ muốn đi tiểu đi ra giống vậy Diệp Thần, nhưng là cười, vô cùng là lạnh như băng cười. Từ Thiên Minh sắc mặt cứng đờ, thầm nói một tiếng không tốt. Thì phải rút người ra trở lui, có thể, Diệp Thần nhưng là có chút cân nhắc mở miệng nói, từ tiền bối, hiện tại vừa muốn đi. Có phải hay không có chút đã quá muộn? Đang vùng vẫy, chuẩn bị đứng dậy Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc nghe vậy đều là hơi sững sờ, Diệp Thần không phải sợ, cầu xin tha thứ sao? Những lời này là ý gì? Ngay tại giây phút này, vô cùng tà khí và ma khí bỗng nhiên ở Diệp Thần thức hải bên trong cuồng trào ra. Từ Thiên Minh chợt ngẩng đầu, hướng phía trên nhìn, trên gương mặt rốt cuộc hiện lên vẻ hoảng sợ. Vậy vô số tà khí và ma khí tựa như chính là khắc tinh của hắn vậy, làm thân thể đều bắt đầu lóe lên không chừng. Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão cũng là ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đều là thoáng qua vẻ rung động. Chỉ gặp, một đạo cửa bỗng nhiên ở Diệp Thần thức hải bên trong mở ra, cửa kia, bất ngờ là vậy bách tà cửa. Bách tà cửa bên trong vô tận ma khí đến từ Thái Thượng Thiên Ma Thể. Diệp Thần đem hai người kết hợp. Mà trước cửa, đứng một đạo thân ảnh. Vậy xuất hiện ở Diệp Thần thức hải bên trong bóng người. Bất ngờ là trước đây, Diệp Thần đánh bại Cố Hàn sau đó bị hắn giam cầm ở luân hồi mộ địa bên trong đại vu. Tà lão. Giờ phút này, bách tà cửa lại là mơ hồ cùng tà lão tương liên,
làm lực lượng ở nơi này thức hải bên trong ngay tức thì bạo tăng, giống như trên đời tà thần vậy. Từ Thiên Minh kinh hô, ngươi là thượng cổ vu tộc, hơn nữa là đại vu. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Vu tộc không phải đều đã phi thăng thái thượng thế giới sao? Vậy tà lão không trả lời, chỉ là cười lạnh một tiếng nói, bắt ngươi. Vừa nói, liền hướng Từ Thiên Minh nhào tới. Từ Thiên Minh điên cuồng hét lên một tiếng, thật là muốn điên, ngay tức thì phải trực tiếp từ Diệp Thần thân thể bên trong rời đi. Nếu như nói, cái này thế gian có cái gì là quỷ vật, âm phách một loại tồn tại khắc tinh, đây tuyệt đối là vu tộc à. Vu tộc, từ cổ từ bây giờ thì có phệ hồn truyền thống. Tà lão lực lượng chưa chắc so Huyền Hàn Ngọc và Sóc lão mạnh hơn, nhưng, hắn xuất thân vu tộc, giờ phút này, ở nơi này thức hải bên trong, lại lấy được khó hiểu gia trì, đối với Từ Thiên Minh mà nói nhưng là sát thần vậy tồn tại. Có thể, ngay tại lúc này, Từ Thiên Minh nhưng là bỗng nhiên cảm thấy, thân thể căng thẳng. Hắn chợt quay đầu, chỉ gặp, thời khắc này Diệp Thần, trong mắt lộ hung quang, giống như một người điên vậy cười gian, không để ý vậy sát khí ăn mòn. Một đôi tay chặt chẽ nắm Từ Thiên Minh. Chiếm đoạt, thật ra thì tương tự với đồng hóa, làm Từ Thiên Minh bắt đầu chiếm đoạt Diệp Thần thần hồn lúc đó, vậy đại biểu, Diệp Thần có ảnh hưởng Từ Thiên Minh có thể. Thông thường mà nói, cái loại này chống cự, Từ Thiên Minh chỉ cần hơi vận chuyển sát khí, nháy mắt tức thì là có thể hóa giải, Diệp Thần làm như vậy chỉ sẽ tăng tốc độ cái chết của mình mất thôi. Có thể hiện tại, hắn yêu cầu chính là nháy mắt thời gian à. Từ Thiên Minh gào thét nói, thằng nhóc, buông ta ra. Ta bảo đảm, sẽ không lại đánh chủ ý ngươi, thậm chí, nguyện ý tháo ra cái này xích thiên phong linh trận, buông ta ra à. Hắn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng thì âm thầm phát tàn nhẫn, một khi tránh được kiếp này, liền muốn đem Diệp Thần máu thịt chiếm đoạt hầu như không còn. Hắn biết, chỉ cần không xuất hiện ở thức hải bên trong, cái này đại vu cầm hắn chỉ sợ cũng không biện pháp gì. Mặc dù chiếm đoạt Diệp Thần máu thịt không bằng đoạt xác chỗ tốt lớn như vậy, nhưng, cũng coi là cực lớn thu hoạch. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là liếm môi một cái nói, Từ tiền bối, thần hồn của ngươi chỉ sợ cũng là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại à, liền tử vong đều không cách nào đem hoàn toàn mất đi, ta thật là tò mò, nếu như là ta có thể hay không đem ngươi hoàn toàn chiếm đoạt đâu. Như vậy cơ hội, ta cũng không cách nào buông tha. Không, bổn tôn là chí cao vô thượng tồn tại. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Từ Thiên Minh điên cuồng hét lên một tiếng, điên cuồng vùng vẫy, mắt thấy liền muốn tránh thoát Diệp Thần trói buộc, nhưng tại giây phút này, tà lão cũng đã nhào tới hắn trên thân hình. Ở đó tà khí ăn mòn dưới, Từ Thiên Minh lực lượng lại là bắt đầu nhanh chóng biến mất trước. Mà ở tà lão áp chế Từ Thiên Minh lúc đó, Diệp Thần nhưng là mặt lộ cười gằn, há miệng liền cắn ở Từ Thiên Minh trên thân hình, hắn răng dùng sức hung hăng kéo một cái. Lại là từ Từ Thiên Minh hồn thể bên trên, lột xuống một khối gần như hư ảo máu thịt, một hồi nhai sau đó, nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết ở nơi này trong óc, bên tai không dứt. Giờ phút này, hàng bên trong, Hàn Sát bảo vệ ở Diệp Thần bên người, khẽ cau mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Đã 7 ngày trôi qua, chủ nhân thế nào còn không có đoạt xác thành công? Hơn nữa, mấy ngày nay cổ thân thể này hơi thở chợt cao chợt thấp. Liền vậy xích thiên phong linh trận dốc sức tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Không phải là xảy ra điều gì bất ngờ chứ? Ngay tại lúc này, Diệp Thần cặp mắt bỗng nhiên mở ra. Hàn Sát sợ hết hồn, thân hình động một cái, liền lui về phía sau, mơ hồ có chút phòng bị nói, chủ nhân. Diệp Thần trong mắt dâng lên một hồi hắc khí, nhìn về phía Hàn Sát, có chút suy yếu nói, Hàn Sát, ngươi làm rất khá, hiện tại tới đây đỡ ta đứng lên. Hàn Sát nghe vậy, trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, chủ nhân quả nhiên thành công. Nàng vội vàng đi tới, đem Diệp Thần đỡ dậy, có chút kỳ quái hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao suy yếu như vậy? Diệp Thần nhàn nhạt nói, tên kia so ta tưởng tượng phải trả muốn khó giải quyết, đem chiếm đoạt, trả giá một ít giá phải trả. Hàn Sát gật đầu một cái, nhưng mà rất nhanh, lại là khẽ cau mày nói, chủ nhân, bên trong cơ thể ngươi xích thiên phong linh trận. Tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn tản đi, nếu đã đoạt xác thành công, vì sao không đem tản đi? Ngươi hiện tại suy yếu như vậy bị đại trận này hạn chế, há chẳng phải là hơn nữa không có sức? Nói tới chỗ này, Hàn Sát sắc mặt chợt biến đổi, tựa hồ nhớ tới cái gì vậy thì phải đem Diệp Thần đẩy ra.
Diệp Thần nhưng là khẽ mỉm cười nói, giết ngươi sau đó, ta liền sẽ chuyên tâm phá trận. Tiếng nói vừa dứt, hắn chợt ôm lấy Huyền Băng Băng, thần sắc đông lại một cái, một đạo so với trước đó còn muốn dâng trào gấp mấy lần hồn lực, ngay tức thì từ ấn đường xông ra, không vào Hàn Sát thức hải bên trong. À, đáng chết tiểu tử, ngươi làm gì, chủ nhân, ta chủ tìm người. Từng cơn hắc khí từ Huyền Băng Băng trong cơ thể toát ra, rất nhanh trong mắt màu đen liền nhanh chóng biến mất trước. Quanh thân sát khí, cũng là tiêu tán không còn một mống. Nàng mắt nhắm lại liền lâm vào hôn mê. Diệp Thần đem Huyền Băng Băng thả ở trên mặt đất, hôm nay trong cơ thể Minh Yêu đã bị hắn giết chết, nếu như Huyền Băng Băng thần hồn còn tồn tại nói, không lâu sau liền sẽ thức tỉnh đi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Diệp Thần rốt cuộc nhẹ thở một hơi, ngồi trên mặt đất, lần này thật sự là vô cùng hung hiểm. Đây là, Huyền Hàn Ngọc thanh âm ở Diệp Thần trong đầu vang lên nói, thằng nhóc, có phải hay không nên và chúng ta giải thích một chút. Nàng thanh âm bên trong, tựa hồ mang một ít ngại quá. Dẫu sao, đang đối mặt từ Thiên Minh lúc đó, nàng cùng Sóc Lão cũng hoài nghi liền Diệp Thần, nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Thần chỉ là dụ sứ từ Thiên Minh chiếm đoạt mình thần hồn đối hắn tiến hành đoạt xác thôi. Nói cách khác, Diệp Thần từ đầu chí cuối cũng không có buông tha. Diệp Thần cười nói, trên thực tế, từ vậy từ Thiên Minh bắt đầu ở trong cơ thể ta bày trận, Tà Lão liền lặng lẽ cùng ta liên lạc rồi, hắn nói hắn có biện pháp giúp ta diệt cái này đoạt xác người. Dĩ nhiên, có điều kiện. Ngày đó, Diệp Thần đang minh tư đối sách lúc đó, nhưng là chợt cảm giác được, luân hồi mộ địa một hồi chấn động. Mới đầu hắn cho là luân hồi mộ địa đại năng, nhưng là Thiên U thiện nữ trước đây không lâu liền tiến vào loại nào đó thiện đạo trạng thái, vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn lại cho là có đại năng muốn thức tỉnh, nhưng là đường ý thức đến gần luân hồi mộ địa lúc đó, hắn khẽ cau mày, bởi vì đây không phải là luân hồi mộ địa đại năng tín hiệu, là có người ở đánh vào luân hồi mộ địa, mặc dù, làm như vậy đối với luân hồi mộ địa không thể nào có bất kỳ ảnh hưởng, càng không thể nào thoát khỏi luân hồi mộ địa trói buộc, nhưng, hay là đem thần niệm dung nhập vào luân hồi mộ địa bên trong. Xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Tà Lão. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi đang làm gì? Tà Lão cười nói, thằng nhóc, ta khuyên ngươi tốt nhất khách khí một chút, ngươi bây giờ tình cảnh không tốt lắm đâu. Có thể cứu ngươi chỉ có ta. Diệp Thần cau mày nói, có ý gì? Tà Lão ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi tu luyện bách tà thể chắc đã có phát giác, ta vu tộc nhằm vào thần hồn có rất nhiều khắc chế thủ đoạn, bỏ mặc tiến vào bên trong cơ thể ngươi là Minh Yêu, vẫn là cái gì, ngươi ta liên thủ cũng có biện pháp đem tiêu diệt. Diệp Thần ánh mắt không ngừng chớp động, một lát sau hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Diệp Thần đối với Tà Lão cũng không ăn cái gì tốt tim, hiện tại không có giết hắn, cũng chỉ là bởi vì là còn không có đem hắn tà khí chiếm đoạt hầu như không còn thôi, Tà Lão chẳng lẽ còn sẽ lấy đức báo oán? Tà Lão văn nói, nhún vai một cái nói, thằng nhóc, sau khi ngươi chết, sợ rằng liền không có người có thể vận dụng cái này luân hồi mộ địa, mà Lão Phu vậy sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở luân hồi mộ địa bên trong. Đây cũng không phải là Lão Phu hy vọng nhìn thấy à. Một khắc sau, hắn thần sắc đông lại một cái nói, đương nhiên là có điều kiện, ta cứu ngươi sau đó, ngươi phải trả ta tự do, thả ta rời đi nơi này. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, không trả lời ngay, mà là mở miệng nói, trước tiên nói một chút về, ngươi phải thế nào đối phó vậy đoạt xác người. Tà Lão ánh mắt lóe lên nói, đầu tiên, hắn phải ở ngươi thức hải bên trong, cái này đoạt xác người lực lượng cực mạnh. Trừ phi ở ngươi trong thức hải, nếu không ta cũng không cách nào đối phó hắn. Diệp Thần cau mày nói, tại sao nhất định phải ở trong thức hải? Tà Lão cười nói, thằng nhóc, ngươi có biết ngươi tu luyện bách tà thể, chính là ta vu tộc thánh thuật một trong. Chỉ bất quá, ngươi căn bản không có nắm giữ hắn chân chính cách dùng thôi, vậy đoạt xác người mặc dù ở bên trong cơ thể ngươi bày ra xích thiên phong linh trận, nhưng cũng không có thể ảnh hưởng Lão Phu thông qua bách tà cửa lấy được vô cùng là cường đại tà lực. Cũng chỉ có như vậy, ta mới có nắm chắc đem chân áp. Diệp Thần ánh mắt hơi chớp nói, còn cần gì? Tà Lão nói, sau đó, ngươi phải nghĩ biện pháp dùng Thái Thượng Thiên Ma thể hội tụ năng lượng tại bách tà cửa. Cuối cùng, chuyện này ngươi không được trước bất kỳ ai tiết lộ, bao gồm vậy long hồn cùng kiếm hồn. Nếu như ta không đoán sai, người này cần phải có thực lực cảm giác được ngươi cùng bọn họ ở trong óc đối thoại. Chỉ có ở nơi này luân hồi mộ địa bên trong trò chuyện, mới có thể hoàn toàn tránh kỳ thần niệm dò xét. Diệp Thần gật đầu một cái nói, còn gì nữa không?
Tà lão trầm giọng nói, tiếp theo, cũng là trọng yếu nhất. Ngươi phải dẫn dụ hắn đối với ngươi tiến hành đoạt xác, chiếm đoạt thần hồn của ngươi, chỉ có như vậy, mới có thể tránh ta ra tay sau này, bị chạy ra khỏi thức hải. Tiểu tử, cơ hội chỉ có một lần, tuyệt không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào, nếu như bị hắn chạy, ngươi cho dù không bị đoạt xác, vậy vẫn là được chết. Hiện tại, ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng ta điều kiện? Diệp Thần ánh mắt cuồng tránh, nói thật, hắn cũng không tín nhiệm tà lão, nhưng, dưới mắt tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Có thể, ra tà lão dự liệu phải, Diệp Thần giờ phút này lại là lắc đầu nói, không đáp ứng. Tà lão thật là đều phải ngu à. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi điên rồi, đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội à, ngươi không sẽ vì cùng ta lấy mạng đổi mạng, ngay cả mạng cũng không cần chứ. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta tự nhiên sẽ không muốn sống, nhưng là... Vừa nói, hắn đột nhiên khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể rời đi luân hồi mộ địa, nhưng, cái này cả người tà khí ta muốn. Tà lão văn nói, con ngươi cũng mau rơi ra ngoài. Thằng nhóc này, tim là bao lớn à, lúc này còn muốn trả giá. Hắn thật là có chút không chịu nổi. Bất quá, giờ phút này, hắn khóe miệng nhưng là không khỏi được nở một nụ cười, nhìn Diệp Thần, hắn tựa như thấy được mình năm đó. Vì vậy, hai người ở luân hồi mộ địa bên trong một phen tranh luận sau đó, quyết định cuối cùng, Diệp Thần chiếm đoạt tà lão một nửa tà khí sau đó, thả hắn rời đi. Diệp Thần sau khi nói xong, Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc lão đều có chút trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là nói đến trả giá lúc đó, liền bọn họ cũng không nhịn được ha ha phá lên cười. Đem nguyên nhân hậu quả giải thích rõ sau đó, Diệp Thần liền bắt đầu hóa giải vậy Xích Thiên Phong Linh Trận, chân chính Xích Thiên Phong Linh Trận cũng không phải là tốt như vậy phá giải, nhưng, cũng may, cái này dùng yêu máu vẽ cuối cùng không phải nguyên bản, dốc sức kém không ít, coi như để bỏ mặc, theo thời gian trôi qua, lực lượng vậy sẽ dần dần tiêu tán. Một ngày một đêm sau đó, Diệp Thần liền đem đại trận này hoàn toàn phá giải. Hắn trên mặt hiện lên một nụ cười, lần này nguy cơ mặc dù vô cùng là hung hiểm, nhưng, chỗ tốt giống vậy không thiếu. Diệp Thần ở thức hải bên trong hoàn toàn cắn nuốt từ thiên minh thần hồn, căn cứ tả lão nói, người này thần hồn vô cùng bền bỉ, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể đem hoàn toàn mất đi. Làm Diệp Thần đem từ thiên minh thần hồn, miễn cưỡng ăn lúc đó. Liền liền tà lão đều không khỏi được cảm thấy một hồi biến thái. Đổi một người tới, mặc dù có tà lão tương trợ, sau cùng kết quả còn thật khó mà nói. Bất quá, cắn nuốt từ thiên minh sau đó, Diệp Thần thần hồn lực, ngay tức thì liền tăng vọt gấp mấy lần. Đồng thời, hắn còn thừa kế từ thiên minh trở thành minh yêu sau bộ phận trí nhớ. Đây cũng là tại sao hắn sẽ biết hàn sát tên chữ nguyên nhân. Diệp Thần nhớ lại từ thiên minh trong trí nhớ một nơi. Trong mắt thần quang không khỏi được một thịnh, nói nhỏ không biết khu vực sao. Xem ra, muốn xông vào một lần. Ngay tại lúc này, một tiếng rên vang lên, Diệp Thần thần sắc động một cái, hướng Huyền Băng Băng nhìn. Chỉ gặp Huyền Băng Băng chậm rãi mở hai mắt ra, mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ mê mang. Diệp Thần hỏi, người cảm giác như thế nào? Huyền Băng Băng nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng chợt hướng sau lưng thối lui. Theo bản năng liền phải xuất ra túi đựng đồ bên trong vũ khí, có thể, sờ một cái giữa eo, mới phát hiện mình túi đựng đồ đã sớm không gặp, liền liền cả người quần áo cũng rách dưới không chịu nổi. Huyền Băng Băng mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ nghi hoặc, ngay sau đó, ánh mắt run lên, nhìn về phía hang bên trong duy nhất chàng trai nói, ngươi, là ai? Là ngươi trộm đi ta túi đựng đồ, ngươi đối với ta làm cái gì? Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta kêu Diệp Thần. Ngươi không nhớ chuyện gì xảy ra sao? Ngươi bị Minh Yêu đoạt xác, hôm nay, đã qua rất nhiều năm, mà ta là bị Huyền Huyết Tâm nhờ, trước đi tìm một chút ngươi hài cốt, chỉ bất quá, không nghĩ tới, ngươi lại không có chết. Huyền Băng Băng nghe được Huyền Huyết Tâm danh tự này, sắc mặt chợt biến đổi, đủ loại trí nhớ xông lên đầu, bao gồm thân thể bị Minh Yêu hàn sát chiếm cứ sau đủ loại. Chỉ chốc lát sau, nàng mới bình tĩnh lại, vô cùng là cảm kích đối với Diệp Thần nói, cảm ơn ngươi. Đồng thời, Huyền Băng Băng cũng không khỏi được thầm kinh hãi, Diệp Thần bất quá là càn khôn cảnh tu vi, thực lực nhưng khủng bố đến vượt quá tưởng tượng. Diệp Thần tùy ý cười một tiếng nói, không nên khách khí, bị người nhờ, chuyện người dốc lòng, ta hiện tại muốn đi trước một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm, người tốt nhất trước lưu lại nơi này hang bên trong, đợi chiến trường đóng cửa ngày đến,
đi thông Thánh Thiên Thành cửa truyền tống, sẽ lần nữa mở, khi đó ngươi lại rời đi cho giỏi. Huyền Băng Băng đang chuẩn bị gật đầu, có thể, nhưng giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì vậy, mặt đẹp một trắng, kinh hô, Diệp Thần, chờ một chút. Thế nào? Huyền Băng Băng mắt đẹp run rẩy nói, Diệp Thần, ta nhớ ra rồi, nhiều năm qua như vậy, chiến trường bên trong, có thể đoạt xác Minh Yêu càng ngày càng nhiều, xa vượt quá ngươi nhìn thấy những thứ này, mà bọn họ đã sớm sắp đặt tốt lắm. Lần này Yêu Thiên Đại Điển lúc liền đối với tham gia Đại Điển Huyền Yêu Tộc người tiến hành đoạt xác, bên ngoài bây giờ cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa, bọn họ đoạt xác sau đó, tựa hồ còn muốn đi trước một nơi di tích. Một nơi, ở không biết bên trong khu vực di tích. Nói tới chỗ này, Huyền Băng Băng mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ thống khổ nói, nơi đó gọi là gì địa phương? Ta không nhớ nổi. Diệp Thần, nhưng là sắc mặt trầm xuống, ngưng tiếng nói, Thái Nhất Yêu Hoàng Vô Cực Mộ Cung. Huyền Băng Băng nghe vậy, mắt đẹp sáng lên nói, không sai, chính là Vô Cực Mộ Cung. Ngay sau đó, nàng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, ngươi làm sao biết? Diệp Thần không trả lời, mà là thần sắc có chút ngưng trọng hỏi, những cái kia Minh Yêu là vì sao chờ thực lực, ngươi biết không? Huyền Băng Băng cố gắng nhớ lại một lát sau, ánh mắt chớp động nói, không xác thực định. Nhưng, chí ít, có còn chân cảnh 5-6 tầng thiên thực lực Minh Yêu tồn tại. Diệp Thần khẽ cau mày, sự việc có chút khó giải quyết. Hắn sở dĩ biết cái này Vô Cực Mộ Cung tồn tại, là bởi vì là lấy được bộ phận từ Thiên Minh trí nhớ. Nhưng, trí nhớ này cũng không phải là hoàn chỉnh, cho nên, hắn cũng không biết chiến trường bên trong cái khác có cực cao linh trí, có thể đoạt xác Minh Yêu tồn tại. Bất quá, nếu như từ Thiên Minh nhớ không lầm, cái này Vô Cực Mộ Cung, Diệp Thần là nhất định phải đi tìm tòi. Còn như cái này Vô Cực Mộ Cung tại sao như thế trọng yếu? Cái này thì muốn từ thời đại thượng cổ tràng đại chiến kia nói đến. Lúc ấy, thống lĩnh yêu tộc cùng nhân tộc giao chiến, chính là Thái Nhất Yêu Hoàng. Nghe nói, trận đại chiến này kéo dài ước chừng trên 10 năm dài, hai bên có thể nói là đánh được trời đất u ám, nhật nguyệt không sáng, mà chiến đến cuối cùng, chỉ còn lại hai bên tinh nhuệ, quyết chiến tại hôm nay được gọi là không biết khu vực địa phương. Mà trong đó, thì có nhân hoàng Chu Thiên Khuynh cùng yêu hoàng Thái Nhất. Lúc ấy, Thái Nhất có một kiện chí bảo, tên là Vô Cực Thiên Cung. Chí bảo này, chính là một tòa chân chính cung điện. Xa xa vượt qua 33 thiên hồng mông chí bảo. Này cung cực kỳ nghịch thiên, nghe nói có thể vạn pháp bất xâm, một khi trốn vào trong đó, liền đứng chỗ bất bại. Mà yêu hoàng Thái Nhất liền xuất lĩnh yêu tộc tinh nhuệ cùng nhân tộc chém giết. Một khi bị thương hoặc rơi vào hiểm cảnh liền thả ra cái này Vô Cực Thiên Cung, để cho tộc nhân tiến vào trong đó nghỉ ngơi lấy sức, dựa vào yêu tộc nghịch thiên kia sinh mệnh lực, khôi phục sau đó, lại giết ra trùng vây. Lúc ấy chàng đại chiến kia, nhân tộc trên thực tế đã chiếm hết thượng phong, yêu tộc cuối cùng mặc dù có thể cùng nhân tộc cơ hồ lấy mạng đổi mạng, có thể nói cái này Vô Cực Thiên Cung công không thể không. Nhưng, nhân hoàng Chu Thiên Khuynh cũng là một tên không thể có nhiều trình độ cao nhất yêu nghiệt. Hắn không chỉ có ở võ đạo bên trên có tư chất nghịch thiên, ở trận pháp, đan đạo, phù lục vân. Vân cũng là có cao nhất thiên phú. Vì phá giải cái này Vô Cực Thiên Cung, hắn dung hợp đếm trên cửa cổ đại trận cùng phù lục đan đỉnh chi đạo, tự chế một môn cực kỳ nghịch thiên sát trận. Hai bên quyết chiến lúc đó, nhân tộc tinh nhuệ đem yêu tộc tinh nhuệ, đẩy vào Vô Cực Thiên Cung bên trong, rồi sau đó, liền bày ra cửa này sát trận. Cái này sát trận uy năng chí cường. Cho dù Vô Cực Thiên Cung, cũng thì không cách nào hoàn toàn chặn, yêu tộc một khối ngay tức thì lâm vào tuyệt cảnh. Thiên cung bên trong yêu tộc, lần lượt chết tại sát trận dưới, có thể ngăn cản cái này sát trận oai, chỉ có thiên một yêu hoàng một người. Mắt thấy đến nay bạn tốt, từng cái cách mình đi, Thái Nhất yêu hoàng cũng là đau buồn muốn chết, đối với Chu Thiên Khuynh các người lại là hận thấu xương. Chu Thiên Khuynh các người lúc này đã nắm chắc phần thắng, mặc dù, còn không có giết chết yêu hoàng Thái Nhất. Nhưng, cái này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vô Cực Thiên Cung tuy là chí bảo, nhưng, ở sát trận không ngừng tiêu ma đếm tháng sau cũng là tới cực hạn. Ngay tại Chu Thiên Khuynh các người, sắp nghênh đón thắng lợi lúc đó, yêu hoàng Thái Nhất nhưng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả người, cũng lấy là Vô Cực Thiên Cung là một kiện phòng ngự chí bảo, có thể không có ai biết cái này kiện chí bảo, giống vậy có thể thi triển công kích. Cực kỳ công kích chí mạng. Chỉ bất quá. Lấy yêu hoàng Thái Nhất lúc đó thực lực, nếu là muốn thúc giục Vô Cực Thiên Cung tiến hành công kích,
thì phải bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Đồng thời, cái này Vô Cực Thiên Cung tạo thành công kích, là không khác biệt, trừ Vô Cực Thiên Cung chủ nhân ra, tất cả vùng lân cận sinh linh cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Đây cũng là, Yêu Hoàng Thái Nhất tại sao ban đầu không có lấy cái này Vô Cực Thiên Cung đem Chu Thiên Khuynh các người giết chết nguyên nhân. Hôm nay, Yêu Hoàng Thái Nhất tự biết cuộc chiến tranh này, yêu tộc đã không thể nào thủ thắng, dưới mắt, lấy mạng đổi mạng là tốt nhất kết cục. Vì vậy, rốt cuộc đánh ra cuối cùng này một lá bài tẩy. Ngày này cung nhất kích, trực tiếp đem nhân tộc tinh nhuệ tất cả đều mất đi, vậy làm cho này trận hai tộc đại chiến trên bức tranh liền số câu. Mà Chu Thiên Khuynh, ở cuối cùng cũng là nổ vậy sát trận, mặc dù không có thể thay đổi nhân tộc kết cục, nhưng, cũng là làm Vô Cực Thiên Cung cái này nghịch thiên chí bảo, gần như hư hại. Còn như, Yêu Hoàng Thái Nhất vì sao phải ẩn thân ở Vô Cực Thiên Cung bên trong mấy tháng lâu? Truyền thuyết là vì lưu lại truyền thừa. Mà Vô Cực Thiên Cung từ đó về sau cũng bị số ít biết cái chuyện cũ này tồn tại, gọi là Vô Cực Mộ Cung. Nguyên nhân rất đơn giản, nghe nói, Yêu Hoàng Thái Nhất sau khi chết, hắn thi thể còn hoàn hảo bảo lưu lại nơi này Vô Cực Mộ Cung bên trong. Đây cũng là, tại sao Diệp Thần nhất định không thể bỏ qua cái này Vô Cực Mộ Cung nguyên nhân. Nếu là có thể đạt được Yêu Hoàng Thái Nhất cả người máu tươi, vậy, 100% có thể ấp trứng vậy hỗn độn chứng thú. Giống vậy, còn một nguyên nhân khác, cái này Vô Cực Mộ Cung, mặc dù nói bị giết trận tự bạo cơ hồ hủy xấu xa, nhưng, vẫn còn sót lại có chút rất nhiều uy năng. Bất quá, cho dù là còn sót lại uy năng, lấy Diệp Thần thực lực cũng là tuyệt đối không cách nào xông vào trong đó, thậm chí, còn khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Có thể, căn cứ từ Thiên Minh trí nhớ, cái này Vô Cực Mộ Cung còn sót lại uy năng, ở gần đây yếu bớt rất nhiều. Bất quá, bọn họ những thứ này mình yêu, hoặc là cốt thú nhưng không cách nào tiến vào trong đó, muốn đi vào cái này Vô Cực Mộ Cung, nhất định phải có yêu tộc huyết mạch. Mà Hàn Sát sở dĩ biết những thứ này, chính là bởi vì, từ Thiên Minh từng phái nàng đi Vô Cực Mộ Cung tìm tòi. Căn cứ Hàn Sát điều tra, nếu như đoạt xác người yêu tộc, có rất lớn có thể tiến vào Vô Cực Mộ Cung bên trong. Chỉ là, nàng chưa hoàn toàn chiếm cứ Huyền Băng Băng thân thể, cho nên, không cách nào làm được. Cái này cái sau khi tin tức truyền ra, chiến trường bên trong, những cái kia có đoạt xác năng lực minh yêu, liền rối rít quyết định, lần sau yêu thiên đại điển cử hành lúc đó, liền muốn chiếm thân xác tham gia đại điển huyền yêu tộc người, đi vậy Vô Cực Mộ Cung tìm tòi. Diệp Thần hít sâu một hơi nói, ta có không thể không đi Vô Cực Mộ Cung lý do, cho dù những cái kia minh yêu đã theo dõi nơi đó, ta cũng nhất định phải đi đánh một trận. Huyền Băng Băng nghe vậy, mắt đẹp lóe lên một lát sau. Mở miệng nói, vậy, ta cũng muốn tùy ngươi cùng đi. Diệp Thần nghe vậy, có chút bất ngờ nói, đừng nói là những cái kia cường đại minh yêu đã theo dõi Vô Cực Mộ Cung, coi như không có, muốn đi vào mộ cung đều phải xuyên việt tử chiến khu vực, trong đó hung hiểm, có thể tưởng tượng được, chẳng lẽ, ngươi đối với vậy yêu hoàng di thể hoặc là truyền thừa, vậy có hứng thú. Huyền Băng Băng thực lực không kém, nhưng, nói thật, nếu như muốn cùng những cái kia thực lực kinh khủng minh yêu tranh phong, chút thực lực này cũng không đủ nhìn. Cho dù là Diệp Thần mình ở cắn nuốt từ Thiên Minh thần hồn sau đó, thực lực tiến nhiều, coi như là miễn cưỡng có cùng những tên kia sức đánh một trận, nhưng, căn bản không có thủ thắng chắc chắn. Huyền Băng Băng nghe vậy, nhưng là khẽ mỉm cười nói, ta đối với những thứ này cũng không có hứng thú. Diệp Thần có chút không hiểu nói, vậy ngươi vì sao còn phải đi? Huyền Băng Băng ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trịnh trọng nói, ngươi cứu mạng ta. Ta lại làm sao có thể một người trốn ở này, nếu như giống vậy chỗ hiểm yếu cũng được đi, ta thực lực chỉ sẽ kéo ngươi lui về phía sau. Có thể, nếu như ngươi muốn đi Vô Cực Mộ Cung, ta tuyệt đối có thể giúp ngươi một tay. Cho nên, ta tự nhiên không thể đối với lần này mặc kệ không để ý tới. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi ánh mắt hơi chớp nói, ngươi có thể giúp. Huyền Băng Băng cười nói, ngươi quên, đã từng Hàn Sát từng mượn ta thân thể dò xét qua Vô Cực Mộ Cung. Hàn Sát thực lực ngươi rất rõ ràng, ngươi chẳng lẽ không tò mò nàng là làm sao mà càng tử chiến khu vực. Diệp Thần thần sắc động một cái, cốt thú mặc dù không hợp sức công kích mình yêu, nhưng, Hàn Sát là ở đoạt xác Huyền Băng Băng dưới tình huống đi điều tra à. Huyền Băng Băng cái này cả người máu thịt, đối với cốt thú mà nói đó là kích thích nhất giết hại tín hiệu. Có thể, Hàn Sát nhưng thành công chuyển kiếp tử chiến khu vực. Diệp Thần hứng thú. Hắn nhìn Huyền Băng Băng chờ nàng nói một chút.
Huyền Băng Băng nói, cốt thú mai phục ở dưới đất, ngủ say lúc lại là như vật chết vậy, chút khí tức nào không có, thần niệm thật khó cảm giác, nhưng, rất nhiều người không biết, chúng vậy đều có lãnh địa. Những thứ này Minh Yêu đã sớm đã điều tra xong cốt thú lãnh địa, cho nên hàn sát mới có thể yên ổn thông qua tử chiến khu vực. Vừa nói, Huyền Băng Băng thần sắc có chút tịch mịch cười nói, ta bị đoạt xác nhiều năm như vậy, xem ra cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có, những cái kia cốt thú lãnh địa ta nhớ rõ ràng. Hơn nữa, không biết khu vực không hề nhỏ, trong đó, lại là tồn tại không thiếu kinh khủng cốt thú cùng với Minh Yêu, không có ta dẫn, người muốn tìm vô cực mộ cung không dễ dàng. Diệp Thần giờ phút này đã có chút động lòng, nhưng, hắn vẫn hỏi nói, vậy Minh Yêu làm thế nào? Huyền Băng Băng nói, Minh Yêu mặc dù sở trường che giấu, nhưng, không có đoạt xác năng lực Minh Yêu, sẽ trong lúc vô tình lưu lại một loại thần hồn chập chờn ở trên không khí bên trong, thông qua loại ba động này cũng có thể đại khái đoán được cường đại Minh Yêu chỗ. Loại ba động này, người bình thường không cách nào cảm giác, nhưng, ta bị đoạt xác nhiều năm như vậy, có thể nói không có ai so ta hơn nữa quen thuộc. Còn như linh trí cường đại đến có thể đoạt xác Minh Yêu, có thể áp chế loại ba động này, ta liền không thể ra sức. Nhưng là, tổng thể mà nói, ta là người đi vô cực mộ cung tốt nhất hướng đạo. Diệp Thần nghe vậy, không thừa nhận cũng không được, Huyền Băng Băng đối với hắn tìm tòi vô cực mộ cung trợ giúp cực lớn, nhưng, hắn vẫn là có chút do dự, dẫu sao, cái này sẽ để cho Huyền Băng Băng thân vùi lấp hiểm cảnh. Huyền Băng Băng thật vất vả còn sống. Có rời đi cái này chiến trường thượng cổ cơ hội, lại vì mình để cho nàng mạo hiểm. Cái này không phù hợp Diệp Thần nguyên tắc. Huyền Băng Băng nhưng là hừ lạnh một tiếng nói, Diệp Thần, người đàn ông không muốn không quả quyết, ngươi như là không cho phép ta đi theo ngươi, vậy, ta liền mình đi vậy vô cực mộ cung, đem vậy truyền thừa cùng yêu hoàng di thể, mang ra ngoài cho ngươi. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi mặt lộ cười khổ nói, ngươi, có thể đi theo ta, nhưng có một chút, ngươi phải đáp ứng. Chuyến này, hết thảy hành động, đều phải nghe ta, người vậy không được tự tiện rời đi ta bên người. Để cho Huyền Băng Băng mình đi mộ cung, đó mới là thật tự tìm cái chết. Cho dù nàng có thể tránh cốt thú cùng Minh Yêu, nếu như gặp bị đoạt xác Huyền Yêu tộc người, làm thế nào?